Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện bye bye. chương 31, làn ý trai là sản nghiệp của nhà họ thích, rất nổi tiếng. Nó từng xuất hiện một lần trong, gãy cánh. Lần đó, lễ giác bị nam hai đón đi, mang đến đây ăn bữa cơm. Lúc nam hai múc canh cho lễ giác, cậu ta bỏ chạy, loạn trà loạn trọn chạy vào vòng tay của nam ba vừa tìm tới. Bằng vài giọt nước mắt, lễ giác khiến nam hai nam ba đạt được một thỏa thuận hòa bình ngắn hạn. Bọn họ dẫn cậu ta ra khỏi lan ý trai, mới đi tới cửa là đối diện với thẩm nhi an. Đấu súng cũng diễn ra luôn, nam hai bắn thẩm nhi an, lễ giác nhào tới chặn. Nam ba lại đi tới bảo vệ lễ giác, kết quả của trận chiến đó là nam ba chết, nam hai bị thương. Hồi ấy giao bạch đọc chuyện cũng vừa phàn nàn vừa muốn có thêm nữa giống các fan khác gãy cánh, hoàn toàn xứng đáng là vua máu chó của năm. Giao bạch bất giác cười thành tiếng, thẩm ký và thích dĩ lão đang nói chuyện đều nhìn sang. Thẩm ký chê cậu mất mặt nhưng vẫn mở miệng, ăn ngon thế cơ à. Giao bạch gật đầu không cần suy nghĩ, trong bát có thêm một miếng rau cuộn, cậu nhìn nó, không động đũa. Ý tư rõ ràng chính là, ai muốn ăn nước bọt trên đũa của anh chứ? Giao bạch cố ý, làm sao, anh được phép chê ông đây nhưng ông đây không thể chê anh à. Đối phó với loại người từ nhỏ đã sống ở nơi hào môn cao hơn kẻ khác một bậc, phải cho họ biết rằng, anh không phải là nhân dân tệ, cũng chẳng phải ngọc hoàng đại đế. Thẩm ký nhắm mắt, tốc độ lồng ngực phập phồng chậm lại, trông y như đang dựa vào lý trí để áp chế sự tàn ác bạo phát. Nhưng đầu gối y dưới gầm bàn đặt giữa hai chân dao bạch, sức mạnh rất lớn, như một lưỡi dao sắc bén, đi qua nơi nào là nơi đó tràn ngập sự tức giận vì bị khiêu khích và tính xâm lược hung hăng tuyệt đối. Giao bài cảm giác xương đùi của mình sắp nát, da rẻ nóng rát. Cậu đạp một cú lên giày da của lão già, dùng sức dẫm mạnh. Thầm ký thậm chí chẳng buồn nhúc nhích lông mày, y gắp miếng rau cuộn kia lên và ăn nó với khuôn mặt lạnh lùng. Chủ tịch thẩm cũng biết bạn mình còn ở đây, không thể để tình cảnh quá khó coi. Quan trọng là, chỉ sợ cuối cùng y sẽ mất mặt. Giao bạch tỉnh bơ ăn hết nửa miếng sơn cha, lão già thay đổi to lớn, có mắt đều có thể nhìn ra. Song thích dĩ lão lại chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò chút nào. Trên bàn cơm chỉ xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn đó, về sau đều rất hài hòa. Khi thích dĩ lão mỉm cười đứng ra điều hòa bầu không khí, hắn có sức hấp dẫn và phong thái từ dòng dõi xuất thân thư hương, người khác rất khó không nể mặt hắn. Khu vực hút thuốc của Lan Ý trai còn lớn hơn Phúc Duyên Lâu ở Nam Thành, phân thành bốn khu mai lan trúc cúc, mỗi khu đều được trang trí rất có thẩm mỹ. Thẩm ký và thích dĩ lão hút thuốc ở khu lan, bên tường đặt một bộ bàn cờ, khu trúc cách vách là piano. A à, lão, lần này anh gặp lại chó con của tôi, cảm thấy cậu ta có gì khác lần trước không? Thẩm ký sắp hút xong một điếu thuốc, khói mù lượn quanh phủ một lớp che mờ nhạt lên đường nét của y. Câu này anh hỏi nhầm người rồi, thích dĩ lão khó xử nói, cũng không phải là anh không biết, tôi không giỏi nhớ người cho lắm. Lần trước ở tiệc mừng thọ lão phu nhân, tôi có thể nhận thấy sự thay đổi của đứa trẻ đó và nhắc nhở anh đôi điều là bởi khoảng cách ngắn ngủi. Giờ đã trôi qua bao lâu rồi, làm sao tôi còn nhớ được? Thích dĩ lão gầy rơi tàn thuốc, nói thêm. Thẩm ký không lên tiếng. Thích dĩ lão cười nói, lão thẩm, hôm nay anh vừa đến đã có định ý với tôi, không đưa câu giải thích nào à? Thẩm ký hơi khượng lại, kẹp điếu thuốc xuống khỏi miệng, thở ra ngụm khói, cho con tôi nuôi nói anh ấm áp, có phong độ, có hàm dưỡng. Thích dĩ lão đỡ chán cười đến không ngậm miệng lại được, anh ăn giấm chua này. Một giây sau, vết chân chim khóe mắt hắn mờ nhạt đi, không phải người ngoài đều nói như vậy sao, tất cả đều hiểu tôi rất rõ. Thẩm ký hút thêm mấy hơi cuối cùng, là tôi hồ đồ. Có thể thông cảm, thích dĩ lão chế nhạo, anh là cổ thụ nở hoa nên mới để bụng. Thẩm ký muốn phản bác, nhưng thích dĩ lão lại nói trước y, lần sau anh ăn giấm chua linh tinh cũng đừng ăn tới chỗ tôi, tôi đối xử với mọi người như nhau, không tồn tại điểm nào đặc biệt. Vậy anh cảm thấy cậu ta thế nào? Lúc đi tới cửa, thầm ký hỏi một câu. Thích dĩ lão nhấn tàn thuốc vào trong ao, nhìn vết thích bẩn thỉu hỗn độn của muội và nước hòa vào nhau, khẽ cười đáp, anh biết rõ điều kiện tuyển chọn người của tôi, anh cho rằng trong số những người tôi chọn, cậu ta có thể xếp thứ mấy. Thẩm ký từng gặp mấy người bên cạnh bạn mình, toàn là hạng xuất sắc cao cấp nhất về mặt kia, nhưng y lại nói, lần trước anh nói cho con của tôi đã khỏi bệnh rồi, giọng cũng không tệ lắm. Thích dĩ lão không biết nên khóc hay cười, lão thẩm, nếu anh tiếp tục hỏi nữa là tôi sẽ hoài nghi anh không những để bụng, mà còn muốn trâu già gặm cỏ non. Thẩm ký, trâu già gặm cỏ non gì chứ, tôi già lắm à? Giữa đôi lông mày tuấn lãng của y đen thùi, anh không già nhưng đứa bé kia rất non, thích dĩ lão chiêu chọc xong liền vẫy tay, mau về phòng trong đi. Hắn với một tay vào trong ao, bóp tan từng chút tàn thuốc bẩn, nhờ mắt mỉm cười, đúng rồi, lão thẩm anh dành thời gian mang đứa bé kia đi kiểm tra sức khỏe đi, vật bẩn thiểu phải kiểm tra thêm mấy lần. thẩm ký thầm nghĩ, bẩn cái gì, còn là trai tân đấy, phiền phức. Qua phiền phức, nếu lúc đó thực sự không được thì sẽ đưa cậu ta tới đế giả, tìm chuyên gia khai phá. Lúc đi ra, thẩm ký thình lình nghĩ tới một chuyện của bạn mình, bước chân thoáng nhẹ nhàng hơn. Người bạn lâu năm không có sức uy hiếp, thẩm ký sững người lại, sắc mặt y lạnh lẽ u ám. vì thế mà lại nghe lọt lời của chó con, thậm chí còn tìm bạn mình để thăm dò. Mẹ, thẩm ký chửi nhỏ một tiếng, đỏ cả vành tay trên hành lang vắng lặng, cả đời này chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, may mắn à lạo không nhiều chuyện giống đông sán cuộc trò chuyện trong khu vực hút thuốc vừa rồi quả thực chẳng hiểu ra sao, càng nghĩ càng hối hận. Thẩm ký lại quành về đổi một khu khác hút hai điếu thuốc. Sau bữa cơm, đoàn người đi bệnh viện. Trương Trầm vừa tỉnh dậy, Thẩm ký và thích dĩ lão đều tiến vào phòng bệnh. Những người khác chờ ở bên ngoài, bao gồm dao Bạch. Cậu dựa vào vách tường và ngáp, thấy Trần Nhất Minh và đám vệ sĩ của Thẩm ký cũng không quản mình, cậu bèn lắc lư đi đến xem kiến thức y học trên tường thật nhàm chán anh trầm tình là tốt rồi tôi sắp khóc mất cậu là sắp khóc đến nơi còn tôi thì đã khóc rồi có được không tiếng thầm thì từ khúc quanh lọt vào tai dao bạch cậu từ từ quay người lại gần và bắt gặp mấy người anh em của trương trầm thuần một đám đầu đinh áo đen vóc dáng cường tráng đang tụ tập ở kia gạt nước mắt Giao bạch định rời đi nhưng cậu lại nghe thấy điều gì đó nên dừng bước chuyện về bạn trên mạng của anh trầm ấy tôi có nên nói không Nói chứ, là chúng ta vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện WeChat được mở ra trên điện thoại của anh ấy, không phải cố ý. Nhưng học sinh cấp 3 kia gọi anh trầm của chúng ta là chị. Mặc kệ cái đó, nên nói vẫn phải nói, không che giấu nổi đâu. Điện thoại của anh trầm được cài đặt một đống thứ, chẳng lẽ anh ấy có thể không biết liệu nó có bị người khác đụng vào không à? Cũng có lúc vờ ngớ ngẩn đấy. Trực giác của tôi mách bảo rằng, học sinh cấp 3 này có vấn đề. Anh trầm sẽ không thể chẳng hay biết gì. Người này ấy à, tâm tư rất phức tạp khó lường. Có lẽ khi cậu ta kết bạn với anh trầm, vừa khéo anh trầm có tâm trạng tốt nên mới đồng ý. Tôi chỉ lo lắng anh trầm bị lừa tâm lừa thân, trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo. Vậy nếu không thì tôi tìm người điều tra thử xem. Đừng, tuyệt đối đừng, vẫn nên chờ anh trầm quyết định đi. Chờ anh trầm quyết định, giao bạch quay người bỏ đi, tùy bộ chuyện tranh này rất máu chó nhưng vì phục vụ cho cốt truyện thiết lập của nhóm vai phụ tuyệt đối không chỉ để trưng bày kẻ lăn lộn trong xã hội đen hay giới kinh doanh đều là vương giả đích thực cậu không thể chỉ dựa vào điểm biết rõ cốt truyện nguyên tác để quay họ như quay dễ được bất luận là tìm tới tề xương hợp tác tính kế nhà họ thẩm đe dọa đại sư giả lời mệnh bàn đùa bỡn thẩm lão phu nhân hay là làm bạn bè trên mạng với trương trầm vào cái khoảnh khắc thực hiện những việc này cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bại lộ chẳng qua giao bạch lợi dụng tâm lý tính cách của họ, để bản thân cậu bị phát hiện muộn một chút mà thôi, tốt nhất trước khi điều đó xảy ra thì hãy để cậu lấy được bùa cứu mạng. Đợi đến cái ngày bại lộ thì tùy cơ ứng biến, giao bạch không cùng thầm ký rời khỏi bệnh viện, Trần Nhất Minh đưa cậu tới nhà họ thích. Thuốc giảm đau khiến cậu đỡ chịu khổ hơn, khi đến nơi, Trần Nhất Minh nói một câu rất đột nhiên, rất máy móc, nghe kỹ sẽ thấy chuyện rất khúc chiết phức tạp gã nói, chủ tịch phải đi đón ngài trừ. Giao bạch phất lửa ánh mắt Trần Nhất Minh nhắc nhở cậu thức thời. Cậu nhớ tới trừ Đông Sán, một người bạn lâu năm khác của thẩm ký. Điều đáng vui mừng chính là, đối phương không phải bạn tốt của cậu. Nếu không, chỉ mỗi thẩm ký và nhóm bạn thân của y cũng đã đủ một bàn mặt trượt. Giao bạch đi về phía lâu đài, Trần Nhất Minh lặp lại một lần. Được rồi, hiểu rồi, Giao bạch thiếu kiên nhẫn trả lời. Cậu liếc nhìn biển số nhà bị một đám lá cây lớn che khuất, nhớ lại địa chỉ nơi này từng được nhắc trong chuyện. Lan Mặc Phủ, nhà cổ của dòng họ thích, gốc gác nhà họ thích sâu hơn nhà họ thầm nhiều. Tổ tông thích dĩ lạo làm nghề liên quan đến kiến trúc xây dựng, lâu đài cổ chính là công trình của năm đó. Mỗi đời gia chủ đều sống ở đây và truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ nơi này là hang ổ của thích dĩ lão. Giao bạch bước vào. Giao Bạch vừa bước vào là muốn rời đi ngay. Cậu cảm thấy không khí xung quanh có một mùi lạ, rất giống với hơi thở của một ông già. Rất cũ kỹ, rất già nua, tràn đầy mùi vị mục ruỗng của năm tháng. Giao Bạch rất khó chịu, cậu hòa hoãn chốc lát, nương nhờ ánh đèn chung quanh mà chậm rãi đi vào trong. Nhân vật thích dĩ lão được tạo ra vừa hoàn mỹ vừa phức tạp. Tác giả, gãy cánh, không bổ khuyết thuộc tính vào tính cách thiết lập của hắn, không cho hắn phần diễn, thậm chí không ghép CP cũng là đúng. Căn bản không có cách nào đắp nặn đầy đặn một vai phụ thần bí như hắn, cho hắn thêm cảnh thì ánh sáng rất dễ dàng che mất vai chính công thẩm nhị an, trừ khi mở một quyển khác. Cộp, cộp cộp, có tiếng bước chân tới đây, giao bạch vô thức căng thẳng thần kinh, hóa, sao như là vào nhà ma thế này. Người tới là một phụ nữ trung niên dịu dàng, bà nở nụ cười với giao bạch, dẫn cậu tới phòng khách, nhẹ giọng nói cháu có thể gọi gì là gì liễu giao bạch lễ phép chào hỏi chào gì liễu à chủ tịch thẩm sẽ đến muộn gì liễu đưa cậu vào phòng khách nhìn có thiếu cái gì thì có thể gọi gì bà chỉ vào cái nút nhỏ màu trắng trên tường bấm nó là gì sẽ qua Khóe miệng giao bạch giật một cái giờ cũng không giống nhà ma nữa mà như một bệnh viện ngay cả chăn giường cũng hết cách sắp xếp của một bệnh viện gì liễu nói xong điều cần nói liền đi không ở lại lâu cũng không bảo giao bạch đừng đi lại xung quanh giao bạch vừa đóng cửa là cởi quần áo tiếp đó cẩn thận nằm xuống giường mấy phút sau lại lề mề bò dậy căn bản không ngủ được mùi ẩm ướt lạ lẫm không ngừng chui vào lỗ chân lông của cậu thật sảng khoái giao bạch trong phòng do dự hồi lâu rồi mở cửa đi ra ngoài quét mắt một cái toàn là ánh đèn nhà họ thích vô cùng nhiều đèn một mặt tường gắn mấy cái tiền điện không quan trọng giao bạch không có mục đích Cậu tùy tiện dạo quanh, đi chậm rãi, tiếng bước chân khẽ khàng, không có lão già tay máy tay chân, lúc hoạt động cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thợ massage trên máy bay xoa bóp cho cậu một hồi đã phát huy tác dụng. Giao bạch bước rồi bước, suy xét một chút tính cách của con người thích dĩ lão, thích yên tĩnh, tin Phật. Vì trong nhà có phòng thiền, thích dĩ lão còn thích đọc sách. Giao bạch dừng lại trước một giá sách trình tề, đối diện cậu là một loạt sách gốc tiếng Anh. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác quái dị, cảm giác đó biến mất không tăm hơi sau khi cậu rút một cuốn sách ra và lật xem nó. Sách chỉ có vỏ ngoài là được in lên, bên trong là bản viết tay, nét viết ấn mạnh, từng nét bút in sâu vào tờ kế tiếp. Mùi mực nồng nặc làm ngứa mũi Dao Bạch, Dao Bạch đặt cuốn sách về chỗ cũ, nhìn từ dưới lên xem, nhiều lắm, đếm không xuể, không phải tất cả là bản viết tay đó chứ. Nếu thật sự như thế cái dạng màu mè này người bình thường không làm nổi. Giao Bạch tiếp tục bước đi, cậu không gặp vệ sĩ nào, cũng không thấy người hầu nào khác ngoài gì liễu. Đến căn phòng ở đế giả của thích dĩ lão còn gắn camera giám sát đủ ngóc ngách, cũng không biết nhà hắn có bao nhiêu nữa. Nghĩ như vậy, Giao Bạch cũng cảm giác có vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, quỷ dị cực kỳ. Cậu hơi muốn thầm chó già nhanh tới đây, ít nhất lão già cái gì cũng đều ở ngoài sáng, công khai đến quả, quả, tiếng quả kêu khiến Giao Bạch nín thở, bấy giờ cậu mới phát hiện không biết mình đã đến sân sau từ lúc nào. Buổi tối, con quả, rừng cây sâu và đen, biệt thự cổ đã có tuổi. Cũng rất giống nơi giết người phanh thây, Giao Bạch đang chuẩn bị rời đi thì thoáng trông thấy cái gì đó, sau đầu cậu lạnh lẽo tê dần. Cách đó không xa có một bãi tha ma rộng lớn, từng miếng bia mộ được dây leo cuốn lấy, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng lành lạnh thê lương của đêm đông đây là nghĩa trang nhà họ thích, giao bạch nuốt một ngụm nước bọt, xương sườn của cậu đau không thể khom lưng, bèn cúi đầu bày tỏ một chút, lẩm bẩm xin lỗi, không có ý xúc phạm, chúc ngủ ngon. Bạn tốt của bạn đã online, thành âm máy móc suýt chút nữa khiến giao bạch tử vong tại chỗ. Cậu nhìn avatar của người bạn đang online, thở hắt một hơi rồi mới xoay người lại. Thích dĩ lão đứng dưới cánh cửa sân sau, gió thổi ngọn cây, bóng cây đung đưa hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt luôn đượm ý cười dịu dàng nay đen thăm thẳm. Bên trong bò đầy sự hung áp đậm mùi máu tanh dày đặc, lại như không có thứ gì, một khoảng trống rỗng. Giao bạch không nhìn thấy ánh mắt của thích dĩ lão, cậu chỉ phát hiện mèo trắng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đồng tử màu vàng kim và vết máu bết lấp lông ẩm ướt trên cổ nó, vào lúc này trông khá cổ quái âm u. Thích dĩ lão dẫm lên lá rụng vụn nát, đi tới trước mặt giao bạch. Giao bạch cố gắng giành quyền chủ động, mở miệng trước, chủ tịch thích, ngài thầm đâu. Vẫn ở bên ngoài, bọn họ đã không tụ tập một quãng thời gian rồi, chắc có lẽ phải qua không giờ. Thích dĩ lão nói, tôi bị cảm, đi về sớm. Giao bạch nghe ra thích dĩ lão có giọng mũi rất nặng, cổ hỏng cũng khàn khàn. Thích dĩ lão vươn tay, giao bạch muốn trốn sang bên cạnh. Nhưng cậu bị thương nên tốc độ phản ứng của cơ thể không tốt lắm. Cái tay kia rơi trên vai cậu, gỡ xuống một chiếc lá cây chẳng biết rơi xuống từ bao giờ. Thích dĩ lão thông thả thưởng thức lá cây, tiểu bạch, sao cậu lại đến đây? Tầm mắt dao bạch rơi trên avatar của thích dĩ lão, chú ý tới biến hóa của con mèo trắng, tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo rồi bị lạc đường. Thích dĩ lão lộ vẻ chợt hiểu, lạc đường à, nơi này khá rộng, hắn ném lá cây đi, khuôn mặt sắc nét hiện lên một nụ cười dịu dàng khiến người ta không rời nổi mắt, vậy tôi dẫn cậu đi xem xung quanh đây nhé dao bạch đối diện với con ngươi vàng của mèo trắng không hiểu sao lại có cảm giác có một cái móc câu đang móc vào cổ hỏng và treo cậu lên đỉnh đầu nằm nặng dao bạch ngước lên một cánh tay nằm ngang trong tầm nhìn của cậu thích dĩ lạo xoa xoa tóc cậu lúc trường bối nói chuyện thì không được mất tập trung biết chưa dao bạch không phản ứng hắn nụ cười của thích dĩ lạo càng sâu thêm tiếng nói càng trầm thấp hơn như nỉ non bên tai, biết chưa? Giao bạch mấp máy đôi môi bị gió thổi tóng, vô thức đáp, nghe thấy rồi. Con mèo trắng bỗng há miệng với cậu, để lộ hàm răng dài nhỏ sắc nhọn dính đầy máu. Nó kêu lên một tiếng yếu ớt, gào thét thoi thóp. Nó đang đe dọa cậu, cảnh cáo cậu, cũng hệt như đang, cầu cứu cậu, chương 32, lúc giao bạch thất thần, mèo trắng lần nữa ngậm miệng lại, đôi mắt vàng óng cũng rũ xuống, trở về dáng vẻ âm u chết chóc ban đầu. Nó bị cầm tù, mắt dao bạch dán chặt vào vòng tròn đỏ trên cổ nó, điều gì sẽ xảy ra nếu tháo thanh sắt mỏng đó xuống nghỉ. Bàn tay buông thõng của cậu khẽ di chuyển, trong khu chung cư nhà cậu có mèo hoang, trắng vàng, xám đen, chỉ vì cậu từng cho chúng nó ăn mấy lần, chúng nó nhìn thấy cậu là sẽ chạy theo. Cậu thích mèo, vuốt một cái, nhếch miệng lên, vuốt hai cái, miệng tâu tuét nhưng con mèo này không phải mèo thường, nó đại diện cho con người thích dĩ lão. Giao Bạch lại nhét bàn tay đang dơ lên của mình vào trong túi, hoàn toàn xua tan nỗi kích động muốn gỡ bỏ sợi dây mỏng manh. Không gỡ được, cậu còn không chạm được vào mèo. Lần đầu tiên xuất hiện avatar mèo, cậu đã thử qua, vô thức đưa tay ra chạm vào nó. Xúc cảm lông xù mềm mại mát mẻ lúc đó chẳng qua chỉ là ảo giác của cậu thôi. Đừng bận tâm, ít nhất tạm thời đừng bận tâm. Giao bạch tỉnh táo tự nhủ. Đứa nhóc này, cậu thực sự biết qua loa người lớn đấy. Giao bạch nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu. Cậu ngước mắt, đối diện với đồng tử sám tối tăm phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của thích dĩ lão. Giây phút ấy, Giao bạch có cảm giác sợ hãi khi bị một lão quái vật nào đó nhìn từ trên xuống. Chờ lúc cậu trấn tĩnh nghiên cứu kỹ, cậu chỉ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt kia. Đây là buổi tối, dù có bao nhiêu đèn, dù sáng sủa nhường nào thì cũng không thể so với ban ngày cậu cũng không kề mặt sát đến vậy nhưng cậu lại vừa nhìn thấy chính mình nói đúng hơn là một loại cảm giác con mẹ nó quá quỷ dị ngoài miệng nói nghe rồi nhưng vẫn mất tập trung lắm thích dĩ lạo cũng không trách cứ chỉ lắc đầu một cái tầm tuổi cậu vẫn còn đang đi học không tập trung được thì khi đi học phải làm sao bây giờ có phải là cũng bị giáo viên đánh vào lòng bàn tay không giao bạch vậy cũng không nhọc anh quan tâm Bên mùi thích dĩ lạo đượm ý cười, đi thôi, dẫn cậu xem một vòng. Giao bạch nói, xương sườn tôi đau, thực ra tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cậu nói dối vì cậu không muốn đi dạo nghĩa trang. Lúc này, nếu là thẩm ký thì nhất định sẽ trực tiếp túm giao bạch đi, nhưng thích dĩ lão sẽ không như vậy. Hắn bất đắc dĩ vỗ chán một cái, xem chi nhớ của tôi này, lão thầm nói trên lưng cậu gãy ba cái xương sườn, tôi thoáng cái lại quên rồi. Thích dĩ lão không hề có chút độc đoán máu lạnh của người bề trên, thông cảm nói, vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Lần sau cậu tới đây lại dẫn cậu đi dạo sau. Giao bạch ngoài miệng trả lời, được thôi. Thái độ của thích dĩ lão càng ôn hòa, càng phong độ lịch sự, thì cậu càng căng thẳng. Từng nghe, lưỡi đau dịu dàng, bao giờ chưa? Lão thầm cũng thật làm bừa, cậu thế này thì nên ở trên giường bất hoạt động đi. Thích dĩ lão đi phía trước giao bạch, cách không xa, khoảng một bước sẽ không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn. Hắn vừa đi vừa nói, sân sau nhiều cỏ lắm, túm hết vào nhau trên đất, cậu nhớ nhìn dưới chân. Giao bạch vốn đang đi bình thường, nghe thấy thích dĩ lão nhắc nhở, cậu lại bị dây leo ngáng chân. Rõ ràng giao bạch chưa kêu lên, nhưng kẻ trước mặt lại như thể mọc mắt sau đầu, kịp thời quay người đỡ lấy cậu. Vóc dáng đường cong của thích dĩ lão dẻo dai, thoạt trông không giống kiểu tập thể hình quanh năm, song sức mạnh mà Giao Bạch cảm nhận được chẳng hề yếu hơn thẩm ký mang đến cho cậu. Giao Bạch đứng vững, cậu còn chưa tránh thoát thì cánh tay đỡ cậu đã rút về. Thích dĩ lão hỏi, có sao không? Giao Bạch lắc đầu, cảm ơn chủ tịch thích. Thích dĩ lão đút một tay vào túi, cánh tay đỡ Giao Bạch vẫn luôn thả bên ngoài. Hắn âm áp nói, bị bệnh thì không nên chạy loạn. Giao Bạch có một ảo giác sờn tóc gáy là bị cha đánh đòn mà hiển nhiên chuyện này không thể xảy ra một vị này không phải cha cậu hai cậu cũng sẽ không cho phép người khác đánh mông mình giọng thích dĩ lạo sen lẫn trong tiếng lá cây xào sạc bị gió lay động trong hoàn cảnh hiện tại nếu bị ngã một lần rồi chấn thương lần hai rất có thể xương sẽ chèn vào phổi rất nguy hiểm giao bạch vẫn còn sợ hãi mạng quan trọng hay lòng hiếu kỳ quan trọng thích dĩ lạo hơi khom lưng nhìn cậu đôi mắt thăm thẳm như núi sâu hả Giao bạch bật thốt lên, đương nhiên là mạng quan trọng rồi. Thích dĩ lão ho khan trầm thấp, giọng càng thêm khàn khàn, vậy cậu còn muốn chạy lung tung không? Giao bạch lắc đầu, không không không. Thích dĩ lão lần thứ hai cười rộ lên, chú biết nhóc là đứa trẻ thông minh hiểu lý lẽ mà. Giao bạch ha ha hai tiếng, tranh lệch 14 tuổi, xương chú cũng vẫn được. Lão già thẩm ký lớn hơn cậu gần 18 tuổi, phải là bác dường như thích dĩ lão không nhận ra sự ương ngạnh của giao bạch đi thẳng qua mấy cành cây khẳng khiu lá rụng rơi xuống sột soạt trở thành âm thanh nền duy nhất trên thế gian này phủ ngập cái lạnh lẽo của rừng già về đêm giao bạch liếc nhìn mèo trắng không biến hóa cậu đi phía sau chủ nhân con mèo như bâm cua hỏi chủ tịch thích bên kia là nghĩa trang à đúng thế thích dĩ lão không dừng bước giao bạch bước nhanh thêm một chút đến cách hắn gần hơn tại sao Nghĩa Trang lại ở sau nhà? Đây là tập tục của gia đình chúng tôi. Thích dĩ lão rất kiên nhẫn giải thích, người chết, người sống đều ở cùng nơi. Hắn dùng bàn tay đã đỡ dao bạch đi đón lấy một mảnh lá rụng, đầu ngón tay vuốt ve vài lần rồi bóp nát, người chết, canh giữ người sống. Sau lưng dao bạch nổi ra gà, loại bảo vệ này không cần thiết lắm đâu. Mở cửa sổ chính là bãi tha ma, đến Tết Thanh Minh, tiền giấy bay ồ ạt vào nhà. Giao bạch vào cửa, mùi cỏ cây bùn đất trong hơi thở của cậu biến mất, chỉ còn cái lạnh âm u bốn phương tám hướng. Dù có tràn đầy đèn sáng cũng không thể xua tan, giao bạch xoay người xem thích dĩ lão đóng cửa sân sau, tầm mắt cậu xuyên qua khe cửa còn chưa đóng lại nhìn về phía bãi tha ma, con người sống lâu ở nơi thế này, liệu có thể nào ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe không? Thích dĩ lão một tay đóng kín cửa, quay đầu, hả? Giao bạch đáp không có gì thích dĩ lão đi hai ba bước rồi dừng lại tiểu. Giao bạch mím môi, nâng chiếc cầm gầy gò về hướng hắn. Anh nói đi, anh tiếp tục nói đi, để tôi nghe xem nào. Hồi lâu sau thích dĩ lão mới bật ra chữ phía sau tiểu hoàng. Giao bạch, tên họ trăm nhà sẽ đến muộn nhưng sẽ không vắng chỗ. Ở làn ý trai còn gọi ông đây là tiểu bạch. Giờ mới qua bao lâu đã thành tiểu hoàng rồi, sáng mai có phải là tiểu lục tiểu hồng không? Máu dâng trào khắp người cậu, khuôn mặt trắng bệnh ốm yếu nhuộm một màu đỏ rực đầy kích động, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, sai rồi. Thích dĩ lão trầm ngâm, là tiểu bạch, tiểu bạch à, giọng điệu của thích dĩ lão rất quái lạ, như thể tràn ra từ cổ họng rung rung của hắn. Hắn vuốt tóc chán hai lần rồi khom bờ lưng đang thẳng tắp, tiểu bạch, có đúng không? Sao bạch, hừ, xem ra là đúng, thích dĩ lão cười và thẳng người dậy, đứng ở dưới đèn, đôi mắt hơi nhíu xếp thành vết chân chim thành thục, mang theo một quầng sáng dịu dàng, tạo cho hắn một độ sâu làm người khác muốn nhìn lên. Đó là mị lực trải qua dòng sông thời gian, rèn luyện mới có. Giao Bạch nhìn tích dĩ lão thêm vài lần, cũng không phải là cậu mở cờ trong bụng không thể kiềm chế, phải quỳ lại dưới ống quần đối phương, mà là. Nói thế nào nhỉ, rất quỷ dị, cậu thế mà lại cảm thấy đối phương rất vui vẻ. Gọi đúng tên một đồ chơi nhỏ của người bạn lâu năm, có cái gì để vui vẻ. Giao Bạch tin tưởng chắc chắn rằng cho dù thích dĩ lão thật sự rất sung sướng, nhưng cũng sẽ không phải vì gọi đúng tên cậu, mà là nguyên nhân khác. Thích dĩ lão rất xin lỗi, trí nhớ của chú không tốt lắm, lão Thẩm có thể chứng thực điều này. Giao Bạch vừa ngầm thăm dò vị chủ tịch này một hồi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là cậu hiểu lầm, đối phương thật sự không nhớ được tên người. Nhóc vốn đã có tên này à? Thích dĩ lão đi hành lang dài bên trái. Giao bạch ngáp, tôi ban đầu tên Vương Sơ Thu, sau đó rời khỏi thấm tâm viên thì sửa tên, thay đổi gọi thành giao bạch treo bay, trên một chữ thảo cao, bên dưới là giao, của giao thông treo bạch, trong màu trắng bay. Khởi đầu mới, thích dĩ lão gật đầu hiểu ý, cuộc sống cần cảm giác nghi thức. Lão thầm lần đầu tiên dẫn người tới chỗ tôi, câu này không liên quan tới câu trước, vô cùng đột ngột. Giao bạch tạc lưỡi, có phải là thích dĩ lão ẩn ý nói rằng, đừng không biết điều. Chẳng biết thích dĩ lão đi ở phía trước đã dừng lại từ lúc nào, hắn xoay người nhìn giao bạch bằng đôi mắt dường như có thể thông thấu tất cả. Hai bên tường dọc hành lang dày đặc ngọn đèn nhỏ, hệt tổ ong vò vẽ. Giao bạch đứng cách một khoảng đối diện thích dĩ lão, cậu không lập tức đi tới, mà dùng ánh mắt dò hỏi. Thích dĩ lão cười hỏi, còn nhớ mình ở căn phòng nào không? Giao bạch, có nhớ, thế thì nghỉ sớm đi, thích dĩ lão quẹo vào một hành lang khác. Giao Bạch nghe thông báo bản tốt offline xong mới đi về căn phòng mà Dì Liễu đã sắp xếp cho cậu. Công Trong, Gãy Cánh đều là những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, thuộc tính không trùng lập. Trước mắt Giao Bạch tiếp xúc với Thẩm Ký nhiều nhất, tính cách thiết lập của Y vô cùng rõ ràng, kiêu ngạo, vô tình, lăng nhăng. Tuy nhiên trước mặt Giao Bạch, Thẩm Ký rất nóng nảy và bạo lực, động một cái là phun lời thoại xếp tổng độc đoán. Y tự cho rằng lần nào mình cũng che giấu rất kỹ mọi thay đổi của cảm xúc, thực tế Pikachu của Y đã sớm bán đứng Y rồi. Cũng rất dễ đối phó. Về phần hai người bạn giám đốc từng online, thích dĩ lão và tề tử trí, người trước có nhiều liên kết với giao bạch hơn một chút, nhất là khi tính cả tình cảnh vừa nãy. Nhưng khắp bộ truyện tranh, gộp tổng cảnh thích dĩ lão xuất hiện cũng chưa tới 10 tập, tình tiết không liền mạch, không giải thích được nhiều, tính cách thiết lập cũng không rõ ràng. Giao bạch căn bản không có cách nào thông qua nguyên tắc để xem quỹ tích cuộc đời hắn. Mèo trắng của thích dĩ lão cũng khó đối phó, thần bí hệt như con người hắn, không ngốc nghếch giống Pikachu. Cho nên so với một thẩm ký coi dục vọng tối thượng, hung hăng rét lạnh coi rẻ vương pháp, thích dĩ lão thật sự che giấu tất cả. Những gì hắn thể hiện là những gì hắn muốn thể hiện, giả tạo để đối phó với những người muốn biết hắn là người thế nào chiến lược giao bạch dùng trên người thẩm ký lại không dùng được với thích dĩ lão, phải thay đổi con đường khác. Cụ thể dùng nước cờ gì phụ thuộc vào đối thủ có tính cách gì? Bây giờ còn chưa đoán được, sẽ rất khó xử lý. Hiện tại giao bạch muốn túm lấy tác giả, gãy cánh, và lắc 300 lần, tại sao không miêu tả thích dĩ lão nhiều thêm hả? Tại sao tại sao? Móa cung cấp thông tin quá ít, cậu không có bàn tay vàng có thể dùng, chỉ đành dựa vào chính mình phát huy nhưng sao đẳng cấp của cậu lại không tăng lên mấy. Thôi, hay trước tiên bỏ qua đi. Độ sinh động của lão thầm chó sông đến lớp năm mươi mấy ngày nay rồi đứng bất động, cũng không biết là muốn làm gì. Giao bạch bực bội trở về phòng, cậu nằm xuống không bao lâu liền nghe thấy tiếng động cơ xe. Giao bạch tưởng là nhóm người thầm ký và trừ đông sán nên mặc kệ, mãi đến tận khi có tiếng bước chân ngang qua cửa phòng cậu, cậu mới mở hai mắt ra. Tiếng bước đi không giống giám đốc hống hách, Giao bạch chống giường ngồi dậy, tác dụng của thuốc giảm đau đã trôi qua, cậu chịu đựng cơn đau chậm rãi hít hà, mang dép đi ra cửa, kiễng chân víu cửa nhìn ra phía ngoài qua ô kính. Là một nam sinh, mặc bộ quần áo bông, với đôi chân gầy như cọc tre, cậu ta đang đi về phía lối cầu thang, hai tay vò rối tóc, như thể muốn tự chỉnh lý bản thân một phen, động tác vừa hoảng loạn vừa co quắp. Giao bạch nhìn thấy vết màu trên ống quần của cậu ta, bàn chân đang kiễng của cậu dẫm xuống đất sinh viên mỹ thuật thay ca cho khương yên là vì ở bên ngoài đã trễ thế này thích dĩ lão còn cho người đón cậu ta tới chẹp giao bạch gãi gãi bụng cách lớp áo ngủ cao trào của thẩm ký đều là cái tính bố thí cao cao tại thượng vậy bạn lâu năm thích dĩ lão của y thì sao không tưởng tượng ra được liệu thích dĩ lão có đẩy về phía trước một cách tao nhã không giao bạch vỗ mặt cắt ngang sự não bổ của mình cậu nằm nghiêng trên giường không lâu sau lại có tiếng bước chân dây dây dưa dưa, tiết tấu như đưa đám. Không phải chứ, xong việc rồi à? Giao bạch thật sự không muốn lại dậy nữa, quá dày vò, nhưng cậu không khống chế được bản thân. Cậu mở cửa phòng ra, nam sinh cúi thấp đầu bước đi sợ đến mức run lên, miệng há hốc, mũi tẹt, mụn khắp mặt. Có lẽ cậu ta muốn nhanh hết mụn nên nặn từng cái một, vết mụn có hơi nhiễm trùng khiến toàn bộ khuôn mặt cậu ta đỏ bừng và sưng tấy. Giao bạch nhận ra khuôn mặt này, nhận ra sinh viên mỹ thuật. Lúc cậu ta ra sân, đoàn fan của thích dĩ lão tức điên. Bởi vì người phía trước sinh viên mỹ thuật là Khương Yên, kém quá nhiều. Đám fan không thể nào chấp nhận nổi, la hét không xem, còn tới chỗ tác giả chửi khoảng mấy ngày. Đến ngày cập nhật mới, cũng đều vui vẻ quay về. Ai bảo bọn họ yêu cái món máu chó này chứ? Lúc đọc truyện, Giao Bạch cũng hơi kinh ngạc. bấy giờ chỉ cần là tác giả miêu tả kỹ lưỡng thì toàn nhan sắc cao mỗi sinh viên mỹ thuật này khác hẳn. Khi ấy, Giao Bạch cho rằng phần sau hẳn sẽ không lại xuất hiện phong cách đó nữa, không ngờ về sau vẫn còn. Tất cả đều là người của thích dĩ lão. Tiêu chuẩn của thích dĩ lão là độc nhất vô nhị khiến người ta rơi hỏng cả kính. Fan của hắn tự thuyết phục mình rằng, ngài thích của chúng ta không trông mặt mà bắt hình rong để đối phó với fan của các nhân vật khác. Fan thẩm ký đã bị chế giễu trong một thời gian dài vì y thay đổi bản tình trên giường quá thường xuyên, họ không dám ngang ngược bên ngoài. Nhưng sau khi những người xung quanh thích dĩ lạo liên tiếp hết mập tới xấu, thậm chí còn chẳng tính là bình thường, bọn họ đã nhân cơ hội này để điên cuồng dẫm đạp thích dĩ lạo. Trong lúc mọi người chờ chuyện tranh được cập nhật, trọng tâm của chủ đề đã thay đổi từ thích dĩ lạo có đam mê đặc thù biến thành hắn có bệnh về mặt kia. Vì vậy, thích dĩ lạo không được lên hot search, giao bạch lướt qua hot search đó, cười là xong việc, thuần túy xem như chuyện hài. Lúc này thì, sinh viên mỹ thuật sinh đi lên rồi đi xuống có quá 10 phút không? Không đến đâu nhỉ. Giao Bạch đánh giá sinh viên mỹ thuật từ trên xuống dưới, thịt mềm trong cái miệng hé mở của đối phương có vết ấn lên, rách, hiển nhiên là vì chịu đựng cái gì đó rồi cắn bị thương chính mình. Cơ thể cậu sinh viên co giật từng hồi, trên đầu đổ rất nhiều mồ hôi, trông như đã bị đau, hơn nữa còn là một cách gây đau vô cùng đáng sợ. Đây là, đã làm rồi rất khủng bố rất hung tàn, nhưng chính là không tới 10 phút. Giao Bạch không thể tin được sự thực này, thân là vai công trên giấy, thời gian đường đường chính chính làm việc là hai tiếng rồi thất bước, mức độ tiêu chuẩn là từ sáng sớm đến tối, có thể kéo đến ngày hôm sau mới đạt điểm cao. Chuyện gì đã xảy ra với thích dĩ lão? Có phải là hắn thật sự không được không? Công trong bộ truyện tranh này toàn là lừa. Nếu thích dĩ lão thật sự không được, vậy hắn chính là con lừa chết. Chấm, có điều, Giao Bạch hy vọng mình đã nghĩ sai hướng. Vì nếu thích dĩ lão thật sự không được, vậy hắn nhất định là tên biến thái. Khi Giao Bạch suy tư, sinh viên mỹ thuật vẫn luôn ngây ngốc nhìn cậu, tâm tư đều hiện hết trên mặt, rất đơn thuần. Cũng chẳng biết thích dĩ lão lựa chọn cậu ta vì lý do gì. Giao Bạch nhìn ra được, sinh viên mỹ thuật đã hiểu lầm cậu cũng là người thích dĩ lão, thế thì tương kế tự kế thôi. Xin chào. Giao bạch nở nụ cười, chủ động lấy lòng. Sinh viên mỹ thuật đỏ mặt, lắp ba lắp bắp xin, xin, xin chào. Giao bạch sừng sốt, ôi má, giọng nói này quá hay, trong trẻo và giòn giã, hệt như chim vàng anh. Thấy sinh viên mỹ thuật chuẩn bị rời khỏi, giao bạch nhỏ giọng trò chuyện với cậu ta, tối nay tôi mới đến, cậu thì sao? Giọng sinh viên mỹ thuật càng nhỏ hơn, mơ hồ không rõ, tôi đến đây hơn nửa tháng trước vậy ngài ấy rất yêu thích cậu ha giao bạch lộ ra vẻ khó hiểu sao đêm nay cậu lại xuống nhanh thế sinh viên mỹ thuật run rẩy kịch liệt giao bạch vỗ vỗ vai cậu người anh em tôi biết cậu đi ngang qua chỗ tôi cho nên mới thấy kỳ quái cậu mới ở trong phòng ngài không được bao lâu mà sinh viên mỹ thuật vặn vẹo hai tay tôi tôi phạm lỗi sai hai lần cậu ta nhắm mắt lại sắc mặt trắng bệch như thể trở về từ cõi chết thoát khỏi một hoàn cảnh đáng sợ nào đó. Giao Bạch vừa định hỏi tiếp thì bỗng phát hiện độ cong vai của sinh viên mỹ thuật không đúng. Đối phương luôn luôn có rút vai lại, tựa như đang chống quần áo lên, không cho quần áo dính vào da. Lưng của cậu bị sao vậy? Giao Bạch hạ giọng hỏi. Sinh viên mỹ thuật mở to mắt nhìn cậu, đầu lắc lia lịa, không, không sao cả, tôi, tôi phải đi tay dao bạch đang muốn chạm vào lưng sinh viên mỹ thuật thì một tiếng hét già nô vang lên từ cuối hành lang. Tiểu kỳ, tiểu kỳ bỗng kéo dài khoảng cách với dao bạch, lùi ra khỏi cửa phòng cậu, kinh hoàng luống cuống nhìn dì liễu. Dì liễu đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng, xe đang chờ đấy, còn không đi à. chương 33, tiểu kỳ vội vàng bỏ chạy, nhưng cậu ta mới chạy một quãng ngắn liền hốt hoảng phanh gấp, ngẹo cổ nhìn xung quanh rồi thấp thỏm thốt thít vài tiếng. Giống như đang xin tha Giao bạch sót cậu sinh viên, đây rõ ràng là bị dọa đến ám ảnh luôn rồi, tiền không dễ kiếm mà. Ngành nghề nào cũng khó khăn, Giao bạch càng thấy rõ sự âm u quái lạ của lâu đài cổ này và sự khó xử lý thích dĩ lão hơn. Sinh viên mỹ thuật hành động như vậy, hiển nhiên là biết bốn phía có camera, trước đó Giao bạch đã cảm nhận được. Chưa biết chừng trong phòng ngủ của thích dĩ lão có cả một bức tường giám sát, mà hiện tại hắn đang ngồi trước màn hình video xem một cách hào hứng hoặc nhàm chán. Giao Bạch không sợ cảnh trước cửa phòng xuất hiện trong camera. Cậu có thể tò mò, nghịch ngợm, chơi đùa với cậu sinh viên mỹ thuật đó, dù sao cậu cũng là người của thẩm ký, dám thách thức thẩm ký, có thể làm vài chuyện mạo hiểm liều lĩnh. Điều Giao Bạch lo lắng là mức độ biến thái của thích sĩ lão. Lưỡi đao dịu dàng là chắc chắn rồi, chỉ không biết một đau đó sẽ vung tới bằng cách nào, chẳng thể phán đoán, không dễ đề phòng. Tư thế chạy của sinh viên mỹ thuật tiểu kỳ tiết lộ một chút, cậu ta không bị thích dĩ lạo chạm vào. Đau là vì sao lưng bị thương, dao bạch nheo mắt, hầu hết chuyện công tội thủ tiện máu cho be đều ngầm có khẩu vị nặng. Tuy trong, gãy cánh, không có tình tiết gì như chặt đứt tay chân dùng làm bồn đi tiểu, nhưng có nội tạng vỡ tan, bỏ thuốc độc gâm, kéo phía sau ngựa, làm ra một giường đầy vật dơ bẩn. Cơ bản toàn do thẩm nhi an gây ra, so với cha công chính quy là y, nhóm cha công vai phụ không có chỗ phát huy, song cũng chẳng phải người hiền lành gì. về nguồn gốc vết thương của tiểu kỳ giao bạch đoán ra một khả năng, cậu cảm thấy lo lắng cho chính mình. điều quan trọng nhất lúc này là làm sao đuổi đi dì liễu cách đó không xa. giao bạch lựa chọn cách dùng bất biến ứng vạn biến. trong bầu không khí kỳ quái này, bên ngoài vang lên tiếng động cơ. lần này thật sự là thẩm ký đã tới. giao bạch liếc bóng lưng đi xa của dì liễu. Hồi theo sát truyện tranh, cậu và những fan khác từng cùng suy đoán tiêu chuẩn chọn người của Thích Dĩ lão, không phải bề ngoài, vậy đó là cái gì đây? Hiện tại dường như cậu đã có đáp án, là giọng nói, bởi vì đó là điểm chung duy nhất của Khương Yên và Tiểu Kỳ ngoài giới tính. Cả hai đều có chất giọng hiếm thấy và cuốn hút. Trong đầu sao bạch hiện lên những lời thầm ký nói trên máy bay. Trò chơi đổi chó là do tôi đề xuất, nhưng anh ta không đồng ý thì làm sao để cậu vào phòng được chứ? cậu cho rằng sau đó anh ta không muốn cậu hầu hạ, là vì cái gì? Thẩm ký muốn nói tiếp, nhưng tên chó săn trần nhất minh kia liều chết ngăn trở y. Vì phần sau liên quan đến việc riêng tư của thích dĩ lão. Đó là điều không thể cho bên ngoài biết đến. Giao bạch ho khan hai tiếng, tình trạng giọng nói của cơ thể này không xấu cũng không tốt, đôi khi nghe cũng không tệ lắm, tùy thuộc vào trạng thái của cậu. Theo tiết lộ khi thẩm ký nổi giận, cái đêm ở đế giả, thích dĩ lão đồng ý trao đổi bạn giường là do cảm thấy có thể miễn cưỡng sử dụng nguyên chủ một lát, nên mới giữ cậu ta lại. Về phần âm thanh được sử dụng để làm gì, Giao Bạch vẫn chưa rõ. Đêm đó thích dĩ lão muốn dùng nguyên chủ, chỉ có điều, sau khi vào phòng không lâu, nguyên chủ phát sốt khàn hỏng, giọng nói trở nên khó nghe. Thích dĩ lão cũng không có ý định tiếp tục, bảo cậu rời đi. Nguyên chủ không đi, không có mệnh lệnh của thầm ký thì cậu ta không dám cậu ta bèn cởi quần áo, nằm trên giường lớn của thích dĩ lão. Giao bạch đã đến vào thời điểm đó, trải vuốt một phát lập tức liền thông. Giao bạch nghe thấy vài tiếng bước chân, bình tĩnh, lười nhác, hoặc câu nệ, từ xa đến gần, tạo ra tiếng vọng trong lâu đài cổ vắng vẻ tĩnh mịch. Cậu ngẩng đầu nhìn, mấy bóng người đang đến đây, dẫn đầu chính là thẩm ký, cuối cùng chính là trừ đông sán và bạn trai của gã, sở tiểu lê. Thuận theo ánh mắt người bạn lâu năm, Trừ đông sán nhìn sang, lão thẩm đứa bé kia chính là người anh mang tới đó à? Thẩm ký cười cúc áo khoác, không nói lời nào. Được đấy, dậy được rất ngoan, còn biết đi ra chờ anh. Trừ đông sán trêu ghẹo bước chân thẩm ký hơi khựng lại, vết cào trên mặt nóng ran. Ánh mắt dao bạch nhảy qua dưa chuột già, liếc người đàn ông mặc đồ da phong lưu phóng khoáng kia. Trừ đông sán, con trai út quý giá mà trừ lão ra từ tuổi già mới có gã khác thích sĩ lão thẩm ký không cần kế thừa gia sản ngày tháng trôi qua ung dung tự tại trong chuyện tranh có nhắc trừ đông sán đã động lòng hai lần một lần là giai đoạn hiện tại giao bạch nhìn thấy trừ đông sán ôm cậu bé trai kia cười hì hì hôn mấy lần cậu bé trai hờn dỗi nhéo tai trừ đông sán là mỹ nhân biết làm nũng cũng có người cưng giao bạch không nhớ rõ tên của cậu ta chỉ biết bọn họ be vì trừ đông sán chính là nam ba của lễ giác gã yêu lễ giác, lần thứ hai gã động lòng và cũng là lần cuối cùng. Gã chết trong trận đấu súng ở cổng lan ý trai, đôi mắt còn dõi theo lễ giác chạy về hướng thẩm nhi an vừa rời đi. Giao bạch lại nhìn trừ đông sán, gã đứng đầu nhóm nam phụ bi tình của bộ truyện tranh này. Trừ đông sán phía đối diện sắp đi tới, gã buông sờ tiểu lê ra, tiến hai bước nhắc nhở bạn mình, lão thẩm, anh phải quản người của mình. Thẩm ký, làm sao? Cậu ta nhìn lén tôi, trừ đông sán rất khó khăn, tôi cũng biết mình anh Tuấn tiêu sái, nhưng cậu ta cứ thế chầm chầm. Còn chưa dứt lời, người bên cạnh đã bỏ qua gã, xài bước băng qua hơn nửa hành lang, xông thẳng tới người trẻ tuổi vẫn đang nhìn gã. Trừ đông sán xoa cầm rồi ôm sờ tiểu lê, cười rất chi phong lưu. Giao bạch thấy thầm ký đi tới với vẻ mặt đầy lệ khí. Cậu không nói lời nào đã quay người về phòng, cửa chưa kịp đóng thì bị một bàn tay nắm lấy đẩy ra. Thẩm ký nhanh chân tiến vào, một tay nhấc dao bạch lên. Xương sườn dao bạch đau đớn, đồng thời có một mùi hương sộc vào hơi thở của cậu. Cậu khinh bỉ mà ha một tiếng, không phải Trần Nhất Minh nói lão giả đi đón người à, còn nhấn mạnh hai lần, tỏ vẻ, ông chủ của tôi đã yêu cầu tôi báo cáo hành trình cho cậu, đừng giả ngốc, nhận thưởng đi. Kết quả thì sao, một thân mùi nước hoa ngọt ngào, cốt con mẹ nó đi. Giao Bạch một lần nữa vui mừng vì nhiệm vụ của cậu không phải chinh phục tình tình yêu yêu lung ta lung tung gì hết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ tới Bắc Thành nơi không có nhiệm vụ mục tiêu, hoặc là ra nước ngoài, cách đám người kia càng xa càng tốt. Thẩm ký cao mày, con chó nhỏ này bị y sách trên tay, lại khiến y có cảm giác như muốn bay khỏi tay y. Bay đi đâu, không mọc cánh, bay không thoát khỏi Nam Thành. Mắt thấy thẩm ký cúi đầu, khép hờ đôi mắt chậm rãi kề sát, Giáng vẻ sắp hôn tới còn không tự biết, Giao Bạch có hơi nghẹt thở. Sắc mặt cậu bình tĩnh, báo cáo kiểm tra chụp hình của tôi. Thẩm ký dừng lại, cái tư thế sắp hôn này, đây là lần thứ hai y làm ra, lần trước là trong căn phòng thuê của con trai y. Cũng là với con chó nhỏ này. Giao Bạch mặc kệ lão già rơi vào trạng thái hoang mang buồn nôn. Cậu giật giật khóe miệng chẳng mấy hồng hào, chủ tịch thẩm nếu ngài còn như vậy thì hai tuần sau tôi không những không khá lên mà còn nặng thêm đấy. E rằng ngài chỉ có thể tự mình chơi với mình thôi. Không biết thầm ký bị từ nào trong câu nói kia chọc tức, ý nhắc người đến càng gần hơn, hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị lướt qua, cậu làm bằng giấy à? Giao bạch đau đến nói không ra lời, lão biến thái đạo đức giả thích dĩ lão làm cậu thấy thần bí vướng tay vướng chân kia còn biết là không nên ép dẫn cậu đi dạo bãi tha ma, để cậu nghỉ ngơi sớm lão già trước mặt cậu thật sự chẳng ra gì. Thẩm ký phát hiện dao bạch đang run rẩy, y ném người lên giường như thể rất chướng mắt. Một giây trước khi làm điều đó, y vô thức giảm bất lực độ. Giống đặt người lên giường hơn, nhưng thẩm ký chưa gãy xương sườn bao giờ, cũng không có cơ thể ốm yếu lắm bệnh. Y không biết rằng mặc dù mình đã đặt xuống như thế, dao bạch vẫn đau đến cắn chặt lưỡi. Thẩm ký sẽ chỉ nghĩ lần đầu tiên y hầu hạ một người mà còn chẳng được cho sắc mặt tốt đẹp sự khó chịu này ập đến nhanh chóng lấp kín trái tim không tiêu tan thẩm ký đóng sầm cửa lại trong cơn nóng giận đứng ở ngoài cửa thẩm ký một tay lấy hộp thuốc ra tay kia bấm bật lửa nuôi con chó ở bên cạnh có răng nhưng không cắn người không thì sẽ chết sớm động tác châm điếu thuốc của thẩm ký khẽ khượng lại mùi nước hoa từ đâu mà có y ngửi chiếc áo khoác mặt xa sầm ở sân bay gặp phải một tình nhân, nhào vào trong lòng y một lúc, thế mà lại dính mùi lên người y. Bạn trai nhỏ của lão trừ xịt rất nhiều thứ, đủ loại mùi hương sặc sụa trộn lẫn vào nhau, y đi cùng bọn họ nên cũng không để ý đến mùi hương trên người mình. Không bao lâu sau, Trần Nhất Minh gọi cho tình nhân kia, bảo cậu ta vứt hết nước hoa đi, nếu phát hiện xịt nữa thì xéo. Trần Nhất Minh cúp điện thoại rồi tiến vào phòng trà, chủ tịch, đã căn dặn rồi à? thẩm ký ngồi dựa vào ghế tựa, hít mây nhả khói. Trần Nhất Minh thấy thế liền lui ra ngoài, chủ tịch tự chuốc khổ, thuộc hạ bọn họ có biện pháp gì đây, không có. Lão thẩm, anh có quản không? Giọng nói uể oải của trừ đông sán truyền đến từ bên ngoài. Gã sắn tay áo, để lộ vòng tay tình nhân, cả người tràn ngập hạnh phúc. Ngoài ra còn có một dấu răng nhỏ trên cằm, thẩm ký bảo gã cút, sao lại tức giận như vậy? Trừ đông sán móc ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn, cuộc sống riêng tư không hài hòa Thẩm ký không thừa nhận, nhưng khí lạnh trên người y càng nặng thêm. Khuôn mặt anh Tuấn của trừ đông sán tràn đầy hứng thú. Từ cố điện thoại kia là gã đã đoán theo hướng này, ai có thể ngờ rằng người bạn lâu năm này của gã sẽ phiền não vì chuyện giường chiếu chứ. Đưa bé anh dẫn tới hầu hạ làm anh khó chịu thì đổi một người khác là được. Trừ đông sán không cảm thấy đây là vấn đề gì to tát, dù sao anh cũng đang tìm cách giải tỏa áp lực không phải tìm đối tượng để yêu đương hà tất khiến bản thân không thoải mái thẩm ký hút xong một điếu thuốc là đốt thêm một điếu khác không hề ngắt quãng chứng tỏ đang bực dọc giận dữ muốn dùng nicotine kìm hãm trừ đông sán rung chân tôi nói thật nhé so với những sủng vật nhỏ mà anh từng nuôi đứa bé kia có chất lượng giảm xuống đáng kể thẩm ký không mở miệng mấu chốt là không thành thật ngay cả tôi mà cũng dám câu dẫn cậu ta muốn làm gì, chia rẽ mối quan hệ anh em giữa chúng ta à? Chử đông sán mang dáng vẻ tức giận, chuyện này không được, nhất định phải nghiêm trị. Gương mặt thẩm ký co quắp, nghiêm trị, chỉ nói một chút thôi mà đã muốn chết muốn sống, còn trừng phạt cái rắm Trừ đông sán và thẩm ký trò chuyện ở phòng trà chốc lát rồi đi mé đối diện đánh bia. Hai người đang chơi hăng thì dì liễu tiến vào. Dì liễu nói nhỏ nhẹ, ngài thẩm, ngài trừ, trước khi các ngài tới, đã có người lên tầng 3, là người mà ngài nhà tôi lựa chọn trong tháng này, bình thường có thể ở lại khoảng nửa tiếng. Dì điều chỉnh lại nhịp thở của mình, dừng lại một lúc rồi nói tối nay chỉ có vài phút. Thẩm ký đặt gậy bia xuống, trừ đông sán bỏ quả bóng trong tay lên mặt bàn. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, dường như đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ không chơi bóng nữa mà trở về phòng mình. Chẳng mấy chốc, toàn bộ tòa lâu đài cổ kính chìm vào im lặng chết chóc không một tiếng động. Như sợ đánh thức một con thú nguy hiểm sẽ bộc phát mất kiểm soát bất cứ lúc nào, tránh thoát khỏi lồng giam của nó. Giao bạch tỉnh lại thì trời đã sáng choang, cậu rửa mặt rồi đi ra ngoài đồ ăn sáng, nhưng đi một lúc lâu cũng không ngửi thấy mùi khói dầu. lâu đài cổ quá lớn, ban ngày ở đây không có cảm giác âm u, chỉ có sự xa hoa mà tiền tài không mua được. Giao bạch viện tường mà đi, khi tay cọ vách tường đến nóng bừng, cậu mới nghe thấy nhắc nhở bạn tốt online. Hai người bạn tốt và một đôi be trong nguyên tác đều có mặt. Thích dĩ lạo là người đầu tiên phát hiện ra da dao bạch. Hắn nhìn sang, đáy mắt toàn tơ máu, nhãn cầu như thể sắp vỡ ra. Xong vẻ mặt hắn vẫn hòa nhã như trước. Sự kết hợp của cả hai mang đến cho người ta cảm giác một ngạt kinh khủng, như có gì đó đang tích tụ sắp đến cực hạn. Tiểu bạch, sao cậu cũng tới đây? Thích dĩ lão nhíu mày, nhấn xuống nút lệnh dì liễu xuất hiện ở phòng ăn thích dĩ lão khoát hai tay lên bàn tôi bảo dì mang bữa sáng cho tiểu bạch dì đã làm chưa dì liễu lộ ra vẻ mặt chợt nhớ đến buổi sáng tôi bận quá tôi quên mất dì xin lỗi giao bạch thái độ giống lần đầu gặp mặt tối hôm qua giao bạch cười nói không sao Ai không biết giả vờ ngoài mặt chứ? Dì liễu này rõ ràng trách cậu tối qua không an phận, cố ý không đưa bữa sáng. Nhìn chủ nhân của dì mà xem, giống hệt như người không liên quan ấy. Thủ đoạn của dì vẫn còn hơi kém chút, giao bạch ngồi xuống vị trí bên cạnh cột trụ, lâu đài lộng lẫy nặng nề, hiệu ứng thị giác đáng kinh ngạc, nhưng bàn ăn không dài và rộng như trong tivi. Là một bàn gia đình bình thường cho tám người. Giao bạch nhấc mí mắt lên liền bị thu hút bởi nốt ruồi nhỏ nhạt màu trên sống mũi trái của thích dĩ lão, chỗ đó rách, có ít máu do bị cào. Trong lượng lớn phen của thích dĩ lão, nốt ruồi nhỏ rất gợi cảm và tình dục, không phải dấu son môi thì là vết cắn. Những người hâm mộ yêu nó cực kỳ, giao bạch truyền một bát bát cháo tới trước mặt, bất luận là vai phụ thích dĩ lão có nhân khí ghép được đủ các CP, hoặc là thẩm nhi an tuy cặn bã nhưng lại hút phen vì mỹ mạo, hoặc là thẩm ký vừa cặn bã vừa già nhưng rất có phong cách xếp tổng chuyên quyền thời xưa, hoặc trương trầm sạch sẽ không dính bụi trần trong xã hội thượng lưu hỗn loạn tàn khốc, kể cả hai Mỹ Nam chưa online kia cũng không phải là mẫu người của cậu. Cậu thích tề tử trí, được rồi, cũng không phải là thích, chỉ là thèm thân thể thôi, không có ý gì khác. Giao bạch nhấp một ngụm cháo và nghĩ thầm, mình độc thân cả đời. Cũng tốt, nếu thật sự có nhu cầu sinh lý thì tìm bạn tình hợp mắt, vô cùng đơn giản, sống lâu trăm tuổi. Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Giao bạch nhấp lên đặt xuống chiếc bát trước mặt, phát hiện già trẻ lớn bé đều đang nhìn mình. Sao thế? Giao bạch không hiểu ra sao. Sắc mặt thầm ký lạnh đến đáng sợ, cậu cho rằng tôi chết rồi à? Giao bạch đã hiểu, kim chủ không ăn, tình nhân không thể động đũa. Vậy thì sao, cắn tôi đi, giao bạch liếc hai người bạn tốt online. Pikachu chống nạnh đạp cậu, áo khoác đã gấp nếp, cũng không biết phải mặc bao lâu mới thay một cái. Còn mèo trắng ấy hả? Mèo trắng nó, càng gần hơn, Giao bạch đối diện với con mèo trắng chẳng biết đã ngẩng đầu nhìn cậu từ lúc nào, mày sắp chết rồi. Hình như con mèo trắng nghe được tiếng nói trong lòng cậu, bộ lông trắng không hề sáng bóng khẽ run lên. Giao bạch thầm tự ngủ, nếu mày thật sự muốn tao cứu mày thì gầm gừ cho tao nghe đi. Mèo trắng không phản ứng, giao bạch gấp thức ăn, tầm mắt rơi trên người cậu có đong đầy ý cười, có rét lạnh thấu xương, cũng có thú vị, khiếp sợ. Sở tiểu lê thật sự không dám tin, có mặt mấy người tai to mặt lớn mà anh trai này cứ thế bình tĩnh ăn sáng, lợi hại ghê. Thực ra Giao Bạch chỉ có một cái mảng, còn là nhặt về, không dám tùy tiện lấy trứng trọi đá. Cậu là nhờ có hai avatar của bạn tốt có thể để cậu lợi dụng, không thì cũng sẽ sợ hãi cả thôi. Lão thẩm bát cháo nguội rồi, thích dĩ lão lên tiếng hòa hoãn bầu không khí. Thẩm ký tức giận như muốn thiêu đốt cậu, nhưng nghĩ đến tình cảnh của chính mình, cơn giận liền chìm xuống có tiếng bước chân vội vã tiến đến trên hành lang dẫn ra cổng một người đàn ông mặc vest vội vàng chạy vào phòng ăn trong tay cầm điện thoại thích ra xin lỗi đã quấy dày ngày ăn sáng anh trầm nhất định đòi xuất viện không nghe khuyên bảo chúng tôi thật sự không có cách nào thích dĩ lão gác lại bát đúa lấy khăn lông ướt lau miệng rồi nhận lấy điện thoại a à, trầm vội vã xuất viện làm gì trương trầm ở phía bệnh viện vừa chừng các anh em của mình vừa ngồi dậy nói với anh ba, em nằm không có chuyện để làm. Thích dĩ lão nói với ngữ khí ôn hòa, vậy không bằng mua cho cậu mấy cân len sợi, cậu đan khăn quàng cổ cho các anh em của cậu qua mùa đông nhé. PFFT, giao bạch phun ra một ngụm cháo, thẩm ký vừa đổi chỗ, ngay bên cạnh cậu, trên người bị văng mấy hạt gạo. Trừ đông sán đặt đũa xuống, dịch ghế rồi kéo sờ tiểu lê lên, nói cô cưng, anh dẫn em ra ngoài ăn sở tiểu lê đã choáng váng đờ đẫn bị ôm hờ rời khỏi phòng ăn trừ đông sán bước chân nhanh nhẹn hai tên bạn của gã một người có trạng thái không tốt một người khác là núi lửa phun trào gã vốn tưởng chuyến đi biển tối nay sẽ bị hủy bỏ nhưng không ngờ rằng cả hai người đều nói không sao hết vậy thì như cũ đi tất cả mọi người bận rộn muốn chơi một lần cũng phải tranh thủ thời gian đã tập hợp lại thì thư giãn một phen phòng ăn giao bạch chấn định tự nhiên vì Pikachu không phun lửa cũng không chống nạnh Đầu tiên nó ngồi bệt dưới đất, sau đó ngã về phía sau và tạo ra mim tôi tức chết rồi. Trên máy bay một lần, bây giờ một lần, thẩm ký phát hiện, qua một buổi tối, mức độ chịu đựng của mình lại tăng cao. Y một không đạp bàn, hai không ném người ra ngoài. Y mặt không đổi sắc ngồi như thế phút chốc rồi ném sang một hộp giấy ăn, lau sạch sẽ cho tôi. Giao bạch rút mấy tờ giấy ra nhiệm vụ bắt buộc thứ hai của người chơi giao bạch sắp khởi động. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Giao bạch kích động nói, đến đây đi, tốc độ. Độ sinh động, tôi tới rồi. Địa điểm nhiệm vụ, lan mặc phủ. Mục tiêu nhiệm vụ, thích dĩ lão. Nội dung nhiệm vụ đang được trích xuất, trích xuất xong xuôi. Mời người chơi trong vòng ba phút ngồi lên đùi thích dĩ lão, ăn hết một miếng trứng trần. Cũng trong thời gian đó khiến thích dĩ lão phối hợp, không đẩy cậu ra, hơn nữa thẩm ký tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, nhìn cậu ăn trứng nhưng không đánh cậu. 180 giây đếm ngược, bắt đầu. Giao bạch, được rồi, phai. Tạm biệt, tôi phải đi sân sau đào hố chôn chính mình, bye bye. Giao bạch nhanh chóng lau gạo trên quần áo thẩm ký, mỉm cười với y chủ tịch thẩm. Thẩm ký lần đầu nghe chó con gọi mình bằng giọng điệu không giả vờ giả vịt, nói thật, vẫn không thoải mái lắm. Có việc thì nói, bớt làm tôi buồn nôn thẩm ký rút cái chân để sát bên cậu về dưới bàn vắt chéo chân là thế này xương sườn của tôi thật sự rất đau giao bạch nghiêm túc nói cực kỳ đau cậu bĩu môi tôi còn trẻ không muốn nửa đời sau phải chịu khổ thẩm ký nhìn bờ môi dính đầy cơm canh của cậu cổ họng hơi khàn cho nên giao bạch cười cười không cho nên gì cả tôi nói với ngài thế thôi cho nên con mẹ nó lát nữa anh ra tay thì nhẹ một chút nếu ông đây tàn phế, người đầu tiên cắn chết chính là lão giả anh đấy. Cũng chẳng biết liệu thích dĩ lão còn có thể giữ lịch sử phong độ, thay cậu ngăn cản lão già, khống chế cục diện hay không. Chỉ e là không, thích dĩ lão cũng sẽ không cho cậu ngồi trên đùi. Giao bạch nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, sống sót quả nhiên là điều gian nan nhất. Nếu cậu đã vào ở trong thân thể này thì nó nhất định là của cậu, cậu phải lấy được quyền khống chế thân thể vĩnh cửu và đạt được tự do nhiệm vụ gì cũng phải cố gắng hoàn thành. Thời gian không nhiều lắm, Giao Bạch sờ sờ đai cố định xương sườn trước ngực, bạn à, đã đến lúc thử thách chất lượng của bạn rồi đó. Cậu nhìn Pikachu và mèo trắng, kính nhờ, hai vị, làm ơn hãy hoạt bát chút, để tao xem rõ diễn biến tâm lý của chủ nhân bọn mày. Hiện tại thầm ký thật sự không biết phải làm sao với con chó con. Khi thấy đối phương đột nhiên đứng dậy, huyệt thái dương cũng giật theo, cậu lại định làm gì? Giao bạch cười không đáp, đừng hỏi, là đang tìm đường chết đấy. Giao bạch vòng qua bàn ăn, đi tới chỗ thích dĩ lão vẫn đang gọi điện thoại. chương 34, thích dĩ lão một tay chống đầu, đôi mắt nhắm lại. Hắn hở hững ra lệnh cho trương trầm ở bệnh viện dưỡng thương. Nếu dám chạy khỏi bệnh viện thì đánh gãy chân, thích dĩ lão thản nhiên nói. Cảm xúc của anh ba không tốt, tâm trạng rất tệ, không có kiên nhẫn, trương trầm vừa nhận ra chợt nhớ lại các anh em tiết lộ rằng tối hôm qua tiểu kỳ chỉ ở lan mặc phủ có mấy phút anh bóp bóp lông mày tiểu kỳ không hiệu quả là lại phải tìm người khác rất khó tìm càng ngày càng khó tìm nếu không thì tiếp tục để khương yên thử xem dù sao anh ta cũng ở cạnh anh ba lâu nhất trương trầm thương lượng anh ba em biết rất rõ thân thể của chính mình không cần nằm viện đâu anh cứ để em xuất viện đi em đi nam thành tìm khương yên cho anh im lặng Trương Trầm nhìn điện thoại, màn hình hiển thị đang trò chuyện. Anh kỳ quái nói, alo, anh ba, anh ba làm sao vậy? Anh ba của anh không sao cả, chỉ là trên đùi có thêm một cặp mông. Tròn múp míp, rất nhiều thịt, như quả đào nhỏ, đây là cảm nhận đầu tiên của thích dĩ lão, không còn gì khác. Tinh thần của hắn đang ở trạng thái rối loạn cực độ, phản ứng của hắn chậm hơn bình thường nửa nhịp. Thẩm ký phía đối diện không nhúc nhích, cũng ngẩn cả người kẻ duy nhất tỉnh táo chính là kia người đàn ông mặc vest kia, gã chửi bậy luôn. Đây là tình cảnh mưa to gió lớn thiên lôi cuồn cuộn sấm sét sung trời gì đấy. Chạy mau, gã không dám nhìn trò cười này. Nếu không, dù thích ra hạ thủ lưu tình thì chủ tịch thầm cũng sẽ giết người diệt khẩu. Người đàn ông mặc vest gión rén chuồn mất, giao bạch vẫn ngồi quay lưng trên đùi thích dĩ lão. Cậu ha ha, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là... Không có không có ai xấu hổ thay mình, vậy cũng chỉ có chính mình gánh. Giao bạch xấu hổ chết đi được, cậu nhếch nhếch cái mông, nửa thân trên nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy mép bàn để đề phòng khi thích dĩ lạo đẩy cậu ra thì có thể có sức chống đỡ. Cậu hít một hơi, nhấc món trứng trần mà thích dĩ lạo còn chưa động tới, nhét tất cả, toàn bộ vào trong miệng. Cảnh cáo, nhiệm vụ là ăn trứng, cũng không phải là nuốt trứng. Mời người chơi tuân thủ quy tắc nhiệm vụ vì thế dao bạch méo mặt nhai kỹ nuốt chậm oanh chiếc ghế gỗ cũ kỹ đổ dầm xuống đất thẩm ký đang nổi giận tháo thắt lưng và vung mạnh về phía nguồn cơn tức giận của mình dây thần kinh ngủ say của thích dĩ lạo bị tiếng ồn chọc tỉnh tỉnh táo một chút hắn buông bàn tay chống đầu xuống đặt lên vai người ngồi trên chân mình rồi đẩy sang một bên không di chuyển bàn tay đặt trên vai dao bạch không tăng lực vẫn là mức độ kiềm chế lịch sự nhưng cậu lại cảm nhận được một mùi máu tanh mãnh liệt. So với khi thầm ký dẫm cổ cậu, muốn diệt trừ kẻ dị đoan là cậu thì cũng không nồng nặc như vậy. Giao Bạch tin rằng nếu thích dĩ lạo đầy thêm một cái, cậu sẽ không những bị đẩy ra, ngã xuống đất mà còn có thể dập đầu. Giao Bạch cuống lên, cuống lên là đầu óc rối bời, theo bản năng nghiệm một đoạn chú Đại Bi. Có lần Giao Bạch đọc một quyền truyện tranh, Vài chính thụ chép chú Đại Bi cho người thân đã mất, cậu học theo, đọc thuộc lòng lòng. Mức độ thuần thục dường như mang theo tình cảm bản năng. Kinh vật bọc lấy chân tình, giao bạch ngồi quay lưng, không biết đôi mắt đỏ ngầu của thích dĩ lão bỗng hơi co lại, trong đồng tử bắn ra một tia sáng cổ quái dựng tóc gáy. Đã ăn xong trứng trần, ba phút đồng hồ còn chưa hết. Giao bạch không ngừng niệm chú đại bi, cơ bắp chân dưới mông rất an phận, không có tính chất công kích gì, lại khiến cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than. Lúc làm nhiệm vụ, ngoài việc không thể bị thích dĩ lạo đầy ra thì còn không thể bị thẩm ký đánh. Nhưng thẩm ký đã giơ thắt lưng trong tay lên, cánh tay nổi những đường gân xanh đáng sợ. Giao bạch nhìn sắc mặt dữ tợn của thẩm ký, cậu bật khóc không chút nghĩ ngợi, thầm chó già, anh đánh tôi một cái là nhiệm vụ của tôi thất bại, sẽ mất mạng đấy. Trợ thủ chưa nói là không thể rơi lệ, nước mắt của Giao Bạch chảy dữ dội, không phải cậu giả vờ đâu, cậu thật sự bi phẫn đây là lần thứ hai thẩm ký thấy chó con khóc, không giống với lần ở phòng cho thuê. Không phải cậu đau, mà là đang sợ sệt cầu xin. Tôi qua câu dẫn lão trừ ngay trước mặt y, hiện tại ngồi trên đùi A lão ngay trước mặt và khiêu chiến danh giới cuối cùng của y lần nữa, bây giờ lại biết sợ rồi. Sợ mà vẫn chưa chịu dậy, thẩm ký giận không tìm nổi, thắt lưng mang theo luồng gió mạnh càng trở nên tàn nhẫn. Thẩm ký, mắt thấy thắt lưng sắp vung lên mặt mình, Giao Bạch không tiếp tục đọc chú Đại Bi nữa. Cậu khàn giọng hét lên, cánh tay vùng thắt lưng của thẩm ký hơi chậm lại. Kết quả là sức mạnh và phương hướng của thắt lưng bị ảnh hưởng, sượt qua mí mắt Giao Bạch, không đánh trúng. Nhiệm vụ bắt buộc thứ hai của người chơi Giao Bạch đã hoàn thành. Giao Bạch cấp tốc đứng dậy khỏi đùi thích dĩ lão, phạm vi động tác lớn, xương sườn đau đến nỗi cậu liên tục hít hà, gần như đứng không vững. Cùng lúc đó, thẩm ký lại vung thắt lưng, lần này không trần trừ giống lần trước, vừa tàn nhẫn vừa hung ác, đánh thẳng lên cánh tay giao bạch. Cậu đau đớn kêu thành tiếng, lảo đảo rồi ngã xuống người thích dĩ lão. Thẩm ký còn muốn quất thắt lưng nữa thì thích dĩ lão đã ngăn cản y, nói, lão thẩm, hỏi trước đã. Hỏi, thẩm ký nhìn người bạn quen biết nhiều năm cao bằng mình, lần đầu tiên y lạnh lùng với hắn, tôi dạy dỗ cho con của tôi, liên quan gì tới anh. Trong lời này tràn đầy khiêu khích, tức giận, xem thường, thậm chí là địch ý. Thứ nào cũng không nên xuất hiện giữa đôi bạn tốt bọn họ. Thích dĩ lão cao mày, thẩm ký đập mạnh chiếc thắt lưng xuống bàn ăn, mang theo tiếng vang loảng xoảng chấn động. Bộ đồ ăn tinh xào ngã trái đổ phải, rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống, những mảnh vỡ phản chiếu, bóng dáng đối lập của hai vị lãnh đạo nam thầm tây thích. Cậu ta đáng bị coi thường, anh thì sao? thầm ký kéo dao bạch bị thích dĩ lão đỡ về phía mình, nắm cầm cậu, chất vấn thích dĩ lão, anh cứ để cậu ta ngồi lên chân mình à. Suốt bao năm, thích dĩ lão vẫn luôn kiềm chế tính khí của mình trong phạm vi nhất định, tối hôm qua xuất hiện chút sự cố nhỏ, hiện tại lại xảy ra tình huống này, đối với hắn không khác gì làm mọi chuyện thêm tồi tệ, đổ dầu vào lửa. Hắn liếc đứa trẻ sắp hôn mê, nói với bạn mình, anh bình tĩnh đã. Thích dĩ lão nói lời này vì lý do cá nhân, đôi mắt còn đỏ hơn thẩm ký, thực sự không có sức thuyết phục gì. Nhưng thái độ của hắn quả thực rất bình tĩnh, Thẩm ký ném người trong ngực ra lạnh lùng quát khẽ bạn mình, ở lan ý trai, anh đã nói với tôi thế nào? Thích dĩ lão bóp bóp huyệt thái dương đau nhức thấp giọng nói tôi không có hứng thú với cậu ta. Cuối cùng hắn lại cảm thấy cục diện này thật sự hoang đường, vì để lão thẩm đang vô cùng bất thường thấy an tâm hơn, hắn nhấn mạnh thêm một câu, bây giờ không có sau đó không có, tương lai cũng sẽ không có, được chưa? Nghe vậy, thẩm ký thấy buồn cười, buồn cười xong liền sinh ra một cảm giác phẫn nộ bất lực khi bí mật bị người khác phát hiện, Ngược phập phồng kịch liệt, anh không cần thể kiểu này để ứng phó tôi, một con chó mà thôi, chờ tôi chơi chán rồi cho anh là được. Thích dĩ lão mùi lại xuống ghế, lão thẩm, trạng thái của anh không ổn. Tôi khuyên anh bình tĩnh, đừng làm chuyện gì hối hận. Chuyện hối hận, cổ họng thầm ký thắt lại, trên mặt tràn đầy ngông cuồng tự đại, tôi không bao giờ hối hận. Ý thức của Giao Bạch đang trôi đi, cậu sắp chết, thình lình lại trúng một cái tát. Lớn thế này, chỉ có mợ từng đánh cậu hai lần, sau đó cậu đều tìm cơ hội trả thù. Mợ là phụ nữ, không được huấn luyện cũng không tập thể hình, sức mạnh và lòng giả độc ác không cùng cấp bậc với đám đàn ông rèn luyện quanh năm có cơ bắp săn chắc. Cái tát khiến nửa bên mặt Giao Bạch tê dần, mắt tối sầm lại, hàm răng rung lên khi bị giam ở thượng danh huyền vì đối phó thẩm ký mà cố tình không cắt móng tay chỉnh tề lúc này cậu túm chặt cạnh bàn móng tay bật ra tia máu kể cả khóe miệng cậu cũng đồng thời trào máu giao bạch đau đớn chết lặng cậu bình tĩnh nhìn thẩm ký thẩm ký chợt tỉnh táo tất cả lửa giận đều bị kìm nén chặt chẽ bùng cháy trong huyết quản lúc xảy ra tai nạn xe gộ ánh mắt mà y nhìn thấy là một nắm tuyết kích thước không lớn không trọng lượng cũng không lạnh lẽo chỉ là kinh ngạc mà thôi. Giờ phút này, thanh niên vẫn nhìn y giống lần đó, chỉ có điều nó như là một tòa núi tuyết đè trên trái tim y, đột nhiên đóng băng cứng ngắc. Dao bạch có chứng viêm da rất nghiêm trọng, cậu không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, làn da trắng gần như trong suốt, rất mỏng manh. Sau khi thẩm ký tát, nửa bên mặt cậu hiện dấu bàn tay trông phát hoảng. Xong cậu không hề tỏ ra đau khổ hay phẫn uất, cũng không thấy thảm hại luống cuống cậu cứ thế nhìn thẩm ký, trên lông mi còn có dấu vết khóc lóc lúc trước. Thẩm ký cách bạn mình đối diện với dao bạch, hơi thở dồn dập và nặng nề, mấy giây sau, y quay mặt đi chỗ khác. Pikachu có rút toàn thân, không dám ngẩng đầu lên, còn con mèo trắng hơi ngóc chiếc cổ bị thanh sắt mỏng siết chặt, đôi mắt vàng híp lại, như thể đang xem một trò hề. Đúng là một trò hề, cảnh tượng xảy ra trước mắt như bí mật mang theo một thanh âm, thanh âm đó vang lên bên tai Giao Bạch. Thời điểm bạn bước vào bộ truyện tranh máu chó này, bạn chính là một phần của máu chó. Giao Bạch cười thành tiếng, một phần của máu chó ha. Được, biết rồi, tôi cũng phải hát máu chó, vậy thì hát đi, móa. Cậu nhổ ra máu loãng tanh nóng đầy miệng, đỡ bàn chậm rãi đứng lên, hai chân lắc lư, không kìm được mà ngã xuống đất. Thật ra tiếng động không thể so với tiếng ghế tựa rơi xuống đất được, nhưng cánh tay thẩm ký dường như còn dính thân nhiệt của dao bạch, nó run lên. Vừa nãy thẩm ký chưa kịp suy tư đã đập qua, lúc này có quá nhiều cảm xúc ầm 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 ép lên trái tim y, hệ thống tự vệ lập tức mở ra, thúc giục y lùi lại nửa bước và quay người rời khỏi không ngoảnh lại. Bước chân rất vang, tấm lưng rộng rãi có mấy phần hốt hoảng. Thích dĩ lạo nhìn phòng ăn bừa bộn khắp nơi, sau đó cúi đầu nhìn đứa trẻ đầy thương tích và cũ lẫn mới, lâm vào khốn cảnh không có phần thắng nhưng vẫn tràn ngập sức sống. Hắn ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, gõ tay trên mặt bàn chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì. Hai ba phút sau, ngón trỏ ấn xuống nút lệnh ở góc bàn. Dì liễu đã sớm tới khi nghe thấy tiếng động, đứng đợi ở chỗ rẽ hồi lâu. Dì vừa nhận mệnh lệnh liền đi qua, ôm người trên đất lên không hề tốn sức. Thân thể này quá nhẹ, Dì liễu không cách nào phỏng đoán tâm tư của người ngồi trên ghế, thưa ngài, chuyện này. Thích dĩ lão không nói gì, dì liễu nín thở không phát ra âm thanh. Không biết sau bao lâu, một giọng nói lãnh đạm vang lên trên bàn ăn, đặt ở phòng cho khách, gọi bác sĩ tới, thông báo kết quả xét nghiệm cho chủ nhân của cậu ta. Giao bạch đau ngất xỉu, cậu hôn mê không bao lâu đã tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh là kiểm tra độ sinh động. Vừa kiểm tra là giao bạch giận giữ trời bới, độ sinh động của thẩm ký giảm từ 49.7 xuống 40, cậu chớp mắt một cái là giảm thành 2.6. Độ sinh động giảm mạnh chứng tỏ thẩm ký đang duy trì trật tự nội tâm. Dường như thẩm ký nhận ra có cái gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, điều mà một người ở địa vị cao sẽ không bao giờ cho phép, cho nên y áp dụng biện pháp. Y đang xóa bỏ tính thú của mình đối với giao bạch Giao bạch cười lạnh nhìn chăm chăm độ sinh động của lão già, cậu lại muốn xem xem đối phương và độ sinh động sẽ giảm xuống bao nhiêu. Sau một thời gian, độ sinh động của thẩm ký rơi xuống 1.3 rồi dừng. Điều này có nghĩa là y đã chém đứt tất cả các biến số ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống của mình, chỉnh lý xong cảm xúc của mình và trở lại sự tàn nhẫn máu lạnh thường ngày. Giao bạch không hoảng sợ chút nào, cũng rất tự tin và bình tĩnh dù chính cậu không rõ tại sao mình đoán chắc độ sinh động của thẩm ký sinh còn có thể tăng lại, và sẽ chẳng mất quá lâu. Giao Bạch nhìn thích dĩ lão xếp hạng 1, độ sinh động từ không biến thành 2.9. Tốc độ tăng này của thích dĩ lão khiến Giao Bạch rất vui vẻ, cũng rất ngạc nhiên, cậu tưởng chỉ có không, không không một thôi đấy. Chắc chắn không phải mông cậu có tác dụng, hẳn là chú đại bi. Còn các yếu tố khác, Giao Bạch phải chờ thích dĩ lão tới tìm cậu đòi giải thích rồi xem xét sau. Giao Bạch nằm trên giường, đếm kỹ những tội lỗi mà thẩm ký đã gây ra cho mình. Cậu phát hiện thấy số lượng nhiều lắm, đếm không xuể, thôi thì ghi nhớ ngoại thương phải chịu đi. Đầu tiên là đá chân cậu ép cậu quỳ xuống, hầu hạ đi giày, ấn lên xương cụt bị tổn thương của cậu. Sau đó khi cậu gãy xương sườn thì nhấc cậu lên, kéo cậu trên đất, kéo một mạch tới cửa, kéo xuống tầng. Sau đó nữa, dẫm lên cổ cậu, kéo tóc cậu, ném cậu. Cùng với hôm nay cầm thắt lưng quất cậu, tát vào mặt cậu. Thẩm ký chết rồi, giao bạch nghĩ, đối với cậu, lão già là người đã chết. Con mẹ nó anh hãy đợi đấy, sẽ hoàn trả từng cái một, gấp đôi, không, gấp mười lần. Não giao bạch nghẽn máu, hô hấp sồn dập, bây giờ cậu hy vọng thẩm nhi an đi theo cốt truyện gốc, trở thành cha công. Bởi chỉ có thẩm nhi an đoạt quyền thượng vị, kết cục của thẩm ký mới có thể giống trong chuyện tuổi trung niên bệnh tật liệt giường bên cạnh chẳng có nổi một người bưng nước, quãng đời còn lại thoi thóp ngắc ngoài. Trong tiếng thông báo bạn tốt online, thích dĩ lão gõ cửa đi vào. Giao bạch thờ hắt một hơi, còn có bước gõ cửa chứng tỏ trạng thái của thích dĩ lão vẫn ổn, ít nhất là tốt hơn so với thời điểm bắt gặp vào sáng sớm. Đúng như dự đoán, tơ máu nơi đáy mắt thích dĩ lão đã giảm bớt không ít. Hắn mới tắm xong, không lau mấy, thái dương và tóc đều đang nhỏ giọt, chiếc áo tròn tắm màu xám hơi ẩm, thấp thoáng lộ ra dáng vóc tinh tế của hắn, lại tạo ra một mùi vị cấm dục mạnh mẽ. Dáng dấp có hơi giống khi ở đế giả, thích dĩ lão chỉ tiến gần vài bước là Giao Bạch đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ trên người hắn. Giao Bạch hoài nghi hắn tắm nước lạnh, còn tắm rất lâu. Bàn tay buông thõng hai bên tái nhợt và nhăn nheo vì bị ngâm nước lạnh. Thích dĩ lão không tới gần bên giường, hắn dừng lại cách vài bước, tiểu bạch, có thể nói chuyện không? giọng giao bạch khô khốc được ngữ khí của thích dĩ lão không hề có ý bức bách giải thích hành vi sáng sớm của cậu giao bạch do dự chủ tịch thích ngài tin chuyện quỷ thần không thích dĩ lão không có bất cứ biến hóa nào tuy nhiên con mèo trắng kia mở mắt ra là tin giao bạch cẩn thận kiểm soát việc quản lý biểu cảm của mình bước cờ này cậu đi đúng rồi cũng không phải tùy tiện đi loạn mà là suy đoán dựa theo phòng tiền kinh kim cương nghĩa địa lâu đài cổ âm lãnh và chủ nhà biến thái có tính tình khó nắm bắt, dứt khoát đánh cược một lần. Lúc đó tôi căn bản không biết mình đang làm gì. Giao Bạch vừa nhớ lại vừa làm ra vẻ mê mang hồi hộp, có thể là tôi, cậu rời mắt sang thích dĩ lão, khó khăn nói ra ba chữ, đã chúng ta. Thích dĩ lão nắm lấy mái tóc ẩm ướt rũ xuống, ngữ khí như quan tâm chuyện học của đứa trẻ chúng ta. Ừm, Giao Bạch nuốt ngụm nước bọt, ở quê tôi có đồn rằng, nếu một người có sức khỏe yếu thì sẽ bị những thứ bẩn thỉu ám vào. Sắc mặt của cậu rất trắng, đôi môi cũng thế, khi chủ tịch thầm cầm thắt lưng muốn đánh tôi, tôi mới tỉnh lại, lúc đó thân thể tôi không cử động được. Đầu óc tôi rất loạn, khóc lóc hô tên anh ta. Khi cầm lại quyền điều khiển thân thể, tôi mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh, hình như còn ăn trứng của anh, tôi bèn lập tức rời khỏi người anh. Xin lỗi, chủ tịch thích, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Giao Bạch rất lúng túng, cũng rất hoảng loạn, trước đây tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Ngụ ý là tôi đến chỗ anh ở nên mới như vậy, liên quan đến phong thủy của nhà anh. Còn liên quan thế nào thì anh tự nghĩ đi. Giao Bạch nói xong, cục mắt chờ đợi kết quả, không biết thích dĩ lão có tin hay không, dù sao cậu cũng không tin. Xưa nay cậu không nghĩ mình là diễn viên, vì diễn viên phải có niềm tin đủ mạnh, còn cậu thì không. Đến chính mình cũng không tin, làm sao người khác có khả năng tin chứ? Căn phòng im phăng phắc, Giao Bạch nhướng mi nhìn con mèo trắng đang vươn đầu về phía trước và quan sát cậu chằm chằm. Thích dĩ lão lại tin, Giao Bạch quay đầu xem chủ nhân con mèo, thích dĩ lão vẫn đứng đó, mái tóc ướt xuống chẳng biết bị vuốt loạn ra sau từ lúc nào, vết nước chảy dài từ xương lông mày xuống cằm, đọng trên ít hầu lăn lăn. Đôi mắt xám đậm của hắn nửa khép nửa mở, cả người im lìm như xác chết chìm dưới đáy biển sâu. Mọi thứ đều có vẻ quỷ quyệt mà nguy hiểm, Giao Bạch hít một hơi thật nhẹ, có chút khác với những gì cậu tưởng tượng sau khi thấy phản ứng của mèo trắng. Không miêu tả ra được, Giao Bạch biết thích dĩ lão đang nhìn mình, giống con mèo trắng. Mặc dù đối phương không ngước mắt lên, đúng lúc này, thích dĩ lão đi từng bước một đến trước giường, chỉnh lý chăn đệm, vậy giờ cậu thấy thế nào? Giao Bạch nói, hơi mệt, tôi thấy mình có chút suy nhược thần kinh. Suy nhược thần kinh à? Thích dĩ lão khom người nhìn cậu chốc lát, nhẹ giọng nói, buổi chiều tôi sẽ gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho cậu. Giao bạch thông rong cực kỳ, cứ xem đi, bác sĩ khoa tâm thần còn có thể nhìn ra cậu là linh hồn đến từ thế giới khác chắc. Lão thầm lên đường rời Nam Thành rồi, chuyện giữa cậu và anh ta, tôi không tiện hỏi nhiều. Thích dĩ lão nói, các người tự mình xử lý. Giao bạch nhắm mắt lại, tỏ thái độ vô cùng bất lực đối với hiện trạng. Chỉ cần cậu không vội, kẻ vội chính là lão chó. Một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt sao bạch, cậu còn chưa kịp mở mắt, bên tai đã vang lên giọng nói là ai dạy cậu bản chú đại bi kia. Chú đại bi gì cơ, sao bạch ngơ ngác, lúc đó cậu chúng tà nha, không biết. Nói cách khác, nghe ý thích dĩ lão thì chú đại bi có rất nhiều phiên bản, đối phương có hứng thú với bản cậu niệm, vì thế cho cậu độ sinh động 2.9. Nước trên tóc thích dĩ lão lại có thêm vài giọt rơi xuống bị hắn tiện tay lau mất. Dưới mí mắt hắn là khuôn mặt xương tấy nghiêm trọng của đứa trẻ, hai tay đang đè trên chăn. Gầy và trắng, trên mu bàn tay có mũi kim, làn da chỗ đó phím màu xanh tím, năm ngón tay có vài cái móng bị bật lên, trên móng tay hiện những đường đỏ, tay áo cuộn lên để lộ vết máu bị thắt lưng quất chúng. Đôi môi không nhiệt độ của thích dĩ lão khẽ giật giật. dao bạch kéo ống tay áo đó xuống, như thể đang cảm thấy xấu hổ thích dĩ lão dường như không màng để ý tới động tác nhỏ của dao bạch. Hắn nghiêng đầu liếc trai truyền dịch, tiểu bạch, bác sĩ nói cậu tạm thời không thể cử động, dưỡng thương ở chỗ tôi đi, nửa tháng sau xem ý tứ phía bên lão thẩm. Giao bạch hé miệng, cảm ơn, cậu biết sức khỏe của mình chứ, quả thực không thể động đậy. Có việc thì bấm chuông, thích dĩ lão đóng cửa đi ra ngoài, sự dịu dàng trong mắt lập tức biến mất ngay sau khi nhìn thấy bóng người ở cuối hành lang. Trương Trầm đẩy xe lăn tới, trên đầu quấn băng gạc, mặt có ít sẹo và cầm có một lớp sâu. Ánh mắt của anh rất kiên định, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng bị dạy bảo. Buổi sáng gọi điện, anh nghe thấy tiếng hỗn loạn phía anh ba, lại không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Dì Liễu nhận điện thoại của anh hoàn toàn không tiết lộ. Anh tìm Trần Nhất Minh, đối phương dứt khoát không nhận. Trương Trầm nhịn đến buổi trưa mới xuất viện với sự trợ giúp của hai người anh em, sau đó tới nơi này. Anh ba, chờ em hỏi xong rồi anh lại dạy dỗ em sau. Trương Trầm không đẩy xe lăn qua, chưa lại một khoảng cách an toàn, sao sáng nay anh lại cãi nhau với chủ tịch thẩm? Thích dĩ lão không tỏ rõ ý kiến, không cãi nhau. Trương Trầm thầm nhủ, thế cũng đủ rồi. Giao tình của chủ tịch thẩm và anh ba đã kéo dài bao nhiêu năm, y có bao giờ nổi giận, dương cung bạt kiếm với anh ba đâu. Trương Trầm sắp xếp nội dung mình nghe được, chó con của chủ tịch thẩm gây chuyện, ngồi trên đùi anh ba. Hình như con chó con còn gọi thẳng tên của chủ tịch thẩm. Trước nay chủ tịch thẩm chưa từng vô lý vô cớ, khi không còn lý trí, y tức giận, bắt anh ba đưa ra cái loại cam đoan nực cười đó. Anh ba cũng có chút không bình thường, hắn quên cả cúp điện thoại, về sau mới tắt. Chuyện gì đã xảy ra sau đó, Trương Trầm cũng không rõ ràng. Trương Trầm thấy hình như anh ba nghe thấy tiếng động gì đó, quay người đi về phía căn phòng hắn vừa bước ra anh tò mò đẩy xe lăn lại gần. Giao Bạch nằm ở trên giường nhớ lại bộ chuyện tranh máu chó nhất ngược thảm thiết nhất mà mình từng đọc, nước mắt lặng lẽ chảy. Cậu đang chút những cảm xúc tiêu cực trong lòng, khóc xong là tốt rồi. Khi lời nhắc nhở bản tốt online vang lên, cậu đang thực sự thấy đau lòng, không thu cảm xúc về kịp. Cho nên khi cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, hai người bạn tốt tiến vào, bắt gặp cậu nước mắt nước mũi tèm lem. Giao bạch, buổi sáng cậu thoát khỏi cảnh xấu mặt trước đám đông, bây giờ lại không trốn tránh được, xấu hổ chết mất. Trong lòng trương trầm cuồn cuộn sóng to gió lớn, anh không tốn nhiều công sức đã nhận ra người thanh niên đang khóc lóc xấu xí với khuôn mặt xương tấy trên giường, đồng thời cũng đoán được đối phương chính là chó con của chủ tịch thẩm, vương gì đó. Vì anh đã lớn như vậy, chỉ mỗi một người gọi anh là anh bé. Không phải mấy tháng trước nhà họ thẩm đã ném người này đi như ném rác rưởi rồi chọn cậu út họ tề à, sao gia chủ đương nhiệm còn kiếm người về. Còn đối xử đặc biệt, chủ tịch thầm từ Nam Thành tới đây lại mang theo cậu, ngay cả đến nhà anh ba cũng dẫn theo, thậm chí còn vì cậu mà nổi giận với anh ba. Điều này cũng quá, Trương Trầm không nghĩ ra từ chuẩn xác để hình dung, làm người khác quá sốc. A à Trầm, Trương Trầm nghe thấy tiếng gọi của anh ba, cho rằng anh ba muốn mình thông báo gì liệu ném cái tên khóc lóc nhem nhút này ra ngoài. Trương Trầm đang muốn đi tìm gì liễu thì thấy anh ba nói. Đưa khăn giấy cho cậu ta. Trương 35. Trương Trầm lấy khăn giấy trước, sau đó cầm một cái túi trường đá tới. Tự cậu trường đi, giao bạch ngoài miệng nói cảm ơn, xong sự chú ý lại rơi trên avatar Trương Trầm. Những khối màu sắc đó vẫn vậy. Ban đầu cậu đoán đó là một loại kẹo hoặc giấy gói kẹo, hiện tại vì avatar không thay đổi nên cậu chỉ có thể giữ nguyên suy đoán đó thấy Trương Trầm chuyển xe lăn ra ngoài, giao bạch một tay cầm giấy lau nước mắt nước mũi, thản nhiên mở miệng, ngài Trương, anh muốn nói gì thì nói đi, đừng kìm nén, dễ kìm nén ra bệnh trĩ lắm đấy. Trương Trầm, lời nói được nói ra từ miệng, bệnh trĩ thì mọc trên mông, lời này làm sao nghe như đang nói móc anh thế nhỉ? Hơn nữa, chẳng hiểu sao lần trước ở đế dạ người này gọi anh là anh bé, lần này lại chính là ngài Trương xa lạ gọi anh bé vì muốn bắt lấy tay anh, làm anh vui lòng, lợi dụng anh để thoát vây. Lần này trên người anh không có thư đối phương muốn lợi dụng. Trương Trầm xoay đầu xe lăn lại, nhìn người trên giường. Dì Liễu nói cậu tên là Giao Bạch, đã sửa cả họ, mới tí tuổi mà có tâm kế như thế, chẳng trách trở thành một thứ nằm ngoài nguyên tắc của Chủ tịch Thẩm. Trong một bữa tiệc đầu hạ năm nay, Chủ tịch Thẩm dẫn theo một tình nhân, đứa bé trai kia nằm úp sấp trong lòng anh ta, hệt con mèo nhỏ. Trương Trầm không ngừng lâu mà kể hết luôn, ăn được nửa bữa, đứa bé đó bị một lão giám đốc sờ soạng tay trên bàn rượu. Cậu ta vội vội vàng vàng rút tay về, núp cạnh chủ tịch thẩm không dám nhúc nhích. Cậu đoán sau đó thế nào? Giao Bạch không muốn đoán, lúc đó tôi đứng ở cửa. Trương Trầm nói, tôi thấy chủ tịch thẩm rót một tách trà nóng lên tay của đứa bé, nước vừa đun sôi. Giao Bạch hoa cao giảm sưng, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nước vỡ. Tuy đứa bé trai không chủ động, nhưng cũng không đủ lanh lợi, không né tránh đúng lúc, vì vậy bị phạt. Trương Trầm không qua tán thành cách làm đó, nhưng cũng sẽ không phát biểu ý kiến của mình, người của chủ tịch thẩm chỉ cần anh ta còn chưa vứt thì không thể để người khác nhiễm lên. Giao Bạch biết rõ chứ, không phải cha công toàn cái sắc mặt ghê tởm đó à. Cho nên trước đây khi thẩm ký ăn dấm vì mối quan hệ giữa cậu và thẩm nhi an và hiểu lầm tâm tư của cậu với thích dĩ lạc, cậu mới nghĩ rằng đây là chiếm địa bàn. Cái gọi là dục vọng độc chiếm không liên quan đến tình cảm, thậm chí cũng không trộn lẫn nhân tính, chỉ là độc tài thuần túy. Lúc trước sở dĩ thẩm ký dùng nguyên chủ đổi Khương Yên với thích dĩ lão, bởi vì y coi nguyên chủ là chó, không phải người. Chó thì tùy tiện thôi, anh ba của tôi và chủ tịch thẩm là bạn bè kết giao khoảng 20 năm nay. Ở ngay trước mặt anh ta, cậu ngồi lên đùi của anh ba tôi, thế mà còn có thể sống sót. Trương Trầm chớp mắt, tôi không thể nào hiểu được. Xem ra chủ tịch thầm chỉ tát một cái, quất thắt lưng, không đánh chết người. Anh ba của anh cũng rất quái, người cuồng sạch sẽ như thế, chân bị ngồi lên cũng không đẩy người ra. Làm sao Trương Trầm biết, là bởi nếu anh ba động thủ, tên giao bạch này nhất định sẽ bị đẩy ngã xuống đất, chán và tay sẽ bầm dập nghiêm trọng. Nhưng hai chỗ đó của cậu vẫn nguyên vẹn và không có vết thương. Giao bạch không đáp lại Trương Trầm, cậu phát hiện độ sinh động của thẩm ký lại bắt đầu tăng, tăng một chút giảm một chút, tăng một chút giảm một chút, liên tục nhiều lần. Nếu đó chỉ là tính thú thì hoặc là tăng hết, hoặc là giảm hết, sẽ không xoắn suýt như thế. Giao bạch lười chứng kiến lão thẩm chó tự dằn vặt bản thân. Trong lúc giao bạch trầm mặc, độ sinh động của chương trầm biến thành 0.9. Giao bạch sướng sờ rồi lập tức hiểu ra, chương trầm tò mò cậu là người như thế nào mà có thể sống sót dưới tay thẩm ký những người này trong cùng một vòng xã giao xử lý chung khá dễ dàng giống bây giờ kéo tới một mốc nhất định là những người khác cũng động theo anh có thể đi hỏi chủ tịch thẩm giao bạch nể mặt trương trầm tăng độ sinh động mà nói một câu nửa đùa nửa thật trương trầm mím môi anh ta đang nổi nóng tôi lại bị thương đánh không nổi đại mỹ nhân tỏ ra đáng yêu giao bạch nhận cậu chế nhạo anh sợ cái gì sau lưng anh còn có chủ tịch thích mà trương trầm nhận ra mình bị trêu đùa anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị giao bạch nhịn cười hỏi làm sao anh lại bị thương trương trầm nói cứu một đứa trẻ đáy lòng giao bạch không khỏi bật ra một phỏng đoán rất khó tả cứu ở đâu đôi mi mỏng của trương trầm giật giật miệng người này nứt cả ra rồi nói chuyện không đau à sao còn hỏi thăm về những điều không liên quan thế anh ngẩn người trước ánh mắt nghiêm túc của đối phương nói ra địa điểm Giao bạch không cười nổi. Chị gái Trương à, hóa ra tên xui xẻo đó chính là anh nha. Giao bạch đổi tay giữ túi trường nước đá, nghĩ thầm, cốt truyện đã thay đổi thật nhiều, vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Trong nguyên tác, phần diễn của thích dĩ lão ít, phần diễn của Trương trầm càng ít hơn. Anh cũng không phải là một thành viên trong nhóm nam phụ của lễ giác, chỉ coi đối phương như người em trai đáng thương bị chấp niệm tù cấm mà chuyện lễ giác nhặt vỏ hộp giữ nhiệt gặp tai nạn rồi được Trương Trầm cứu, đây là tình tiết không có chuyện tranh, mới thêm vào. Trương Trầm và cậu ta gặp nhau kiểu này, không biết về sau sẽ mang đến hiệu ứng cánh bướm gì nữa. Điện thoại của Trần Nhất Minh, Trương Trầm lấy chiếc di động đang rung ra, quan sát sự thay đổi trong biểu hiện của Giao Bạch. Anh thật sự nổi lòng hiếu kỳ và hứng thú với một người có thể thành ngoại lệ của cả chủ tịch thẩm và anh ba của anh. Giao Bạch thờ ơ như không nghe thấy. Trương Trầm không trả lời điện thoại Trần Nhất Minh tại chỗ, anh xoay xe lăn ra khỏi phòng. Cuộc trò chuyện với Trương Trầm tiêu hao gần hết tinh lực giao bạch có. Cậu quá đau, cảm giác đau đớn lan khắp người, rất thống khổ. Ai, miệng giao bạch miệng đầy vị tanh ngọt, cậu thở dài, ai có thể làm trợ thủ của cậu đây? Không có, cậu không trông cậy được người khác, phía sau không đường, tiền đồ xa vời. Nếu không, quên nó đi, cái mạng rách này không cần cũng được vừa nãy là tôi nói dối. Giao bạch lầm bầm, tôi muốn sống. Người chơi giao bạch có tinh thần đáng khen ngợi vì không bỏ cuộc không rút lui khi đối mặt với khốn cảnh không còn nơi để đi. Giao bạch, không có thưởng à? Tạm thời không có. Bye bye, giao bạch buồn bực chốc lát rồi thở dài. Trương Trầm không điều tra thông tin tư liệu của Di, nếu không vừa rồi sẽ không có thái độ như vậy. Trên thực tế, với tình hình hiện tại, Giao Bạch rất hy vọng mình lộ tẩy cậu có một phần mười niềm tin rằng Trương Trầm sẽ không trách cậu lừa dối, còn tiếp tục chú ý đến cậu. Tại sao chỉ có một phần mà vẫn gấp gáp lộ tẩy như thế? Vì Trương Trầm là người duy nhất vừa có lòng tốt vừa có năng lực, tính tình đơn thuần dễ lừa, đồng thời được thẩm ký và thích dĩ lão sử dụng quan tâm. Thế nhưng, tại sao Trương Trầm còn chưa điều tra cậu? Chỉ cần có chút để ý cũng sẽ quan tâm tại sao em trai suốt 4 tháng ngày ngày che chin bỗng dưng biến mất chứ. Đối với anh, điều tra một người bạn trên mạng cũng chẳng phải việc khó gì. Đến đám anh em cũng biết là phải điều tra. Giao bạch phàn nàn với Trần Nhà, xem ra cậu phải tự lộ tẩy thôi. Còn phải lộ một cách tự nhiên, tự nhiên nhất có thể. Trước tòa tháp, Trương trầm hắt hơi một cái, anh kể trạng thái của Giao Bạch cho Trần Nhất Minh nghe là như thế. Cậu ta thật sự nước mắt nước mũi đầy mặt à? Trần Nhất Minh thấy kỳ quái. Tôi lừa anh làm gì? Trương trầm phất tay, nhưng các anh em đi về phía này bước qua chủ tịch thầm tha thứ cho ngoại lệ đặc biệt trước nay chưa từng có nhưng người trong cuộc không nghĩ như vậy mặt bị tát tay bị quất thương tổn xương cốt khắp người không chỗ nương tựa không có người thân bạn bè cậu ta cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường nửa câu sau trương trầm nói có hơi nhẹ anh không nhìn thấy cảm xúc khó chịu từ trên người giao bạch cho lắm trần nhất minh nói vậy làm phiền anh canh chừng cậu ta có chuyện gì thì báo cho tôi. Trương Trầm thở phào, chủ tịch Thẩm còn muốn giao Bạch. Vì thế anh ba giữ người lại, dốc lòng chăm sóc ở Lan Mặc phủ, nhưng thật ra là do nể mặt chủ tịch Thẩm. Như vậy cũng tốt, nếu không anh thật sự lo lắng anh ba có ý đồ khác với giao Bạch. Trợ lý Trần, có lẽ tôi không thể canh chừng cậu ta được. Trương Trầm khó xử nói, tôi có việc riêng phải giải quyết. Anh mất trí nhớ thời thơ ấu? Vết thương ở đầu khiến anh nhớ ra chút ít. Trong trí nhớ có một thanh âm gọi anh là anh bé, còn ôm thứ gì đó nhét vào trong lòng anh. Trương Trầm muốn tìm lại ký ức không trọn vẹn, tìm kiếm đứa trẻ đã gọi anh là anh bé. Còn cả màu sắc rực rỡ quen thuộc đó, về phần học sinh cấp 3 quen trên mạng có avatar trông như những mảng màu kia, chỉ đành tạm bỏ qua trước, anh sẽ tìm sau. Trần Nhất Minh nỗ lực thuyết phục anh gã cần đồng minh này để hiểu được động tĩnh của Giao Bạch sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Trương Trầm lần nữa xin lỗi rồi từ chối. Anh làm việc không thích nửa vời, làm chuyện nào chỉ làm chuyện nấy, xong chuyện này mới đến chuyện tiếp theo. Được rồi, Trần Nhất Minh cúp điện thoại, đứng ở bến cảng bị gió biển thổi qua đầu. Gã lau mặt, muốn viết đơn từ chức. Xe vốn chạy ra sân bay, chủ tịch đột nhiên bảo đổi hướng, đến bến cảng. Đây là du lịch trên biển à đây là địa ngục thì có. Trần Nhất Minh liếc nhìn một người phụ nữ thủy mị đến gần chủ tịch. Gã vừa chớp mắt thì tay của chủ tịch đã xoa lên. Sức mạnh đáng sợ mang theo cơn tức giận không biết từ đâu mà đến, người phụ nữ vô cùng đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo nhưng vẫn đưa tay ôm cổ chủ tịch. Đau đớn cũng vui sướng, Trần Nhất Minh thu hồi tầm mắt sang nhìn mặt biển mênh mông vô tận, chỉ mong trừ nhị thiếu tham dự chuyến đi trên biển này có thể chuyển hướng sự chú ý của chủ tịch. Giao Bạch ở lại Lan Mặc Phủ, trong phòng cậu không có bất kỳ sản phẩm điện tử nào, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Người cậu gặp ngoài gì liễu, hộ lý, bác sĩ, vật lý trị liệu thì chính là chủ nhân Lan Mặc Phủ. Mỗi ngày thích dĩ lão tan làm xong đều đến xem Giao Bạch, trên người mặc bộ âu phục sẫm màu, giữa chân mày dày đặc vẻ mỏi mệt. Hắn mới ngoài 30, không biết tại sao luôn mệt mỏi như vậy cảm giác mệt nhọc ấy dường như đã hòa với sinh mạng của hắn, xen lẫn trong từng lời nói việc làm của hắn, vĩnh viễn không thể loại bỏ. Mới đầu giao bạch còn ôm thái độ liên quan gì đến tôi, qua một hai ngày, lòng hiếu kỳ của cậu bị treo lên. Cậu nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng đã hỏi ra vào một ngày thích dĩ lão tiến vào phòng cậu như thường lệ. Chủ tịch thích, ngài sắp phá sản à? Giao bạch chọn mở đầu bằng một câu nói đùa. Thích dĩ lão ngồi trên chiếc ghế giữa sát tường, nhắm mắt lại, nghe xong liền thốt ra một âm tiết có phần lười biếng, hả? Giao bài cầm lấy một ít trà lá tươi lớn từ khay trái cây trên tủ đầu giường. Cậu đưa một quả đến bên mép, cắn miếng rộp rộp, tôi thấy ngày ngày nào cũng bận. Ánh tà dương chậm rãi hắt vào từ ngoài cửa sổ, làm mờ đi đường viền sâu sắc rõ nét như con lai của thích dĩ lão. Một vài đốm sáng màu vàng ấm áp động lại trên sống mũi thẳng của hắn. Hắn nói, bận bịu mới tốt. Giao bạch ăn trà là tươi, quai hàm chuyển động khi nhai, vậy sao trông anh lúc nào cũng mệt mỏi thế? Vừa dứt lời, trong bóng sáng bên cửa sổ nhảy ra một ánh mắt, chồng chọc vào cậu. Cặp mắt kia lộ ra màu đỏ không bình thường, viền mắt mèo trắng cũng có một vòng đỏ, tử khí của nó nặng hơn. Nặng đến mức thực chất hóa, từng sợi len lỏi vào trong hơi thở của dao bạch, chạy đến trên người cậu, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu luồng tử khí như thể tiếng kêu thầm lặng của mèo trắng, hy vọng cuối cùng. Giúp tôi một chút, mau cứu tôi, van cầu cầu, tầm mắt dao bạch bị bóng đen chặn lại. Cậu nhìn người đang đứng trước giường mình, trà lá tươi trong miệng vẫn đang cắn rôm rốt. Thích dĩ lão đút hai tay vào túi, phong độ nhẹ nhàng, muốn biết à. Giao bạch kiềm chế kích động muốn gật đầu, con người dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ thần bí, cậu cũng không biết mình có thể chống cự bao lâu trên người thích dĩ lão có mùi trầm mộc hương ẩm ướt. Trải qua mấy ngày quan sát, Giao Bạch xác định mùi hương tản ra từ cổ áo sơ mi của hắn. Trên cổ của hắn có đeo gì đó? Bùa hộ mệnh à, thích dĩ lão dường như không bắt được sự tìm tòi của Giao Bạch, tôi mệt mỏi, là vì lớn tuổi, lực bất tòng tâm. Giao Bạch, cậu muốn đâm thùng cái dây phút ông chú già này làm bộ, anh đang độ tráng niên mà đã mệt mỏi rồi hả? Thích dĩ lão cười, 33. Giao Bạch cũng cười, độ cong còn lớn hơn hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng với sinh mệnh và cuộc sống mới 33. Thích dĩ lão nhìn Giao Bạch bằng ánh mắt rất sâu cũng rất cạn, khó phỏng đoán. Hồi lâu sau hắn lắc đầu, tuổi thọ của con người có hạn. Giao Bạch nhíu mày, người này không giống làm bộ. Sao thế, chẳng lẽ ông trùm ngành bất động sản Tây Thành không những tin tưởng quỷ thần, mà còn đoàn thọ. Suy nghĩ này không dừng trong đầu Giao Bạch mấy giây, thoáng cái là biến mất lúc nằm thì đừng ngầm hạt trà là trong miệng dễ bị nghẹn. thích dĩ lão bỗng nhiên cúi người, đưa tay đến bên miệng đứa nhóc, hai ngón tay nắm lấy cái hạt dài đỏ sẫm còn dính ít thịt quả. dao bạch vô thức cắn chặt, giống như một con vật nhỏ bị cướp thức ăn. thích dĩ lão không thô bạo cưỡng ép móc hạt trà là ra. hai ngón tay của hắn duỗi vào bên trong một chút, ngón tay đè lên xúc cảm mềm mại, tiếng nói trầm thấp buông ra. hàm răng dao bạch khẽ hé thích dĩ lão ném hạt trà là ướt nhẹp vào thùng rác trên đầu ngón tay dính chất lỏng trong suốt trà là tươi không phù hợp cho người nằm trên giường ăn ngày mai tôi sẽ bảo gì liễu đưa cho cậu loại hoa quả khác đi ngủ sớm một chút nói xong cũng rời đi hồi lâu sau giao bạch mới phục hồi tinh thần sống ở lan mặc phủ giao bạch biết lão biến thái là kẻ cuồng sạch sẽ bây giờ cậu còn chưa rõ đối phương cuồng sạch sẽ về mặt tinh thần hay là thân thể hoặc cả hai tóm lại là bệnh cuồng sạch, thích dĩ lão móc hạt trà là cho cậu, thế cái tay kia chẳng phải là cần rửa trôi một lớp da à. Giao bạch chật lưỡi, sờ sờ phần cầm mới tăng được ít thịt, sau đó lại bắt đầu ăn trà là tươi. Nhớ đến thích dĩ lão nói như vậy rất dễ mắc hỏng, cậu tức giận bỏ trà là tươi xuống. Mặc kệ, tạm thời không quản bí mật của tầng ba nữa. Chỉ cần thích dĩ lão không dày vào cậu giống lão thầm chó là được, cậu quá cần một chỗ yên tĩnh dưỡng xương. Vào buổi tối, hộ lý đến đưa sữa như thường lệ, giao bạch uống hết rồi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu người đang ngủ. Bản tốt của bản đã online, avatar xếp thứ nhất sáng lên, con mèo trắng mắt vàng dùng hai móng vuốt túm lấy sợi sắt mỏng trên cổ, trong miệng phát ra tiếng thở phì phò đau đớn tuyệt vọng. Tuy nhiên, đôi mắt dương dưng vì cơn đau của nó vẫn bình tĩnh, không hề có tí gợn sóng nào dường như đã sớm chấp nhận nỗi đau không thể thoát khỏi, chấp nhận cái chết sắp đến. Giao bạch không tỉnh, khóa cửa xoay một chút, một bóng đen cao to xuất hiện ở cửa. Hắn nhấc chân bước vào trong, chậm rãi tới bên tường, xách cái ghế kia tới trước giường. Sau khi ngồi xuống, hắn khom lưng chống tay lên chán, nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ trên giường. Đôi mắt như lạnh nhạt, lại cũng giống nóng bỏng, phấn khởi, ẩn chứa một ngọn lửa u ám uống sữa mỗi ngày, ngủ mỗi ngày, 6 ngày liên tiếp, lòng phòng bị của cậu không nên yếu như vậy. Đến ngày thứ bảy mà cậu còn chưa phát hiện ra, vậy thì quá ngu. Không ai thích những đứa trẻ ngu ngốc cả, thích dĩ lão vặn gương mặt nghiêng của đứa nhóc sang, ngón trỏ và ngón giữa bóp cầm cậu, cười một tiếng sát bên tai cậu. Ngày mai là hạn cho tôi cho phép cậu ngu xuẩn, hy vọng giờ này ngày mai khi tôi tới đây, cậu sẽ tỉnh táo. Bé con, đừng làm chú thất vọng. Chương 36. Khi giao Bạch thức dậy vào buổi sáng, trên gối có một vệt nước lớn. Cậu khép miệng lại, ngẩn người với trần nhà phút chốc. Mấy ngày nay sao hôm nào cũng chảy nhiều nước bọt vậy nhỉ? Giống như khuôn mặt bị người khác bóp trong suốt một thời gian dài, không thể ngậm miệng lại. Đệt, chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không mà miệng và cầm hơi đau. Cộc cộc, hộ lý gõ cửa tiến vào, cắm một nhành mai mới hái vào trong bình hoa như thường lệ, sau đó cuối người nói với giao bạch chào buổi sáng ngài giao chào buổi sáng giao bạch lên tiếng hộ lý ở lan mặc phủ không phải dạng ông chú như già trẻ nhà họ thầm tìm cho cậu mà là một người trẻ tuổi sáng chưa tối đều chào hỏi cậu rất nhiều lễ tiết ngày ngày mang hoa mai tới nói đây là ý của ông chủ mai kiên cường thanh nhã bền bỉ xung quanh lan mặc phủ toàn mai ngài giao bây giờ ngài muốn đứng dậy không Hộ lý hỏi. Giao bạch phát bệnh lười, tôi nằm thêm một lát đã. Không đi học không làm việc, dậy cũng chẳng có chuyện gì để làm. Hơn nữa lan mặc phủ không có điều hòa, rất lạnh, thời tiết này vùi trong ổ vẫn thoải mái hơn. Giao bạch nằm trên giường nhìn hộ lý kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mờ mịt hát qua tấm kính. Là một ngày nhiều mây, giao bạch ngáp một cái, cửa sổ ở đây rất nhỏ hẹp, gió mạnh hơn một chút là dây leo xanh rêu xung quanh sẽ bị thổi đung đưa qua lại, trông như bóng ma, không hề mỹ quan chút nào. Không khí trong phòng có những hạt bụi bay lơ lửng sen lẫn với mùi thuốc. Giao bạch thoáng nhìn hộ lý thay túi rác trong thùng rồi chuyển ghế đi. Cậu lại ngáp, quệt nước mắt trên khóe mắt. Khoan đã, chuyển ghế, chuyển ghế, bàn tay vẫn đặt trên khóe mắt của dao bạch run lên một cái. Cậu chậm chậm thả tay lên chăn, đôi mắt cục xuống tràn đầy kinh ngạc không phải là cái ghế vốn đặt cạnh bức tường bên cửa sổ sao tối hôm qua thích dĩ lạo sang đây thăm cậu có ngồi ở đó nhớ không nhầm đấy chứ thích dĩ lạo rời đi rồi hộ lý tới anh ta chỉ đưa sữa bò cho giao bạch đưa xong là đi luôn trong suốt thời gian đó không hề đến bên cửa sổ vì thế cái ghế rời đến bên giường cậu từ bao giờ ngoá chuyện ma đỡ tôi đứng dậy đi giao bạch khàn giọng nói hộ lý vội vàng dừng việc ngắt lá hoa mai bước nhanh tới dìu cậu với sự giúp đỡ của hộ lý Giao bạch khoác một chiếc áo lông cừu dài quấn chặt rồi đi vào phòng tắm là thích dĩ lão Giao bạch vừa bóp kem đánh răng vừa nghĩ sau khi cậu ngủ thích dĩ lão có tới ghế tựa chính là do đối phương chuyển đi vì ở lan mặc phủ thích dĩ lão có quyền kiểm soát tuyệt đối ngoài hắn không ai dám làm điều đó cũng không có động cơ Giao bạch tưởng tượng cảnh đêm khuya thăm thẳm, thích dĩ lão mở cửa phòng tiến vào, chuyển ghế ngồi trước giường cậu, nhìn cậu chằm chằm. Cảnh tượng đó thật con mẹ nó kinh dị, cũng không biết thích dĩ lão muốn làm gì, khi hắn làm vậy thì trong lòng đang suy nghĩ gì. Giao bạch soi gương đánh răng, cậu là một người bình thường, không cách nào phỏng đoán được suy nghĩ của biến thái. Đôi mắt rũ xuống của thanh niên trong gương bỗng mở lớn. Dù cậu ngủ thiếp đi, xong bạn tốt vừa online là cậu sẽ lập tức tỉnh lại. Đúng, thông báo bạn tốt có thể chậm trễ, giống lần cậu bị thầm chó già bắt được ở nhà cho thuê. Có thể bị chậm tức là sẽ nhắc nhở muộn hơn mà thôi, không có nghĩa là không có động tĩnh gì. Trừ khi, thông báo rồi, mà cậu không biết, cái này siêu đấy. Giao Bạch đã biết vấn đề nằm ở đâu, cậu nhổ bọt kem đánh răng bạc hà vào trong bồn rửa, ngoái đầu nhìn hộ lý đang dọn giường hộ lý phát giác ra, nhìn cậu, ngài giao, có chuyện gì vậy? Giao bạch lộ ra hàm răng dính đầy kem đánh răng, vỏ gối của tôi bẩn rồi, anh thay giúp tôi nhé. Dạ, hộ lý cầm gối lên, nhanh nhẹn cởi bỏ vỏ gối đã ướt một mảng lớn đến nỗi cả ruột cũng ướt đẫm. Giao bạch dùng nước xúc miệng ủng ụp, mỗi lần phun ra đều kèm theo câu chửi thề. Vấn đề xuất hiện trong sữa bò mà hộ lý đưa tới hàng đêm. Chỉ có khả năng này sắc mặt dao bạch rất khó coi, bên trong bỏ thêm thuốc ngủ. Cậu ném cốc xúc miệng lên giá rồi chống tay lên thành bồn, sắp xếp manh mối. Thích dĩ lão đánh thuốc mê cậu, để tiện nửa đêm nhìn cậu chằm chằm, còn hóa nó no bóp mặt cậu, khiến cậu há hốc mồm như tên ngốc, chảy nước miếng giàn rụa. Ghế tựa không được chuyển về, là do thích dĩ lão quên. Không đúng, dao bạch lắc đầu, không đúng không đúng, không phù hợp logic, thích dĩ lão không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chiếc ghế là sơ hở mà hắn đặc biệt để lại. Giao bạch mở vòi nước, lấy khăn mặt thấm ướt lau lau mặt mình. Vào ngày có nhiệm vụ bắt buộc, chú đại bi của cậu khiến độ sinh động của thích dĩ lão phá không, nhảy đến 2 tháng 9. Cũng là nguyên nhân cậu có thể ăn xong món trứng trên đùi thích dĩ lão. Điều này chứng tỏ con đường chú đại bi là chính xác. Vì vậy thích dĩ lão cho cậu cơ hội, giao bạch cảm thấy nếu còn chưa phát hiện ra manh mối thì dù cậu không bị đưa đi bãi tham ma, hứng thú của thích dĩ lão với cậu cũng sẽ bị xóa sạch, không tiếp tục quản sống chết của cậu nữa. Cậu đã uống sữa 6 ngày, tôi qua thích dĩ lão không để ghế về vị trí cũ, tỏ rõ là đang thông báo với cậu rằng hôm nay là kỳ hạn chót của cậu. 7 ngày, thích dĩ lão cho 7 cơ hội, giao bạch có cảm giác kỳ quái, thích dĩ lão bảo hộ lý bỏ thuốc cậu, không phải để tránh bị quấy dày lúc nhìn chăm chú, mà là đang ra đề bài. Thích dĩ lão hy vọng cậu có thể phát hiện ra. Ngày thứ nhất không có, thích dĩ lão đang chờ. Ngày thứ hai không có, thích dĩ lão tiếp tục chờ. Ngày thứ ba, đến ngày thứ ba mà con mồi vẫn chưa hay biết gì, ngu xuẩn cực kỳ. Thích dĩ lão là bậc bề trên rất hỏa ái, nên đợi thêm một lát. Mãi đến tận tối hôm qua, ngày thứ sáu, thích dĩ lão không còn kiên nhẫn. Nhưng hắn hưng thú với chú Đại Bi, vì thế hắn cho kỳ hạn cuối cùng, cũng chính là ngày hôm nay. Lần đầu tiên hắn đưa ra sơ hở, dẫn dắt con mồi gian lận. Điều này có điểm vi diệu tương tự lão thầm chó. Nếu muốn hấp dẫn sự chú ý của y thì phải đối nghịch y, tìm đường chết, đối nghịch y, tìm đường chết, bị dạy dỗ còn phải dẫy dụa, đồng thời không khủng hoảng không nao núng, vẫn luôn kiên trì dựa vào sự tự tin ngoan cường chẳng biết từ đâu tới, tuyệt đối không khuất phục. Nếu sợ hãi rồi cuối cùng phục tùng, vậy có khác gì với các sủng vật nhỏ khác của y đâu. Còn thích dĩ lão thì sao, hắn có hứng thú với người gan lớn, dám có kế vật, có thể so chiêu với hắn, mà không phải kẻ không có khả năng phản kháng. Giao bạch cười ha ha bày tỏ tâm trạng chết tiệt của mình hiện tại. Chính là muốn cậu cứng rắn chống đỡ tiếp chứ sao. Cục diện quá bị động, vẫn luôn bị động. Bỏ ra khỏi một vòng tròn thở lấy hơi rồi lại rơi vào trong một vòng tròn khác, thảm cực, còn phải cứng không cứng không được. Giao Bạch tự nói với mình trong gương, anh bạn, cậu quá khó khăn rồi, thông cảm cho cậu. Làm sao mới qua được đêm nay đây? Dù sao cũng đều là chết, chỉ có thể vẹo, cho nên vẹo thế nào mới là vấn đề. Giao Bạch suy nghĩ về vấn đề này cả ngày, nhưng đến buổi tối, dòng suy nghĩ thắt nút của cậu đã bị một người không ngờ tới tháo ra. Người kia là ớt nhỏ Khương Yên, anh ta vẫn mặc một chiếc váy đỏ, nóng bỏng và nhiệt tình bấy giờ Giao Bạch đang nghiêng đầu xem cổng vòm hình bán nguyệt ngoài cửa sổ của khu vườn bên cạnh. Khi Khương Yên bám vào cửa sổ chỗ cậu, trước mặt có dây leo tung bay, cậu nhìn qua còn tưởng là quỷ. Việc Khương Yên xuất hiện ở Lan Mạc Phủ khiến Giao Bạch cảm thấy rất bất ngờ. Diễn biến này cậu cũng xem không hiểu. Trong gãy cánh, người bên cạnh thích dĩ lão là Khương Yên, sinh viên mỹ thuật tiểu kỳ, về sau là nhóc mập. Nhưng bây giờ lại là Khương Yên, sinh viên mỹ thuật tiểu kỳ, Khương Yên. Nhìn thấy tôi mà hết hồn thế cơ à. Khương Yên ngậm một cây kẹo mút trên môi, trong mắt hiện lên ý cười rực rỡ hào hứng. Giao Bạch nói, anh vào đây nói. Khương Yên liếm kẹo, không có sự chấp thuận của chủ tịch thích, tôi cũng không dám đâu. Giao Bạch nhắm mắt, không để ý tới anh ta. Ôi, Khương Yên gạt một ít dây leo sang bên, lách đầu qua thành lan can lạnh lẽo cứng rắn. Giao Tiểu Bạch, nói chuyện với tôi đi. Giao Bạch tức giận, nói cái rắm, anh làm tôi trông chẳng khác gì đang ngồi trong trại cải tạo lao động cả. Khương Yên cười to, nếu là cải tạo lao động trong lâu đài cổ có người chuyên hầu hạ, tôi lập tức xách túi vào ở luôn. Giao Bạch, một lát sau, Khương Yên tiến vào phòng của Giao Bạch, thở hồng hộc, đỏ bừng mặt, Giao Tiểu Bạch, để đi vào, tôi suýt chút nữa bị chơi chết đấy. Khóe miệng Giao Bạch giật giật, ban ngày ở nơi này chỉ có hai người con trai, tôi và hộ lý ở cửa phòng tôi, ai chơi anh? Khương Yên bày ra vẻ mặt, cậu đang nói cái gì ngốc nghếch đấy, vệ sĩ đó. Giao Bạch đáp trả bằng ánh mắt, bịa đi, tiếp tục bịa. Có phải là chưa gặp vệ sĩ bao giờ không? Khương Yên cười nói, cậu không thấy bọn họ, là vì bọn họ không muốn để cậu thấy. Khương Yên duỗi ra hai ngón tay, ở đây có hai đội vệ sĩ. Giao Bạch đảo mắt, có khả năng là có vệ sĩ, nhưng... Anh là người của chủ tịch thích, vệ sĩ dám chạm vào anh à. Dám chứ, ngài thích không ở nhà, tôi không nói, anh ta nào hay biết. Khương Yên ngẩng đầu dùng lan hoa chỉ nhấc váy lên, chỉ vào chỗ rách thùng, xem đi, đây chính là do vệ sĩ xe đấy, sức lớn lắm, như con trâu hoang. Giao bạch trợn trắng mắt, à há, ở đây có một đống camera giám sát. Khương Yên trông như bị làm mềm cả chân mới rồi còn sinh động hoạt bát, nhưng lại đột nhiên không nói nữa. Giao Bạch Tường có thể xem như là khiến ớt nhỏ đàng hoàng hơn, không ngờ rằng anh ta nhào lên giường rồi sắp tới gần, thần bí nói, có góc chết. Tôi biết cậu muốn biết, Khương Yên cùng cậu mặt kề mặt, cọ cọ một cái, cậu cũng biết là tôi biết cậu muốn biết. Giao Bạch, hộ lý đâu, sao còn chưa đưa vị yêu tinh tinh lực rồi rào này đi. Được rồi, không đùa cậu nữa, Khương Yên nghiêng người sang một bên, dựa vào đầu giường, dì liệu rất thích tôi. Bà đồng ý để tôi tới thăm cậu, chỉ một lúc thôi này còn nói xuôi được giao bạch ngửi mùi cam quýt trên người anh ta hỏi anh đến đây từ lúc nào buổi chiều hai chân gác trên mép giường của khương yên khẽ đung đưa giày cao gót trên chân bị anh ta hất rơi xuống sau đó anh ta khoanh chân lại giống một ông chú khi thấy cậu ở thượng danh nguyễn là tôi đã biết cậu sẽ đến chỗ ngài thích thấy giao bạch nhìn sang khương yên túm mấy lọn tóc quét quét lên mặt cậu chơi cậu có thế để chủ tịch thầm hạ thấp danh giới cuối cùng hiển nhiên cũng có thể được ngài thích chú ý. Biết tôi nói thế là dựa vào đâu không? Giao Bạch suy nghĩ một chút, làm bạn lâu rồi nên khẩu vị khó tránh khỏi giống nhau. Khương Yên thoáng sừng sốt rồi kích động bò lên, ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta đúng là ăn ý, không làm một phát thì thật sự rất đáng tiếc, cậu thấy sao? Giao Bạch nghiêm túc nhìn anh ta, như thể đang suy nghĩ. Khương Yên hất váy lên, đến đây đi, cục cưng. Giao bạch thở dài, anh quá lẳng lơ, tôi không thích. Kích thước còn lớn hơn cậu. Khương Yên, anh ta tưởng thật, thả váy xuống rồi lầm bầm, ông đây còn không phải là vì hùa theo thị trường sao. Giao bạch như không nghe thấy, buổi tối anh ở lại à. Khương Yên lười biếng dựa vào đầu giường, có việc hay không tùy tình huống. Giao bạch lo lắng vô cùng, cậu thật sự hy vọng buổi tối Khương Yên san sẻ gánh nặng cho cậu, một mình cậu không chịu nổi chủ tịch thích có lớn không giao bạch thăm dò hỏi vẻ mặt khương yên ám muội điều này hiển nhiên là sẽ không được trả lời trực tiếp giao bạch túm chăn trùm lên mình ra ngoài đi khương yên tủi thân hừ hừ cậu thật độc ác chỉ biết tính toán nhỏ nhặt không có giá trị lợi dụng với cậu là cậu bảo lăn giao bạch quả thực cạn lời ra ngoài và lăn là cùng ý tứ à? đúng thật là ông đây phải giải quyết tám mục tiêu không tính toán thì có thể làm sao ai chẳng muốn năm tháng tươi đẹp, há miệng là thơ và biển rộng, làm người đơn thuần tốt đẹp chứ. Có hơi thở ấm áp mang theo hương tranh xẹt qua bên tai giao bạch, kèm theo một giọng nói rất thấp tôi chưa từng thấy qua. Thâm tâm giao bạch thoáng ổn định, Khương Yên theo thích dĩ lão thời gian rất dài còn chưa từng xem, vậy cậu an toàn hơn, có thể giữ được dưa. Khương Yên ngồi trở lại trước khi Giao Bạch ngẩng đầu, khoanh tay nói, cậu có thủ hoán với tôi, luôn hại tôi lần trước ở thượng danh huyền cậu mê hoặc tôi hôn cậu, thế chiều hôm đó tôi phải cút đến chủ tịch thẩm cũng không được gặp. giao bạch nghe đến nửa câu đầu là muốn phát hỏa, nhưng nửa câu sau khiến cậu chuyển hướng chú ý. hóa ra trần nhất minh nói khương yên không hầu hạ tốt thẩm ký là chuyện như vậy. trong nguyên tắc khương yên là người bầu bạn với lão thẩm chó lâu nhất, sở dĩ có biến số ở thời điểm này là vì khương yên chiêu gẹo cậu. trong phòng cậu có camera giám sát nếu không lão thầm chó cũng sẽ không biết về chuyện đó. Suy nghĩ của lão thầm chó đại khái là, người của tôi chỉ có thể đều bị tôi làm, làm sao có thể làm lẫn nhau được. Phòng giao bạch bỗng tối sầm lại, Khương Yên kéo rèm cửa sổ lên, cũng không bật đèn. Anh ta đứng ở bên cửa sổ, nói với ẩn ý hàm xúc, giao tiểu bạch, chủ tịch thầm nghiêm túc đấy, cậu không nhân cơ hội kiếm một ít từ anh ta à? Giao bạch không hề kích động, cậu còn chưa có cơ hội tiêu 10 triệu của mình đâu thứ cậu thiếu là tiền chắc thứ cậu thiếu chính là một cơ thể khỏe mạnh nếu tôi là cậu tôi sẽ moi một số tiền lớn rồi chơi anh ta một vố lúc khương yên nói chuyện ngón tay ma sát ra tiếng vang của kim loại một đám lửa bùng lên nhảy đến điếu thuốc chẳng biết anh ta cắn bên môi từ lúc nào cậu không cảm thấy biến kẻ coi người khác là chó thành chó cũng rất có cảm giác thành công à giao bạch không hề bị lay động cuộc đời tôi không cần loại cảm giác thành công đó đi học lên đại học làm việc chăm chỉ, cảm giác thành công này không thơm sao? Tại sao tôi phải lãng phí thời gian với loại người rác rưởi này? Thật đấy, bây giờ cậu nằm mơ cũng muốn nhét lão già kia vào một nhóm, vĩnh viễn không gặp lại. Mà không thể nào, từ khi cậu bị thầm ký với độ sinh động cao nhất tát đến ù tai, cậu đã nhận ra một vấn đề mình vẫn luôn sơ suất, một sự thật. Con đường cậu đi không phải sảng văn, hoàn thành nhiệm vụ xong cậu mới có thể toàn thân rút lui sống cuộc sống mà mình muốn tôi muốn đánh nổ đầu chó chẳng qua là lời nói hùng hồn sảng khoái ngoài miệng thôi nếu không sẽ không có động lực để tiến lên hoặc là phía trước không có đường cần tự mình dẫm từng bước trên chướng ngại vật và tìm ra con đường thân là một phần của máu chó có ý nghĩa thế nào đây có nghĩa là ngay cả khi độ sinh động nổ tung đạt mắt tất cả các bạn tốt đều xếp vào nhóm cậu vẫn không thể tránh xa bọn họ đời này xem như ngâm mình trong máu chó. Tình yêu ơi, Khương Yên gọi cậu, ai thích phải cậu, người đó phế bỏ. Giao bạch còn chưa kịp nói gì, Khương Yên đã thêm một câu, phế giống tôi, tôi với cậu là lưỡng kiến trung tình, lần thứ hai gặp gỡ đã đem lòng thương mến, tôi thảm quá. Tôi tin anh cái con khỉ, chìm đắm mà không tự biết, không muốn thừa nhận, bản thân xem nhẹ, như thế sẽ càng chìm đắm sâu hơn, đồng thời bỏ lỡ cơ hội rút lui. Khương Yên như một yêu vật lang thang ngoài thế tục, tình ái ấy à. Ngay sau đó anh ta hỏi, cậu biết trừ nhị thiếu không? Giao bạch, làm sao? Khương Yên bật đèn, bây giờ anh ta chính là kẻ phế. Mí mắt giao bạch giật giật, cặp đôi đó đã be rồi. Mấy ngày trước, anh ta và nhóm người chủ tịch thẩm đi du lịch trên biển, tôi cũng có mặt. Tôi ở cùng kim chủ cũ nào đó của tôi. Khương Yên hút điếu thuốc, buổi tối, tôi đang giả bất tỉnh trên giường thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất lớn. Câu chuyện cũng rất drama, trong đội ngũ du lịch trên biển có kẻ là bạn trai cũ của bạn trai nhỏ của trừ nhị thiếu. Hai người vẫn liên lạc, lăn giường chia tay suốt một năm còn chưa xong. Trừ nhị thiếu phát hiện ra chuyện này, ba người nổi lên tranh chấp, bạn trai nhỏ rơi xuống biển bỏ mình. Giao bạch biết trừ đông sán và sở tiểu lê kết be, chỉ không biết là sẽ nhanh như thế trong, gãy cánh, sở tiểu lê cũng chết, không phải rơi xuống biển, cậu ta bị ngộ thương bởi tên bạn trai cũng muốn đâm trừ đông sán, bị đâm chết. Mà trừ đông sán sẽ suy sụp tinh thần trong một quãng thời gian, cuộc sống riêng tư còn loạn hơn thầm ký, mãi đến tận khi bắt gặp lễ giác làm việc ở club. Giao bạch gọi giật lại Khương Yên đi tới cửa, anh đưa tôi sách gốc tiếng Anh là để hầu hạ chủ tịch thích hà. Là để tăng khả năng đọc của cậu, tình yêu ạ. À. Khương Yên kẹp thuốc lá, làn váy đỏ sượt qua mắt cá chân trắng nõn của anh ta, thời tiết này cũng không đi tất. Anh ta chạm vào một cái khung tranh bị lệch, sau đó quay người lại và nghiêm túc nói, học tập là vô tận, kiến thức thay đổi vận mệnh. Giao bạch chuyển chủ đề, tuần trước có một sinh viên Mỹ thuật hầu hạ chủ tịch thích, bị đánh. Khương Yên rất kinh ngạc, ngài thích lịch thiệp như vậy, sao có thể đánh người được. Giao bạch nhìn anh ta, vẻ kinh ngạc trên mặt Khương Yên dần nhạt đi anh ta nhún vai nói, tôi phạm sai lầm bị phạt chép kinh kim cương, có lẽ người anh em kia có chữ quá xấu. Giao bạch cũng có chữ rất xấu lựa chọn im lặng, không làm sai thì sẽ không bị phạt, thanh âm của Khương Yên biến mất ở cửa, cửa mở, không đóng, khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng thích dĩ lão. Hôm nay hắn tan làm sớm hơn hôm qua, nói chính xác là sớm hơn mọi ngày trước đó. Tiểu bạch, cậu đang nhìn cái gì? ở chỗ tôi rất nhàm chan à. Bước chân của thích dĩ lão rất nhẹ, giống như muốn tham dự một buổi tiệc tối làm hắn thỏa mãn. Giao Bạch phát hiện đôi mắt thích dĩ lão đỏ hơn, hắn như thế này thì các thuộc hạ không được sợ chết. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay Trương Trầm chưa từng tới, không biết đang bận cái gì. Có hơi, Giao Bạch trả lời thích dĩ lão, cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhẫn, thương cân động cốt 100 ngày. Thích dĩ lão ấn ấn mi tâm, phía lão thầm còn chưa liên lạc với tôi, nhưng buổi sáng Nghi An có gọi cho tôi. Giao bạch ngẩn người, thế à, đứa bé kia muốn tới thăm cậu, thích dĩ lão đứng trước bức tường bên trái cửa, chỉnh ngay ngắn một bức họa trên tường, cậu có hy vọng nó tới không? Ngón tay giao bạch nhúc nhích trong chăn, chuyện Khương Yên tiến vào phòng cậu, gì liệu không quyết định được, là thích dĩ lão ngầm đồng ý. Những câu nói kia của Khương Yên, lại có phần nào là do thích dĩ lão mớm lời. Thôi, Giao Bạch rũ mắt, sắp thi cuối kỳ, cậu ấy vẫn nên yên tâm học tập đi, tôi ở đây rất tốt. Tôi cũng nói với nó như thế, thích dĩ lão mỉm cười và hơi nghiêng đầu, đường nét quai hàm rất đẹp trai. Giao Bạch ha ha, thật sao, vậy tôi và chủ tịch thích nghĩ giống nhau rồi. Thích dĩ lão nhìn cậu chăm chú chốc lát, nhướng môi, ha. Giao Bạch nổi da gà, sắc mặt bình tĩnh, chủ tịch thích, tôi nghe nói sở tiểu lê xảy ra chuyện rồi. Ừm, thích dĩ lão lao lao bàn tay chạm vào khung tranh. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng như thể một quái vật khổng lồ đến lãnh địa của mình tuần tra, không cho phép bất kỳ dị đoan nào tồn tại. Giao bạch càng thêm kiêm kỵ thích dĩ lão. Trừ Đông Sán và hắn còn có lão thầm chó. Ba người bọn họ là bạn bè nhiều năm. Trừ Đông Sán phế rồi ấy vậy mà mấy ngày nay thích dĩ lão cũng không tới Nam Thành thăm gã, vẫn đi làm như thường lệ. Nếu không phải Khương Yên tiết lộ. Giao Bạch sẽ không bao giờ nghĩ tới chữ Đông Sán và Sở Tiểu Lê đã be. Thích dĩ lão vẫn đang nhìn lướt quanh phòng. Lúc hắn không nói chuyện, giữa chân mày sẽ vương màu đen u ám khó có thể hình dung. Bầu không khí rất lạ. Giao Bạch tự kiếm chủ đề, tôi thấy chữ nhị thiếu rất thích Sở Tiểu Lê, hiện tại hẳn anh ta khó chịu lắm. Đôi mắt đỏ ngầu của thích dĩ lão rời về phía Giao Bạch. Giao Bạch hối hận vì đã khiên cưỡng tìm đề tài, còn không bằng mặc kệ vị này tiếp tục đánh giá phòng cậu đi. Thích dĩ lão bỗng nở nụ cười, trung quy sẽ luôn có một giai đoạn truyền tiếp khó khăn, cậu thấy có đúng không, tiểu bạch. Chủ tịch thích nói đúng, mồ hôi lạnh sau gáy dao bạch chảy ròng ròng. Không biết bao nhiêu lần cậu muốn bắt lấy tay của tác giả, gãy cánh, van cầu cô cho thích dĩ lão thêm nhiều phần diễn, để cậu không đến nỗi bị động thế này. Còn con mèo trắng kia nữa, đang liếm móng vuốt, lúc liếm thì híp lại mắt liếc cậu cũng chẳng hiểu là có ý gì. Sáng sớm, không biết là mấy giờ, Dao Bạch đã nôn sữa ra, đang nằm trên giường, mí mắt bị cậu nhéo đỏ cả lên. Thích Dĩ lão có đến không hả? Nếu không đến là cậu thật sự sắp không chịu nổi mất. Mấy ngày nay cậu đi ngủ rất sớm, đêm nay rất khó trống. Căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Dao Bạch hít một hơi là có thể hít vào khí lạnh và hương mai, cùng với mùi thuốc của cậu. Để tránh cho mình ngủ gà ngủ gật, cậu lấy tài khoản ra xem bạn tốt trong danh sách. Dấu chữ, dao, màu vàng ống ở bên cạnh thẩm nhị an, độ sinh động của y là 30, trước mắt xếp số 1. Thứ nhì là cha ruột y, độ sinh động 19. Giây tiếp theo dao bạch lại xem, độ sinh động của thẩm ký biến thành 3. Một giây sau, 47, sau đó liền là 1, 35, 7, 47.3. Dao bạch cũng rất bất ngờ vào giờ này, không phải lão già kia đang làm việc à, sao còn có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến cậu. Phạm vi lên xuống rất lớn, như một chiếc tàu lượn, có bản lĩnh thì nhảy qua 50 đi. Giao bạch trơ mắt nhìn độ sinh động của thầm ký lại bắt đầu một vòng nhảy vọt thế kỷ mới. Cậu cẩn thận xoay người nằm nghiêng, quay mặt về hướng cửa sổ. Avatar màu đen đứng đầu danh sách bỗng nhiên tỏa sáng. Con mèo trắng bị xiết cổ xuất hiện. Cũng lúc đó, âm điện tử vang lên bạn tốt của bạn đã online. Giao bạch không nhúc nhích, tiếng mở cửa vừa im lìm vừa nặng nề, không có tiếng đóng cửa. Điều này có nghĩa là người đến đêm nay sẽ không chuyển ghế tựa ngồi bên giường, chốc lát sau hắn sẽ rời đi. Lúc đi còn chẳng phải là một mình hắn, giao bạch liếm liếm đôi môi hơi nứt nẻ của mình. Cậu nghĩ, thích dĩ lão biết mình tình, không thể giả bộ nữa, không lấy được quyền chủ động, vậy thì ra chiêu trước vì thế giao bạch rụi rụi mắt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn những người trong phòng, giọng điệu do dự chủ tịch thích. Là tôi, một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối. Giao bạch chống giường nhướng người lên, sao ngài lại ở chỗ tôi? Chú không ngủ được nên xuống đi dạo, ngữ điệu thích dĩ lão rất đều đều, như đang đọc thuộc lòng sách ấy. Lúc đi ngang qua phòng nhóc thì tiến vào thăm nhóc một chút, xem có đắp kín chăn không, đã đánh thức nhóc rồi. Giao bạch khô khan nói, ồ, không sao tôi còn chưa ngủ thích dĩ lão tỏ vẻ ngạc nhiên nhóc cũng không ngủ được à giao bạch nói đúng rồi đó căn phòng chìm vào im lặng tĩnh mịch đêm nay không có gió trên cửa sổ đều là dây leo rậm rạp chắn kín ánh trăng mỏng manh giao bạch không nhìn thấy vẻ mặt của thích dĩ lão cậu chỉ nghe thấy tiếng nuốt ban đầu cậu nghĩ đó là của mình sau mấy cái chớp mắt cậu phát hiện không phải là từ thích dĩ lão không biết đối phương đã tới đây từ lúc nào cách mình rất gần ở ngay bên trái lão biến thái này có mùi gì sắt và mùi thuốc lá giao bạch nghĩ thầm giường phát ra một tiếng vang nhỏ thích dĩ lão quỳ một chân lên hắn như đang dỗ dành đứa trẻ bám giường phải dậy thôi tiểu bạch giao bạch nhìn thứ duy nhất phát sáng là con mèo trắng nó còn liếm móng vuốt trước khi ăn đấy giờ thì là sống giờ chết giờ ở đây giao bạch nói nếu nhóc cũng không ngủ được, thích dĩ lão nhẹ giọng nói, vậy nhóc có sẵn lòng giúp chú một chuyện không? Hỏi cái rắm ông đây có thể từ chối được à? Giao bạch đi theo quy trình, làm bộ làm tịch từ chối, tôi vẫn là học sinh cấp 3, thứ nhất là chưa bước vào xã hội không có kinh nghiệm gì, thứ hai là đang dưỡng thương, nào có thể giúp được chủ tịch thích chứ? Xung quanh yên ắng, con mèo trắng khẽ há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Giao bạch cảm giác máu bắn lên mặt cậu, mát lạnh. Khi ổn định lại tinh thần, cậu giật mình, đó là tay thích dĩ lão. Cả lòng bàn tay nâng gò má cậu, đầu ngón tay xuyên vào trong tóc cậu. Đó là một động tác dịu dàng, có ý tứ giam cầm. Thích dĩ lão quỳ một gối bên giường, nửa người trên nghiêng về phía trước, tay ôm lấy gương mặt người trẻ tuổi, thử xem, có được không? Phần mặt được nâng của dao bạch nóng lên, không phải thẹn thùng, là miệng nó máu nóng sôi trào gây ra đó. Vừa căng thẳng là sôi. Giao bạch bất đắc dĩ nói, được rồi, để tôi thử xem sao. Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười thỏa mãn, ngoan quá. Đèn bật sáng ngay lúc đó, Giao bạch lấy tay che mắt, chưa kịp nhìn rõ thích dĩ lạo thì giường đã bị đẩy đi. Đúng, bị đẩy đi. Giao bạch muốn hộp máu. Vào ngày đầu tiên dọn đến, cậu đã cảm thấy căn phòng bầy biện như một phòng bệnh, nhưng cậu không để ý đến cái giường. Chủ tịch thích, tại sao giường có thể chuyển động giống như giường bệnh viện thế? Giao bạch nằm ngửa, nhìn lên chiếc cầm cùng cổ áo thắt nút cực kỳ chặt chẽ của thích dĩ lão. Ừ, thích dĩ lão cười, nó được thiết kế để tiện cho việc dọn vệ sinh gầm giường. Giao bạch, những bánh xe nhỏ dưới gầm giường lăn lộc cộc về phía trước, mặt đất bị ma sát tạo ra nhịp điệu lạnh lẽo. Giao bạch cảm giác như mình sắp bị đưa vào phòng giải phẫu. Người giải phẫu cậu mặc sơ mi quần dài, vai vuông rộng, eo hẹp chân dài, bước chân vững vàng mạnh mẽ, dáng người tao nhã quyến rũ. Giao bạch cảm thán với mèo trắng, trông có đẹp trai thì cũng là tên biến thái. Bộ lông phía trước của con mèo trắng đỏ hết cả lên, máu nhỏ tong tong. Giao bạch không còn tâm tư cảm thán, cậu lạnh lùng đối diện với nó, tao bảo mày kêu với tao, mày không kêu cơ, chết đến nơi rồi còn sĩ diện. Thật ra kêu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của con mèo này. Nó có liên hệ với thích sĩ lão, những gì nó làm đại biểu cho tâm thái của thích dĩ lão khi đối mặt giao bạch. Tuy nhiên, mèo trắng vẫn không phản ứng gì như trước. Chiếc giường dừng lại, giao bạch ngẩng đầu mới phát hiện trong lâu đài cổ còn có thang máy, tối đen hệt những bức tường. Đêm đó cậu đi loanh quanh cũng không phát hiện ra. Không gian trong thang máy rất lớn, sau khi cánh cửa mở ra, thích dĩ lão đẩy mạnh giường vào, ấn tầng 3. Giao bạch cảm thấy lúc này nên hỏi một câu, cậu làm ra dáng vẻ hoảng hốt, chủ tịch thích, ngài muốn đưa tôi đi đâu thế? Thích dĩ lão xoa tóc cậu, đưa nhóc đi giúp chú. Đã đến rồi, chương 37, mỗi khi thang máy đi lên một tầng, dòng suy nghĩ của Giao Bạch càng rõ ràng hơn một chút. Thích dĩ lão không cho cậu ăn trà là tươi để đề phòng cậu tổn thương cổ họng, đẩy giường lên gác là vì sợ xương sườn và xương cụt của cậu sẽ đau. Đây đều được cân nhắc vì sức khỏe của cậu, so sánh ra thì thích dĩ lão không để cậu chịu khổ về mặt này khi giao bạch nghĩ như thế, cửa thang máy mở, giường kẹt ở cửa, kèm theo giọng nói của thích dĩ lão, xuống đi. Giao bạch mở to mắt, thích dĩ lão chống hai tay lên đầu giường và nhìn xuống cậu, nhóc đã nằm suốt rồi, nên đứng lên hoạt động. Nếu nằm nhiều quá, thích dĩ lão khép cổ áo ngủ của cậu lại, sẽ không dậy nổi đâu. Tôi chỉ không kịp phản ứng thôi, giao bạch chậm dề dề đứng dậy, cảm ơn chủ tịch thích đã chăm sóc tôi thích dĩ lão đi thẳng ra khỏi thang máy, vậy nhóc ngoan một chút. Giao bạch viện thành giường đi xuống, bí mật của nhà họ thích, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự biến thái của thích dĩ lão, nằm hết ở nơi này. Đầu tiên cậu liếc nhìn mèo trắng, chắc chắn không có gì khác thường mới đi ra ngoài thang máy. Đập vào tầm mắt cậu là, Phật đường, nó không lộng lẫy cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, xung quanh là những khoảng trống rộng lớn và những bức tường trắng bệch điều này tạo ra một cảm giác rất quái dị về mặt thị giác. Giao bạch dừng bước trước thang máy, không tùy tiện đuổi theo thích dĩ lão. Trên bàn thờ bầy một cái lư hương trống trơn, sạch sẽ không có chút hương nào. Giao bạch động mũi, cậu cũng không ngửi thấy mùi hương ở đây. Thiết lập phật đường, nhưng không thắp hương bầy đồ cúng. Như thể được sử dụng để trang trí, giao bạch nhanh chóng đánh giá Phật đường, song bất luận là hoa văn bàn thờ, điêu khắc trên đỉnh Phật đường, hay là chất liệu bồ đoàn đều rất tinh tế quý giá. Đây là nơi mẹ tôi dùng để tụng kinh khi còn sống. Thích dĩ lão đứng ở trung tâm Phật đường, bái một vị tượng Phật ở chính giữa, bà không thích bất kỳ loại hương nào, lại tin Phật. Tôi giữ lại Phật đường, giữ nguyên hiện trạng, để làm tưởng niệm. Ồ nha, là như vậy à? Giao Bạch không yên lòng ứng phó. Đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu bước vào Phật đường tư nhân, cảm giác không thoải mái lắm cậu cảm thấy từng tượng Phật nhỏ xếp thành hàng được ánh đèn chiếu lên quá đáng sợ. Hẳn Tiểu Kỳ và Khương Yên cũng từng tới đây, không biết bọn họ có cảm giác gì và đã làm gì. Giao Bạch xoa xoa cái gáy đẫm mồ hôi, thế chủ tịch thích muốn tôi hỗ trợ việc gì? Thích dĩ lão, không vội. Giao Bạch, trong chuyện tranh không nhắc tới thân thế và quá trình trưởng thành của thích dĩ lão, hiện tại Giao Bạch hoàn toàn lâm thời phát huy. Thích dĩ lão vẫy tay, lại đây. Giao Bạch dịch bước tới gần. Thích dĩ lão nhìn cổ cậu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và lo lắng, sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy. Đâu chỉ là nhiều mồ hôi, nhịp tim giao bạch cũng đang tăng vội lắm. Mau lên, lão biến thái, đau hay là kiếm, nhanh chóng qua đối phó tôi, để tôi chết sớm siêu sinh sớm. Giao bạch thấy thích dĩ lão bày tư thế nhàn hạ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó mới làm cậu, cậu nóng lòng vận dụng kỹ năng, muốn chết tôi buồn ngủ rồi, muốn sớm đi về ngủ. Ý cười trong mắt thích dĩ lão lập tức biến mất, hắn lãnh đạm nói, tiểu bạch buồn ngủ à, vậy cũng tốt, chúng ta nhanh một chút. Tim giao bạch hững một nhịp, thích dĩ lão mê giọng nói, tiểu kỳ phạm lỗi, bị thương ở lưng, nhưng lúc xuống tầng cậu ta có thể đi có thể động, còn có thể chảy, trông dáng rất không đến độ thảm thiết. Khương Yên nói chỉ cần không phạm lỗi là sẽ không bị phạt. Điều này chứng tỏ, tuy thích dĩ lão biến thái nhưng sẽ không phát điên, vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Giao bạch nhắm mắt cố bình tĩnh lại, giọng cậu bình thường, nếu đã đồng ý mà không thể khiến thích dĩ lão hưng phấn thì cậu còn có chú đại bi đây, thực sự không được nữa là giả vờ chúng ta. Thật ra cũng không phức tạp lắm, ở đây đọc vài trang sách thôi. Thích dĩ lão mỉm cười, nhìn giao bạch khá thân thiết, chuyện này, tiểu bạch có thể làm được nhỉ. Tại sao phải đọc ở đây, giao bạch còn chưa dứt lời, quyển sách đã được đưa tới trước mặt. Bắt đầu từ trang thứ 32 thích dĩ lão ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn thờ, chân xếp lại, nâng cầm với cậu một cách thong dong. Giao bạch lật một trang và phát nổ tại chỗ, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, phiên bản viết tay. Chủ tịch thích, trên này có mấy chữ hiếm gặp, tôi không biết. Giao bạch giống học sinh được gọi lên trả lời câu hỏi, chọn con đường chân thành đi thử xem thế nào, không được thì đổi lại. Không sao, thích dĩ lão nhẹ giọng nói, thử đọc xem. Giao bạch nặn ra một nụ cười, được thôi vì thế những kẻ xấu đẹp mập gầy ở cảnh thích dĩ lão chính là được dùng để đọc sách cho hắn nghe à đây là vì muốn làm giáo viên nhưng do phải gánh vác tồn vong của gia tộc nên sinh ra chấp niệm vặn vẹo bất kể thế nào thì đêm nay cũng chỉ là đọc sách cục điện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của giao bạch vạt áo ngủ của giao bạch đột nhiên mát lạnh phí lạnh leo lên vòng eo của cậu cậu dùng mình nhìn xuống sướng sờ Chẳng biết từ bao giờ trong tay thích dĩ lão đã có thêm một cây thước gỗ, một đầu nằm trong tay hắn, một đầu trên eo dao bạch, giữa chân mày tràn ngập bất mãn bức bách. Chia chi là thước gỗ được giáo viên trong các trường tư thục Trung Quốc ngày xưa sử dụng để trừng phạt thân thì học sinh cũng có thể dùng làm chặn giấy. Cây thước cũng là một trong những dụng cụ nghi lễ của Phật giáo và đạo giáo. Tiểu bạch, nhóc quá không tập trung, sau lưng dao bạch toát đầy mồ hôi, không phải roi da nhỏ cũng không phải nến, mà là thước, được lắm nha, rất đúng kiểu thầy thích. Ngoá chơi roly play đúng không? Chủ tịch thích, sao ngài như là đang lên lớp vậy? Giao bạch ngốc bạch ngọt hỏi. Thích dĩ lão chống đầu, mỉm cười hòa ái, đôi mắt đỏ rực. Giao bạch nhìn hắn vài giây, tóc gáy dựng ngược từng sợi, chẳng thăm dò ra được cái gì, phải đọc sách, còn không thể không đọc. Tuy nhiên, bản viết tay thì cũng thôi, nó còn là đồ cổ không biết từ bao nhiêu năm trước, trông giống chữ viết tay của trẻ con, nhỏ nhắn, nhiều chỗ không rõ ràng. Ha ha, Giao Bạch bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên trên trang thứ 32. Erinaceus, thích dĩ lão mở miệng sửa chữa, giọng điệu từ tính, trong mắt ẩn chứa khích lệ. Giao Bạch đọc theo một lần, thích dĩ lão, sai. Giao Bạch cảm thấy cây thước đặt trên eo dùng lực mạnh hơn, cậu vội nói để tôi thử lại. Thích dĩ lão gật đầu, Trần An cất lời, đừng căng thẳng sai một lần cũng không thành vấn đề. Giao bạch không cười nổi, cũng tức là, sai hai lần sẽ bị phê bình. Giao bạch thử đọc lại từ đó, thích dĩ lão không lên tiếng. Giao bạch tiếp tục đọc, cậu đọc một lúc rồi nghẹn lại. Thực sự có quá nhiều từ lạ, chỉ riêng trang thứ 32 đã có khoảng mười mấy từ. Vốn từ của một học sinh trung học như cậu căn bản không đủ. Giao Bạch có đọc những quyển sách mà Khương Yên tặng khi ở Thượng Danh huyền nhưng vì thẩm ký làm loạn hết lên nên không có thời gian ghi nhớ. Giao bạch thình lình phát hiện thích dĩ lão đang nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt, không biểu cảm, mím môi. Cái dáng vẻ giống hệt một phụ huynh thất vọng, không tới gần cũng có thể nhìn thấy thái dương căng chặt của hắn, bàn tay cầm thước đang cố gắng kiềm chế, đã hơi run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng quất tới. Chủ tịch thích, tôi thử rồi, không được, chân giao bạch mềm nhũn, cậu ngượng ngùng nói, Khả năng của tôi rất có hạn, không thể giúp chú được. Thích Dĩ lạo lẩm bẩm, không được à? Hắn gập ngón tay ấn lên trán hai lần, ngả lưng ra sau, nhìn điêu khắc trên đỉnh đầu rồi cười rộ lên một cách quỷ dị, không được à? Rõ ràng là đang cười, song khuôn mặt giật giật như động kinh. Giao Bạch vội vã bắt lấy cái thước cách lớp áo ngủ, tôi nghĩ mình lại được rồi. Thích Dĩ lạo nhìn cậu chốc lát, nụ cười không thay đổi, nhóc không tập trung được, tâm không tĩnh được thì làm sao có thể đọc được đoạn thích dĩ lạo sách cái ghế bên cạnh tới trước mặt ngồi đây đọc giao bạch cầm sách ngồi lên chuyện này là sao hơn nửa đêm đọc bản viết tay tiếng anh ở phật đường tiết học phê bình giáo dục này quả thực giao bạch thật sự sợ hãi cậu rất hiếm khi nghiêm túc lên cầm hơi tròn áp vào đường viền cổ áo ngủ lồng mi không tính là nhỏ dài đang rũ xuống giữa đôi môi tái nhợt bật ra từng chữ từng từ thích dĩ lạo rút thước nắm phần thức vừa chạm lên eo người trẻ tuổi giữa các ngón tay, hững hờ vuốt ve. Người đọc sách phát âm không quá chuẩn, cũng rất chúc chắc, khó nghe, trói tai. Nhưng có dao động cảm xúc, nhỏ bé dày đặc, lơ lửng giữa các câu chữ. Hơi thở của thích dĩ lạo trở nên nặng nề khó nhận ra, bắp chân dưới ống quần co giật bất thường. Hắn nhíu mày, mấy giây sau càng nhíu chặt hơn, ít hầu sau cổ áo lên xuống nhanh chóng. Như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng không thể thoát khỏi. Giao bạch một lòng nhào vào quyển sách, khi gặp từ lạ, cậu nghẹn hồi lâu cũng chẳng nghẹn ra cái gì, nhưng cây thước mà cậu tưởng sẽ rơi xuống lại không di chuyển. Thích dĩ lão cúi đầu khom lưng, nhắm mắt bất động. Mèo trắng nhắm hai mắt lại, sợi sắt mỏng xiết cổ nó máu thịt be bét, song vẻ mặt nó rất bình thản. Dáng vẻ, bé đang ngủ. Giao bạch, đây là tình huống gì? Giao bạch không có sức để cân nhắc kỹ càng, hiện tại cũng không thích hợp nhân cơ hội điều tra tầng 3, cậu muốn rút lui. Nhưng cậu vừa nảy ra suy nghĩ này thì thích dĩ lão ngồi đối diện đã mở mắt ra, giọng nói khàn khàn lạ thường, tại sao lại dừng? Cây thước vẽ một đường cong cứng rắn bao bọc lấy sát khí ở giữa không trung, như con rắn độc đang há miệng về phía Dao Bạch, Dao Bạch muốn tránh, nhưng sợ xương sườn bị thương bèn không di chuyển. Cậu vô thức nhắm mắt, song cơn đau trong dự đoán không ập đến sau một hai giây nghẹt thở, mí mắt của dao bạch hé ra một khe nhỏ, đập vào mắt cậu là một cánh tay được phủ lên bởi chiếc áo sơ mi xám. Khi thích dĩ lão đánh cậu, hắn tự giơ tay cản lại. Chính mình bị đánh một cái, dao bạch kinh ngạc nhìn hắn, chỗ nào không hiểu thì có thể gọi tôi. Môi thích dĩ lão tái nhợt, trên chắn có một tầng mồ hôi mỏng, cánh tay chặn thước đang run dày, bên ngoài lớp sơ mi ngấm vệt nước mờ sẫm màu đang chảy một đường mảnh, tỏa mùi máu tanh hắn đứng dậy, cây thước dài bị kéo lê một đoạn trên đất. Hắn đột nhiên đi tới trước dao bạch, một tay chống lên lưng ghế, kề sát vào nói từng chữ, hơi thở thanh lạnh rồi lại nóng nảy bức bối, mà không phải lười biếng. Đôi mắt thích dĩ lão bị che kín bởi bất đắc dĩ và phẫn nộ vặn vẹo. Tuy nhiên, con mèo trắng đang khóc với dao bạch, hồi lâu sau dao bạch mới chớp chớp mắt, từ phản ứng của thích dĩ lão, có thể nhìn ra cô đánh có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu cậu bị đánh trúng, bất luận ở chỗ nào, đều sẽ ra chóc thịt bong. Cậu không nghĩ ra thích dĩ lão chặn lại vì mục đích gì, tự mình đánh chính mình. Giao bạch trà sát quyền sách trên tay, lão biến thái này sắp mất kiểm soát. Cậu giải thích, không phải là tôi không muốn đọc, là giọng tôi khàn rồi. Khàn, thích dĩ lão nghiêng người về phía trước, để tôi xem. Giao bạch không mở miệng, thích dĩ lão cau mày, há ra. Giao bạch không phối hợp, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cậu há miệng, hoặc là thức hoặc là ngón tay của thích dĩ lão sẽ tiến vào bên trong. Tiểu bạch, nếu là lão thẩm, anh ta sẽ bóp mặt nhóc, ép nhóc há miệng, nếu không mở ra thì sẽ trực tiếp bẻ quai hàm của nhóc. Tôi không thích loại hành vi bạo lực đó. Cây thước trong tay thích dĩ lão khẽ nâng lên khẽ hạ xuống, vỗ nhẹ lên cổ họng dao bạch, trong lời nói ẩn ý gây khó dễ, cho nên, nhóc phối hợp một chút, đừng bắt tôi làm những việc tôi không thích. Giao bạch đổi lại dép lê đi ngược, nếu tôi phối hợp, chú sẽ không dùng thước đánh tôi chứ. Đứa bé ngốc, thích dĩ lão đứng dậy, bàn tay đè trên tóc cậu vò hai lần. Ánh nhìn của hắn rơi trên tượng Phật, sự lạnh lùng và ghét bỏ trôi lơ lửng trong mắt, dạ dày cảm thấy buồn nôn. Một giây sau, hắn cười rộ lên, phải ngoan. mươi 38, lúc xuống tầng, giao bạch thình lình nghe được tiếng ngáy. Cậu tưởng mình gặp quỷ, nằm ở trên giường toàn thân cứng đờ Lúc cậu ngửa đầu ra sau để xem thích dĩ lão thì phát hiện, mèo trắng rỗ mi, khẽ mở cái miệng bê bết máu. Kho khe, kho khe, âm thanh phát ra từ miệng nó. Không ồn ào, rất khẽ khàng, như nằm úp sắp cọ sát trong vòng tay chủ nhân, thoải mái cực kỳ, rồi còn làm nũng. Giao bạch kinh sở, con mèo nôn ra máu, sợi sắt quấn cổ cũng đã đâm sâu vào da thịt, làm sao nó còn ngủ được. Avatar của bản tốt phản ánh nội tâm người trong cuộc phản ứng của con mèo khiến Giao Bạch nhận ra rằng tâm trạng của thích dĩ lão bây giờ hẳn là rất tốt. Vì vậy Giao Bạch nhân cơ hội nhắc tới câu hỏi được hỏi một nửa lúc nãy, Chủ tịch thích, tại sao ngài muốn tôi đọc sách ở Phật đường? Cửa thang máy phản chiếu khuôn mặt tươi cười của thích dĩ lão, chỗ Phật đường ấy à? Hắn kéo dài giọng sẽ không khiến người khác thấy thiếu kiên nhẫn, mà chỉ là khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhưng vì sợ hãi uy thế và khí thế cử chỉ của hắn nên không dám thúc giục có ích trong việc tính tâm dưỡng tính, thích hợp nghe và đọc sách. Thích dĩ lão nhìn người trên giường qua cửa thang máy, ân cần giải thích kiến thức cho cậu, đặc biệt là vào ban đêm. Giao bạch, trên cột giường có thêm một bàn tay, khi bóng người đổ xuống, cậu nhìn thấy đồng tử thích dĩ lão vẫn nhuốm màu máu, song không còn nhiều sát khí tàn ác như trước. Khi nghe đọc sách, chú có một sở thích nhỏ vô thường vô phạt, có dọa nhóc sợ không? Ngữ khí của thích dĩ lão rất ấm áp. Giao bạch không lên tiếng. thước là sở thích nhỏ. Gian dậy là sở thích nhỏ. Anh biến thái, anh nói thì tính. Dù sao ông đây không thể để bị hù dọa là được. Có sợ cũng phải giấu đi, làm mình làm mẩy để che giấu. Đồng thời còn phải cho lão biến thái này biết rằng cậu đang che giấu. Nhằm thỏa mãn khoai cảm săn đuổi của đối phương. Không là tốt rồi, cổ họng thích dĩ lão bật ra tiếng cười. Chú biết mà, tiểu bạch không giống những đứa trẻ khác lời còn chưa dứt, hắn đã thẳng người dậy rồi đẩy giường ra khỏi thang máy, bước chân tàn mạn mà tao nhã, đọc thêm ít sách đi, vốn từ của nhóc quá ít. Hai chữ, vốn từ, khiến Giao Bạch nhớ tới Khương Yên, cậu lại thất thần, chẳng biết chiếc giường đứng trước cánh cửa rất giống phòng giải phẫu trên hành lang từ bao giờ. Giao Bạch ngẩng đầu, phát hiện thích dĩ lạo đặt hai tay lên đầu giường đang nhìn xuống cậu. Ngược ánh sáng, khuôn mặt tối tăm rét lạnh, vốn từ của tôi ít thật, Giao bạch xấu hổ ngượng ngùng, phải đọc nhiều sách. Thích dĩ lão đi tiếp, đừng nản chí, tôi dạy cho nhóc một lần là nhóc sẽ thành thạo thôi. Với năng lực học tập và ngộ tính của nhóc, nhóc sẽ có rất nhiều không gian để tiến bộ. Ngày mai tôi sẽ nhờ gì liễu lấy cho nhóc mấy cuốn sách cho nhóc đọc trước. Ừm, giao bạch co quắp, bóng đèn gắn trên tường phía đỉnh đầu sượt qua tầm mắt cậu. Không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, cậu đắp kín chăn mà vẫn cảm thấy lạnh không biết liệu có phải do vết thương cũ ở xương đuôi cụt không, cậu bị lạnh là rất khó chịu. nhóc dưỡng thương ở chỗ tôi đọc ít sách có thể giết thời gian cũng có thể nâng cao kiến thức của nhóc. thích dĩ lạo đầy mạnh giường vào phòng cho khách sắp xếp ở vị trí cũ sau đó cũng không có động tác gì chẳng nói chẳng rằng như một phụ huynh rất kiên nhẫn cho đứa trẻ đủ thời gian để nhìn nhận thực tế. mèo trắng vẫn còn đang ngáy chứng tỏ cảm xúc của chủ con mèo vẫn giữ nguyên dạng giao động không lớn, cũng không chuyển từ trời xanh sang mây mù. Trong lòng giao bạch nảy ra một suy đoán vi diệu, mèo trong uy hiếp, cảnh cáo, đau khổ rơi lệ, suy yếu cầu cứu, không phải nhằm vào cậu mà là nhắm vào tất cả mọi người, tất cả những ai xuất hiện trong thế giới của chủ nhân của nó. Chẳng qua chủ nó nhốt nó rất bí mật, không ai khác có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, chỉ mỗi giao bạch là bạn tốt của chủ nó mới nhìn thấy nó. Nó coi cậu như cổng rơm cứu mạng, là hy vọng cuối cùng. Giao bạch hoàn hồn, cậu mím môi rồi để lộ răng nanh, chủ tịch thích nói đúng lắm. Ánh mắt thích dĩ lão hơi kỳ quái, tiểu bạch, nhóc hiểu chuyện hơn so với lúc ở đế giả. Giao bạch càng cười tâu tuét, con người ta luôn phải học cách trưởng thành. Vậy hãy trưởng thành thật tốt, chú chờ mong biểu hiện của nhóc, thích dĩ lão săn sóc kéo kín chân cho cậu, ngủ ngon. Ngay khi cánh cửa đóng lại, độ cong khóe miệng của giao bạch biến mất mỗi bản tốt có một kiểu tính cách sách lược cũng phải điều chỉnh theo cậu không thể khiêu khích gọi thẳng tên thích dĩ lão khi đối phương tiếp cận thì lấy ra một thân gai đâm đối phương máu đầy tay không thể giống như đối xử với thẩm ký móng tay cào này gãi nọ thì càng không thể nào cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra được giao bạch sắp xếp lại ít thông tin liên quan đến thích dĩ lão phật đường mẹ ruột sách ngoại văn đọc sách thước kinh phật những điểm này có thể được kết hợp thành tình tiết cổ dích cũng rất máu chó. Không ít chuyện tranh có điểm tương tự, xem sảng khoái, nếu không thể thay vào hoặc đào sâu, thì quá đáng buồn. Thế hệ trước vặn vẹo, thế hệ sau biến thái, mọi thứ đều có nhân quả, có vẻ như thích dĩ lão đã trở nên rõ ràng hơn chút xíu. Không phải là quá khó xử lý, Giao Bạch nghĩ tới đây cũng thấy ngại khoác lác tiếp, thích dĩ lão không khó xử lý cái con khỉ chỉ riêng cái trang thứ 32 kia, cậu mới đọc được gần một nửa, quá khó khăn. Giao Bạch rất lo lắng, sau này khi cậu kiếm độ sinh động của thích sĩ lão, toàn bộ bức tường bản viết tay bằng nhiều thứ tiếng của tầng một sẽ xuất hiện trong tay cậu. Tiếng Anh chỉ là không biết những từ hiếm gặp, những từ khác có thể lắp ba lắp bắp đọc thầm trong lòng rồi thử đọc thành tiếng. Mà tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Nga gì đấy, ở trong mắt cậu cũng chỉ có một chữ chết. Đây còn chưa phải thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, trong tiếng đọc sách của cậu, thích dĩ lão đạt được một dạng cảm xúc biến thái nào đó, muốn cậu đọc liên tục, đọc liền tù tìm một hai tiếng. Sau đó thì sao, cổ hỏng khàn, thanh âm khó nghe, rồi sẽ bị thích dĩ lão đổi đi, một người khác sẽ thay thế cậu. Đêm nay không chịu khổ, lần sau thì khó nói. Mèo trắng cố gắng lên, như vậy cậu mới có thể có nhiều phần thắng hơn. Phải đọc sách, còn phải có tâm lý phản nghịch. Khi mèo bắt chuột trong trạng thái không đói, nếu không phải vì ăn thì là vì chơi. Vậy nó thích kẻ sợ đến không nhúc nhích nổi, hay là nhảy nhót tương bừng và biết trốn tránh đây? Độ sinh động đã cho đáp án, đọc quyển sách là tăng thêm 0.3, bây giờ là 3.2. Tuy gia tăng rất chậm, nhưng ít nhất là đang đi về phía trước. Chứng minh phương pháp không sai, giao bạch mèo cổ, vùi mặt vào trong gối mềm với cổ họng thần tiên của khương yên và tiểu kỳ mà thích dĩ lão còn có thể nghe chán chỉ dựa vào tiếng nói là không ổn vẫn nên có dự bị giao bạch suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi cậu có một giấc mộng trong mơ cậu cầm một cuốn sách và đọc to dưới chân là núi đao đỉnh đầu là biển lửa bên trái là thước bên phải là một chồng sách cao như nhà cao tầng tỉnh lại sau giấc ngủ căn phòng đã chất đầy sách giao bạch không hề khoa trương xung quanh giường chỉ có chỗ đủ để đặt chân. Hộ lý sắp xếp lại chồng sách, thờ hồn hển nói, ngài giao, bên ngoài vẫn còn một ít, tôi chuyển xong sẽ tới dìu ngài rời giường. Giao bạch, đây chính là, mấy quyển, mà thích dĩ lão nói. Mình vẫn nên ngủ tiếp thôi, này là mơ trong mơ đây mà, tuyệt đối là như thế. Chuyện hàng ngày của Giao Bạch biến thành đọc sách, đọc sách, đọc sách. Hộ lý sẽ cách một tiếng nhắc nhở cậu một lần, ngài Giao, ngài cần phải nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt giao bạch tra cứu các ký hiệu phiên âm trong từ điển thôi bỏ đi đôi mắt mệt nhọc cứ kệ nó mạng mới quan trọng cậu chăm chỉ hơn bất kỳ giai đoạn nào ở trường cố gắng hết sức để đánh vần và ghi nhớ ai có thể ngờ tới một học sinh trung học bình thường như cậu đã khắc khổ như vậy trong quá trình dưỡng thương điểm tiếng anh tối đa đơn giản top for ielts không phải là không thể cuộc sống tươi đẹp nằm mơ đi Khương Yên xuất hiện vào ngày thứ tư giao bạch rơi vào trạng thái học tập. Rất hiếm thấy, anh ta không mặc váy mà mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, bộ tóc giả tự nhiên xóa trước người, trên chân sỏ một đôi bốt da dài không cao cũng không thấp. Bạn học sao, đang bận học à? Khương Yên loanh quanh giữa đống sách, liên tục chập lưỡi, tôi tới không đúng lúc, đã quấy dày cậu rồi. Giao bạch ném cho anh ta một túi hồng khô, ân tình tặng sách, suốt đời khó quên khương yên bắt được túi hồng khô rồi ném nó lên sách đừng vờ vịt thực tế một chút đi tới làm tôi anh ta cười thoải mái không ngại ngùng tôi làm cậu cũng được nước dâu trong miệng dao bạch suýt nữa phun ra khương yên cao hơn cậu còn có cơ bụng khương khương trông cũng rất lớn sẽ không phải là thật sự có thể một đấy chứ trong nguyên tắc cũng không có thiết lập này khương yên ngồi xổm bên giường thâm tình chân thành cậu nguyện ý cho tôi một cơ hội làm người lần nữa không Giao bạch rút bàn tay anh ta thò vào trong chăn ra ngoài, không muốn. Đồ nhẫn tâm, Khương Yên ngồi dưới đất, tùy ý cầm quyển sách lật qua lật lại. Giao bạch đặt cốc lên bàn nhỏ cạnh giường bàn, sao mấy hôm nay anh không đến? Nhớ tôi à, Khương Yên dựa vào thành giường, quay lưng lại, anh Yên của cậu bận lắm. Giao bạch không nhìn thấy mặt Khương Yên, chỉ có thể nghe giọng nói, không nghe ra cái gì khác thường, nhưng đây đã là dị thường rồi lúc nói chuyện với cậu, Khương Yên sẽ không quay lưng về phía cậu thế này. Giao Bạch nhíu mày, sau đêm đó thích dĩ lão vẫn sẽ đến thăm cậu, hỏi han tiến độ học tập của cậu, nhưng không yêu cầu cậu đến đó nữa. Thích dĩ lão cần một cậu bé có giọng nói hay đứng ở Phật đường và đọc cho hắn. Tầng ba không thể không có người, hẳn phải là Khương Yên, người đã được thích dĩ lão đưa trở lại bên cạnh. Bằng cái tính chọc ghẹo tán tỉnh cậu tới không thể mới thôi của Khương Yên, đến Lan Mạc Phủ thì sẽ không thể nào không thuận tiện đi thăm cậu. Có các đáp án vô cùng sống động, sẽ không phải là Khương Yên bị đánh, sợ cậu phát hiện nên không đến đó chứ. Giao Bạch không dùng nhiều sức nắm lấy mái tóc đôi ngựa dài của Khương Yên, mấy hôm nay, ngày nào anh cũng đến Lan Mạc Phủ à? Khương Yên cười hừ, dò la cái này làm gì, muốn cướp chuyện làm ăn của tôi à? Giao Bạch giật giật miệng, ớt nhỏ thật sự chẳng nghiêm túc gì cả kiểu người này có vẻ cởi mở tất cả với bên ngoài nhưng thực tế rất khó đi vào nội tâm thực sự vài ngày trước chủ tịch thích đã bảo tôi đọc cho anh ta nghe giao bạch nói tôi suýt nữa bị đánh khương yên chê bai quá ngốc giao bạch nhẫn nhịn nỗi kích động đánh anh ta nói tiếp tôi chỉ muốn hỏi anh ban đầu anh không biết làm thì có nói thật với anh ta không nói thật nói thật cái gì thầy ơi em không biết làm đôi môi rất đỏ của khương yên mở ra khép lại điên à, ai dám ngu xuẩn trước mặt kim chủ chứ, ngoan ngoãn chịu dậy bảo là được. Cậu đã nói thật à, anh ta giơ ngón tay cái với dao bạch, dũng sĩ. dao bạch đưa tay che mặt, hít một hơi thật sâu. Cậu nói mà không bị đánh, còn nhận được sự cổ vũ của thích dĩ lão, đại khái là bởi vì cậu là người đầu tiên dám nói như vậy. Sự trung thực khiến thích sĩ lão cảm thấy mới mẻ. Xem ra cậu có con đường khác, Khương Yên nói với ngữ khi ước ao dường như tôi đã có thể thấy cậu nằm trên bảng phú hào giao bạch ông đây không nhận được một xu nào khương yên đồng tình hôn lên mở u bàn tay cậu một cái vậy cậu thật thảm cả hai nhìn nhau không hiểu sao cùng cười rộ lên tôi đã đọc hàng nghìn cuốn sách khương yên đứng lên chỉ vào chồng sách trên đất rồi nói có thể so với cái đống trong phòng cậu giao bạch cũng là sách của chủ tịch thích hà khương yên vô cùng đau đớn tự bỏ tiền túi mua vị kia bảo tôi rằng, trong sách có lầu son gác tía. Khương Yên bất cần đạp đổ một đống sách, anh ta cúi người nhặt, đáng tiếc, trong bụng anh Yên của cậu có rót đầy nước mực thì vẫn là con vịt thôi. Giao Bạch nhớ tới một chi tiết nhỏ, lần trước Khương Yên đến chỗ cậu, va lệch khung tranh, không để ý đã rời đi, sau đó được thích dĩ lão chỉnh ngay ngắn lại. Lần này Khương Yên làm đổ sách, nhưng lập tức sắp xếp chúng nó. Giao Bạch thấy Khương Yên đặt sách về chỗ cũ, Cậu hỏi một chuyện, anh từng đọc kinh Phật chưa? Lại nói khách sáo rồi. Khương Yên hất tóc đuôi ngựa dài, chất lượng tóc giả rất tốt, hoàn toàn không thấy giả. Anh ta làm nhảm, xong đời xong đời, thôi được, dù sao cũng chỉ lần này, cho cậu bẫy tôi đấy. Chưa từng đọc, chỉ chép lại thôi. Khương Yên không chờ Giao Bạch nói đã tiết lộ, vị kia gần đây không đúng lắm, lần nào tôi cũng mới đọc hai câu đã bị đuổi xuống tầng phải biết rằng một lần lâu nhất của tôi là đọc hơn một tiếng. Ngài Trương cũng rất hoảng hốt, cũng không biết có ai có thể phá kỷ lục của tôi không. Nói đến đây, Khương Yên nhìn giao bạch, anh ta nói một cách ảm đạm, còn tưởng rằng có thể lĩnh tiền lương lan mặc phủ đến cuối năm, ai biết vui sướng ngắn ngủi như vậy, phải tìm nhà tiếp theo thôi. Giao Bạch không kịp phản ứng. Giao Tiểu Bạch, cậu ngốc đờ ra rồi à? Ý tôi là, đây là lần cuối cùng tôi đến Lan mặc Phủ. Khương Yên nhéo mặt cậu, tôi tới tạm biệt cậu, yêu dấu. Giao bạch chấn động, thôi xong, Khương Yên bị thích dĩ lão tuyển dụng lần thứ hai, mới mấy ngày đã chán, vậy cậu làm sao bây giờ? Tiền đồ chưa chắc chắn, tại sao luôn tìm nhà kế tiếp? Giao bạch ngửi thấy mùi máu chó, hỏi, gia đình anh nợ nần chồng chất à? Đúng thế, đúng thế, Khương Yên đặt cầm trên phần chăn ở mép giường, cha chết rồi, mẹ chạy theo người khác, em trai là kẻ ngốc, có một đống khoản nợ chất lên đầu người anh là tôi căn phòng im lặng khương yên đập giường cười lớn ha 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 giao tiểu bạch cậu thật đúng là giao bạch ngắt lời nói tôi cho anh mượn một ít khương yên vẫn giữ dáng vẻ cười lớn môi đỏ mở to mắt cười ra nước mắt nhưng lại không phát ra tiếng cười rất khôi hài cái gì hồi lâu sau khương yên mới lên tiếng tôi nói là tôi sẽ cho anh mượn một ít giao bạch chia tay đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Khương Yên nhìn bàn tay giơ trước mặt mình, mảnh khảnh mềm yếu, ấn nhẹ một cái là gãy. Anh ta kề sát mặt đến gần, mỉm cười cỏ cỏ, thật ra cậu muốn điện thoại của tôi để làm chuyện xấu. Giao Bạch lười giải thích, cậu cầm di động của Khương Yên làm một loạt thao tác. Hai triệu đã đi ra ngoài, Khương Yên nhận lại điện thoại, đầu lưỡi quét một vòng trong miệng. Anh ta nhét điện thoại vào túi áo khoác, cười vô cùng điệu đà nhưng cũng không giấu được vẻ diễm lệ chồng ơi giao bạch giống tên đàn ông bội bạc chỉ cho tiền không cho tâm cút 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 không biết tại sao giao bạch cảm thấy khương yên có tâm sự một sức nặng vô hình đè xuống vai anh ta cậu bật thốt ra cho anh mượn anh phải trả lại tôi trả chứ chắc chắn phải trả khương yên vò tóc giao bạch cậu cũng đừng ra nghĩa trang ở sân sau những nhân vật nhỏ như chúng ta làm đúng phận sự của mình là được đừng đánh nhau với những gia tộc này. Ngoài cửa có thêm một bóng người, gì liệu đứng ở đó, Tiểu Khương, cậu cần phải đi. Khương Yên rút bàn tay đặt trên đầu dao bạch về, một giây trước khi đứng dậy, anh ta nói bên tai cậu, ngày nào đó cậu đi Bắc Thành, có thể tìm, thôi, cũng không nhất định. Ngày sau gặp lại, Khương Yên thò tay vào trong cổ áo, lôi ra thứ gì đó rồi ném lên giường dao bạch, nguyện thượng đế ở bên cậu. Đó là một cây thánh giá nằm trên ngực giao bạch cách chiếc chăn màu xám giao bạch không quan tâm đến tầm mắt của dì liễu cậu cầm cây thánh giá lên ngắm nghía đối với sự yêu thích và thân mật mà khương yên biểu hiện ra giao bạch không để ở trong lòng cậu biết đối phương đùa cợt lớn hơn chân thực trong gãy cánh khương yên là vật phụ thuộc của mỗi kinh chủ là nhân vật nhỏ mà thầm ký từng làm từng ôm từng hôn từng mắng qua đánh qua rồi tìm trở về nuôi ở bên cạnh cuối cùng lại bại bởi cp chính thức nhưng trong truyện tranh, anh ta là nét bút tươi đẹp nhất, kể cả thời điểm anh ta chết, giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng rực rỡ và trói sáng. Giao Bạch đặt thánh giá bên gối, sau đó tiếp tục đọc cuốn sách còn giang dở. Hai triệu kia có lẽ không thể so sánh với phí chia tay kim chủ cho Khương Yên, thậm chí còn chẳng bằng phần lẻ. Xong đó cũng là một khoản tiền, hai triệu không phải hai tệ, lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Giao Bạch cho Khương Yên mượn khoản tiền kia, chẳng qua là báo đáp những quyển sách tiếng Anh cũng như những ghi chú trong sách mà anh ta tặng cho mình. Tối đó, Giao Bạch gặp một từ mà Khương Yên từng chú thích, cậu ghi nhớ rồi đọc ra. Giao Bạch là một người ân oán rõ ràng, có thù báo thù, có ân báo ân, sống vừa sáng rõ vừa tỉnh táo. Sau hôm ấy, quả thật Khương Yên không còn xuất hiện nữa. Giao Bạch đã chuẩn bị tâm lý nửa đêm bị thích dĩ lão, mời, lên tầng 3 không ngờ thích dĩ lão phải ra nước ngoài một chuyến. Trước khi đi, thích dĩ lão mang cho Giao Bạch một chiếc xe lăn, chính là cái trương trầm mồi. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, thích dĩ lão đẩy Giao Bạch ra sân trước, để cậu giữa những bụi hoa nở rộ quanh năm. Giao Bạch đeo khẩu trang và mũ, ngồi trên xe lăn ngắm hoa, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm người đàn ông tao nhã không tầm thường trước cổng vòm. Chưa nói những cái khác, thích dĩ lão không có sở thích hành hạ bệnh nhân. Không khí bên ngoài có tốt không?" Thích Dĩ lão không nhìn Dao Bạch, hắn đang nhìn con sâu nhỏ trên bức tường xám. "Tốt lắm." Dao Bạch hít thở, không cùng cấp bậc với không khí trong phòng. "Thế mới nói, sức khỏe quan trọng biết bao." Thích Dĩ lão cười nhẹ, giống như ôn hòa nói chuyện phiếm. Con sâu nhỏ rốt cuộc bò đến chiếc ổ bé của mình. "Đã về nhà." Một bàn tay vươn ra bóp chết nó. cây xác nhỏ xíu rơi xuống đất, sao mà yếu ớt. Thích dĩ lão nhìn xuống chốc lát, dùng giày ra đá ít đất, chôn thi thể bé nhỏ kia. Nhưng trong giây tiếp theo lại nhìn lên, tất cả bùn đất và cái xác nát bét dưới đế giày hắn. Hắn lấy khăn lau chùi ngón tay, giọng vừa ôn hòa vừa lạnh nhạt, nhóc hồi phục rất tốt, tháng sau có thể làm một số hoạt động. Giao bạch biết tình huống của chính mình, chuyên viên vật lý trị liệu mà thích dĩ lão sắp xếp cho cậu rất lợi hại. Tiểu bạch, nơi cổng vòm truyền đến tiếng gọi của thích dĩ lão, hắn nói đọc vài trang sách cho chú đi. Chuyện này quá đột ngột, Giao Bạch chỉ kịp liếc con mèo trắng treo cổ, còn chưa kịp nói gì thì Trương Trầm Ban nãy không biết đứng ở đâu đã đưa sách tới, ánh mắt còn rất phức tạp. Đọc tử tế vào, Trương Trầm nhỏ giọng căn dặn xong rồi rút lui, băng gạc trên đầu đã được gỡ ra, để lại một vết sẹo, nhưng vẻ đẹp không bị phá hủy, ngược lại còn có thêm mấy phần thô giáp tang thương gợi cảm. Giao Bạch vừa nhìn cuốn sách là muốn hóa thành cánh bướm bay đi. Móa nó, là kinh Phật, bản chép tay, nhiều năm rồi, trang giấy ố vàng mốc meo, không biết là thể chữ gì, thật giống như cái gì cũng nhận ra, lại cũng giống như chẳng nhận ra được chữ nào. Giao Bạch che miệng cách lớp khẩu trang, bỏ mất vài tiếng trời bảy. chủ tịch thích, bản kinh thư này có rất nhiều chỗ tôi xem không hiểu. Xem lần đầu không hiểu, vậy thì xem lần thứ hai, xem lần thứ ba. Thích Dĩ lão nhìn chằm chằm con sâu nhỏ trên tường, xem nó kiên cường bò dọc khe tường xuống, dụng tâm chút. Giao Bạch thò ra vài ngón tay đang núp trong áo ngủ lông mềm, cầm kinh thư, lật từ trước ra sau, toàn chữ trẻ con, rất giống những quyển sách tiếng Anh viết tay mà cậu từng đọc, như thể chúng được viết bởi cùng một người, nhưng vẫn hơi khác một chút. Sách tiếng Anh hình như được viết khi lớn thêm vài tuổi, kinh thư thì sớm hơn. Siêu siêu vẹo vẹo, Giao Bạch nhìn Thích Dĩ lão trên tay đối phương không cầm thước. Nơi này không phải Phật Đường, sẽ không có tiết phê bình. Giao Bạch đánh giá avatar của thích sĩ Lão. Không biết con mèo trắng đã làm sạch sâu mép từ bao giờ, đôi mắt vàng óng nhìn cậu không hề chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng lại ngốc nghếch đáng yêu. Một cơn gió thổi qua, bụi hoa gật đầu với Giao Bạch. Giao Bạch bắt đầu đọc kinh thư, cậu đọc được vài câu là gặp phải những từ không chắc chắn, bèn đoán mỏ đọc ra. Chư thích dĩ lão nói, giao bạch sửa rồi đọc lại, vô chư thiện căn vô tăng vô giảm. Trích từ văn thù lợi bàn nhược kinh, chẳng lẽ thích dĩ lão đã học thuộc hết tất cả những quyển sách muốn người khác đọc. Giao bạch nổi ra gà với suy đoán này, trong vườn hoa ở sân trước chỉ có một người tụng kinh và một người nghe kinh. Đám người trương trầm đều trông coi ở vòng ngoài, anh trầm. Nghe nói ngài ra nước ngoài là vì có tin tức về đứa con riêng của anh trai ngài ấy. Một người anh em nói một anh em khác gào to lên, thật hay giả, vậy là phải đón người về nhà họ thích à? Ai biết, được rồi, đừng lo chuyện bao đồng, có sức lực đó còn không bằng đánh hai bộ quyền, hoặc cưới một cô vợ. Nửa câu sau khiến một đám đàn ông tức giận ỉu xìu. Trương trầm nhai cỏ, các cậu nói xem, tất cả mọi người đều nhìn sang. Không có gì, trương trầm phất lờ lời oán thán của các anh em. Anh bực bội ngồi xổm dưới mái nhà thấp, trần nhất minh lâu lâu lại gọi điện cho anh để hỏi về giao bạch hiển nhiên chủ tịch thẩm chưa từng buông xuống thế tại sao chủ tịch thẩm còn chưa tới đón giao bạch đi đã qua nửa tháng rồi thật đấy nhanh lên có được không hả ánh mắt của anh ba dừng trên người giao bạch ngày càng nhiều đây là muốn làm gì anh ba và chủ tịch thẩm là bạn thân tuyệt đối đừng vì một món đồ chơi nhỏ một tầm mắt bay tới từ vườn hoa xuyên qua khóm cây bụi cỏ tiến thẳng về phía trước xa tít tắp như có như không rơi trúng mặt trương trầm tầm mắt vốn đã lướt qua lại trở về trương trầm có cảm ứng anh vô thức nghênh đón giao bạch vừa thuận lợi đọc xong một đoạn kinh thư được thích dĩ lão khen ngợi nên tùy ý liếc xung quanh buông lỏng một chút cậu và trương trầm bốn mắt nhìn nhau giao bạch kéo khẩu trang xuống hơi nâng cầm với trương trầm rồi nở nụ cười ánh mắt vô cùng sáng ngời trương trầm nghiêng đầu ăn nốt nửa ngọn cỏ bên môi anh nhấc hai tay lên mười ngón giao nhau đặt sau gáy, yết hầu nhúc nhích, cổ hơi nóng. Xem đi, là kẻ không an phận, nếu người như thế trở thành một ngoại lệ có thể ở cạnh anh ba trong một thời gian dài, vậy anh ba một năm bốn mùa sẽ không thiếu mũ. Còn luôn xanh biếc, ý là cắm sừng, đội nón xanh. mươi 39, thích dĩ lão không mang trương trầm ra nước ngoài. Trương trầm ở lại trong nước, nhận được mệnh lệnh là canh lan mặc phủ. Lan Mạc Phủ có mạng lưới giám sát dày đặc và một nhóm vệ sĩ cấp cao nhất, cần gì đến anh chứ? Công việc chân chính mà anh ba giao cho anh là chăm sóc giao bạch. Trương Trầm phiền muộn, đây là lần đầu tiên anh ba không dẫn anh theo làm việc. Khi đối diện với giao bạch, anh vô thức toát ra oán khí. Giao bạch đứng tìm sách trước kệ sách tầng 1, nếu anh muốn đi theo anh ba thì cứ mua vé máy bay rồi tự bay đến đó thôi. Trương Trầm nghiêm mặt không lên tiếng. Các khối màu trên avatar đột nhiên bay lên góc trên cùng bên phải, từng khối lao vùn vụt về phía Giao Bạch. Vèo vèo vèo, Giao Bạch, đòe mòe, tiểu lý phi đao tính là gì, tiểu trương phi khối mới trâu bò. Cậu có muốn về Nam Thành không? Trương Trầm mở miệng, Giao Bạch yên tĩnh bình thản lật sách, tùy duyên. Trương Trầm hỏi tiếp, việc học thì sao? Nghe nói cậu lên lớp 12, sang năm sẽ thi vào đại học, cậu không lo lắng hả? À? Giao bạch đáp với giọng điệu như coi nhẹ hồng trần, tùy duyên. Cơ tay trương trầm tập trung sức lực, các khớp xương từng dính máu chịu chấn thương kêu rắc rắc. Các khối màu xếp thành một khẩu súng. Giao bạch, giao bạch đưa sách cho trương trầm. Trương trầm bối rối nhận lấy, nghe thấy cậu nói tôi sai rồi. Tôi không nên xa đỏa thiếu cầu tiến như thế. Giao bạch thở dài, nhưng tôi không làm chủ được, mệnh tôi không thuộc về tôi. Dường như cuối câu nói thêm, anh bé nhưng không có. Trương Trầm nén nỗi thất vọng khó giải thích trong lòng, trong cuộc sống, ai cũng có những khó khăn và vất vả riêng. Anh nhướng đôi lông mày đẹp đẽ trong trẻo, cậu nên cố gắng. Giao Bạch cười ra tiếng, tôi còn chưa cố gắng à. Trương Trầm bị hỏi khó, anh đã từng chứng kiến qua nhiều cô gái chàng trai đeo bám giới thượng lưu, họ cùng có ngoại hình ưa nhìn, thân thể trẻ trung, ánh mắt nhún đầy đau thương hoặc hư vinh. Song người trước mặt không giống những kẻ đó, cậu khác hẳn. Điểm này không cần chủ tịch thẩm và anh ba chứng minh, chính Trương Trầm có thể cảm nhận được. Bằng không Trương Trầm đã không nói những lời này với cậu, như một người anh trai. Nếu là bình thường, Trương Trầm sẽ không quan tâm. Tay cầm sách của Trương Trầm siết chặt hơn, anh còn chưa tìm thấy đứa trẻ gọi anh là anh bé trong mộng. Với các mối quan hệ của anh, ấy thế mà lại không tìm ra. Vậy phải chăng là đã, không còn nữa. Trương Trầm nghe được giọng nói khàn khàn của mình, cậu có thể gọi tôi một tiếng. Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên tỉnh táo, ngay lúc đó bên tai vang lên tiếng kêu đượm ý cười sống động, anh bé. Trương Trầm sướng sờ quay đầu, trong đầu có gì đó nổ tung, nhưng hoàn toàn trắng xóa. Giao bạch gác một tay trên giá sách, thản nhiên nói tôi muốn dùng di động. Trương Trầm cảnh giác nhíu mày, cậu muốn điện thoại làm gì? Giao bạch cười không đáp, còn có thể làm gì nữa, Tự lộ tẩy thôi. Tài khoản đột nhiên được đăng nhập tự động. Độ sinh động của thầm ký lên đến 49.99. Giao bạch nheo mắt lại. Lúc trước cậu không muốn quản chuyện thầm chó ra tự dằn vặt bản thân. Nhưng lần này không thể không tốn chút tâm tư cân nhắc. Độ sinh động thực sự là thứ tốt. Bất luận bạn là nhân vật nhỏ hay là nhân vật lớn. Nó đều có thể phản ánh thế giới nội tâm của bạn. 50 và 100 hẳn là tình cảm thăng hoa lão thầm chó và độ sinh động của y đã đạt đến điểm giới hạn của phần trước. Còn thiếu 0.01, thời điểm cậu xuất hiện trước mặt lão thầm chó sẽ là 0.01 này. Đây là kết quả sau khi lão thầm chó dằn vặt bản thân, tính tạm thời. Giao bạch không bất ngờ lắm, vì hôm ấy lão thầm chó đánh cậu xong, Pikachu có giúp một chỗ không nhìn cậu. Hình như cục tròn màu hồng đó còn đang run rẩy. có Pikachu, rất dễ suy đoán diễn biến tâm lý của lão chó họ thầm khi bạn nhận ra mình có điều gì đó khác với một con chó ngoài tính thú phản ứng đầu tiên là trốn tránh đó là bản năng của con người bản thân tự vệ nhưng nếu chạy trốn sắp xếp dòng suy nghĩ sửa chữa sai lệch nhỏ trong quỹ đạo cuộc đời tự cho rằng mình đã an toàn sau một thời gian bạn sẽ đột nhiên phát hiện sai lệch nhỏ đó không hề được sửa chữa mà đã lan rộng ra thậm chí là cả quỹ đạo xung quanh cũng bị ăn mòn còn đã bỏ lỡ thời điểm tu bổ tốt nhất Giao Bạch không nói chuyện với Trương Trầm, cậu đi từng bước nhỏ bên ngoài lâu đài, một mạch tới mái hiên dưới cổng chính, nghe mưa đông gõ lên gạch xanh. Lão thầm chó cũng chưa kết thúc việc tự hành hạ bản thân, hiện tại chẳng qua là đạt tới một đỉnh điểm. Y vẫn chưa thừa nhận mình bị một con chó tác động cảm xúc, vì thế Y cần nghiệm chứng lần cuối. Có lẽ Y phải cử người đi điều tra mình, Giao Bạch suy đoán. Đó là phần mà trước đây lão thầm chó cảm thấy không cần điều tra, không buồn biết đến một khi lão thầm chó tra được nội dung phần kia, âm mưu bí mật của Giao Bạch và Tề Sương sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Tề Sương còn chẳng bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói đến việc kiềm chế lửa giận của lão thầm chó. Giao Bạch vươn tay hứng nước mưa, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, nhưng máu trong cơ thể đang chảy nhanh, huyết khí dâng trào ngược lên. Một trận đánh ác liệt sắp đến rồi, đến cũng tốt, cây đao này đã treo trên đầu cậu một khoảng thời gian rồi. Giao bạch lại đi xem độ sinh động, vẫn là 49.9. Con số bất động đang âm thầm báo hiệu điều gì đó. Đao rơi xuống bây giờ có lợi với cậu hơn so với lúc trước. Bởi vì 49.9 này không phải là một lần tăng, mà là sau nửa tháng liên tục tăng giảm nhiều lần mới có. Chứng tỏ tuy thầm chó già còn chưa thừa nhận, nhưng cũng đã nhận rõ vài thứ. Trốn không thoát, không thể không đối mặt. Khi giao bạch trầm ngâm, độ sinh động của Thẩm Nhi An đã tăng 7 điểm. Từ 30 biến thành 37, lúc này Thẩm Nhi An còn ở trường học lên lớp mà nhỉ, y nghĩ gì thế? Nam Thành, trung học số 3, Thẩm Nhi An nộp bài thi rời phòng học, lương đống theo sát làm tương tự, bay nhảy đuổi tới, áo khoác đồng phục mở rộng tạo thành một đường cong tùy ý, anh An, đi chơi bóng à? Thẩm Nhi An quẹo vào cầu thang, không, đi, vậy đi hiệu sách hả? Lương đống đằng sau nhảy xuống bậc thang, gần đây cậu thường đọc sách, có muốn mua vài cuốn mới không? Có người đi lên từ tầng dưới, là hai học sinh lớp bên cạnh lén lút chuồn trở về phòng học trong tiết thể dục, một nam một nữ. Mối quan hệ giữa họ hẳn rất tốt, vừa nói vừa cười. Cậu trai còn trắng và dịu dàng hơn cô gái, vừa đến đã thành hoa khôi trường mới của trung học số 3. Tiểu Mỹ Nhân, lương đống đắc ý cầm hộp thuốc trong tay, lễ giác đỏ mặt, cúi thấp đầu bước lên cầu thang khi lướt ngang qua gã, cậu hỏi một câu rất nhỏ, các cậu trốn học à? Không, vừa kiểm tra xong, lương đống choàng lấy cần cổ trắng nõn của cậu ta, cái gì kia? Lễ giác lầm bầm, tớ không liên lạc với anh tiểu thu. Lương đống lập tức bùng nổ tại chỗ, con mẹ nó ai muốn nói với cậu cái này? Gã thở hồn hển vài tiếng, chừng mắt nhìn lễ giác sợ đến trắng mặt, đẩy cậu ta ra. Nửa tháng qua gã không đề cập tới giao bạch, dường như đã quên mất tên yêu tinh hại người này. Ngoá lễ giác tự dưng nói ra làm gì, muốn khiến ai không thoải mái đây hả? Bầu không khí trong hành lang rất ngột ngạt, thẩm nhi an đứng trên bậc thang, lương đống cũng không nhúc nhích. Lễ giác nhận ra là do mình, nhưng cậu ta không biết tại sao. Cậu ta lo lắng cho anh tiểu thu, tiền chuyển qua thì không tin tức, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác thì toàn tắt máy. Cậu ta còn đi đồn công an báo án, không giải quyết được gì. Cô gái kéo cánh tay của cậu ta, tiểu giác, chúng ta đi thôi. Lễ giác hoảng hốt, ừ, một tiếng. Cô gái nhấc chân lên rất chậm, nhìn lén thẩm nhi an rồi cắn môi, cúi đầu chạy lên. Lễ giác thấy cô nằm nhoài trên lan can hành lang nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi cậu không chào cậu ấy à. Cô gái lắc đầu, chưa nói chuyện bao giờ, chẳng mấy chốc sẽ sang năm mới. Lễ giác và cô cùng nhau ngắm thiếu niên đẹp trai dưới tầng, rất nhanh sẽ đến tháng 6 năm sau tốt nghiệp rồi cậu không cảm thấy tiếc nuối sao cấp ba chủ yếu vẫn là học tập không có sức lực để nghĩ về những thứ khác đầu ngón tay cô gái vẽ vẽ trên tường hành lang lên đại học rồi nói sao đi lễ giác quay đầu bội phục nói cậu thật lợi hại tớ thì không khống chế nổi cái gì không có gì tuyết sắp rơi rồi lễ giác vừa nói xong lương đống đi sóng vai với thẩm nhi an dưới tầng bỗng ngoái đầu lại cậu ta vội ngồi thục xuống lễ giác có một bí mật, rất dễ giấu giếm người khác, nhưng nếu cậu không muốn lương đống phát hiện thì nhất định phải cẩn thận. Bởi lương đống là bản thân nhất của người nọ, lương đống thu tầm mắt lại, anh An, tới nhà thuê của cậu chơi nhé. Lần trước đó là tận mùa hè, anh An, thẩm nhi An đã chạy đến cổng trường, chiếc xe y gọi cũng đã đến. Tế bào vận động của lương đống phát triển tốt, gã chạy như vũ bão. Nhưng dù lần này chạy nhanh cỡ nào thì gã vẫn hít sạch khí thải của taxi thẩm thị đã rơi vào địa ngục trong hai tuần qua tầng dưới không tiếp xúc tới chủ tịch chỉ cảm thấy trong tập đoàn người người căng thẳng không lĩnh hội được những thứ khác còn các trợ lý của chủ tịch cũng như quản lý cấp cao cần báo cáo tiến độ công việc thỉnh thoảng họp hành thì rất đau khổ từng người một bị rối loạn nội tiết xanh cả mắt trần nhất minh được ủy thác trọng trách nhưng gã không làm được chủ tịch bây giờ đã không phải là chủ tịch quá khứ mấy tình nhân liên tiếp bị y làm vào bệnh viện cũng không thể khiến y kiềm chế được bạo lực của mình. nhóm tình nhân đều sợ chết. gần đây chủ tịch căn bản không coi bọn họ là người, không hề có giai đoạn chuyển đổi, một phát thành ra như thế luôn. bọn họ thà truyền nước trong bệnh viện còn hơn là nằm trong lòng chủ tịch. trần nhất minh hết cách rồi, đành tìm người khác tìm từ đế giả. thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được sự bất ổn này, đang quan sát tiếng gió. giao bạch ở tây thành cũng không biết chủ tịch có liên lạc với chủ tịch thích không. Trương Trầm tiết lộ rằng Chủ tịch Thích đã ra nước ngoài, nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt mới về nước, hiện tại Lan Mặc Phủ chỉ có mình giao bạch. Trần Nhất Minh nặng nề bước vào văn phòng, gã chưa kịp mở miệng thì thẩm ký trên ghế ra đã yêu cầu gã nâng người ra ngoài. Thẩm ký vắt chéo chân, có một cậu trai đang ngồi xổm bên cạnh giày da bóng lưỡng. Cậu ta đang che miệng nôn khan, bà vai ngây ngô run lên một cái, đáng thương đáng yêu. Nghe thấy mình cũng bị kim chủ đánh đuổi, cậu trai trực tiếp bò từ dưới gầm bàn ra ngoài giận dữ xấu hổ hét lên đi thì đi anh cho rằng tôi thèm bị anh nuôi à nếu không phải là vì tiền thì còn lâu tôi mới theo anh đó là một cậu trai đáng yêu đẹp đẽ khóe miệng có chút rách cổ họng đã bị ma sát nhiều lần giọng nói khàn khàn đôi mắt đỏ hùng hùng của cậu ta mở lớn trong mắt có ngọn lửa bất khuất và cuột cường cậu trai hung hăng lau nước mắt và tiếp tục trừng chằm chằm thế giới nho nhỏ như thể được chống đỡ bởi một gốc cây kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Trong văn phòng chỉ có tiếng nức nở kìm nén của cậu trai. Trần Nhất Minh không ngẩng đầu, gã nghĩ, đây cũng là đứa có xương cứng, còn có một thân thể khỏe mạnh, gương mặt xinh đẹp, danh giáo sinh ra học thức, bất luận nhìn mặt nào cũng thích hợp được chủ tịch thuần dưỡng hơn. Sau bàn làm việc vang lên giọng ra lệnh chất chứa phiền chán, sách ra ngoài trần nhất minh dẫn cậu trai tức giận đến run cả người đi ra khi gã trở về chủ tịch giao cho gã một công việc trước khi tan làm báo lại cho tôi thẩm ký xoay ghế ra đối diện với một góc nam thành phồn hoa bên ngoài cửa sổ trong giọng điệu y không nghe ra cảm xúc gì chỉ có sự lạnh lùng trần nhất minh không nhìn thấy vẻ mặt của chủ tịch song tim đập như nổi trống giả dạ. ban đầu chủ tịch bảo gã điều tra địa chỉ của giao bạch gã đã muốn làm một lần xong tất cả nhưng chủ tịch không lên tiếng thì gã không dám điều tra khi chưa được phép chủ tịch không cho gã điều tra toàn bộ có lẽ vì sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ càng thêm suy nghĩ về người thanh niên ấy tuy nhiên chủ tịch có thể phí tâm tư đi cân nhắc chẳng phải là càng chứng minh y bẩn tâm à khi đó đã có một chút đầu mối hôm nay rốt cuộc nhìn rõ trần nhất minh nhận mệnh đi thăm dò gia cảnh của giao bạc điều tra 19 năm cuộc đời cậu gã có thể phỏng đoán về động cơ điều tra của chủ tịch. Chủ tịch muốn dùng một thứ gì đó trói dao bạch lại. Nếu cậu quá trơn trượt, vậy thì ra tay từ người nhà cậu. Không có ai nhắc nhở chủ tịch rằng ngày đăng ký của y và con út nhà họ tề đã bị trễ, hôm nay chính là ngày y mới đổi. Trần Nhất Minh đóng cửa lại, phất tay bảo đám trợ lý thập thò đi làm việc đi. Gã tiến vào toilet sửa mặt, ổn định lại trái tim kinh hoàng, sau đó gọi điện thoại tìm người làm việc. Đúng lúc này, thẩm nhị an tới thẩm thị, thẳng một mạch tới tầng cao nhất, đứng trong văn phòng của người nọ. Chú thích ra nước ngoài, một mình cậu ấy ở Lan Mạc Phủ, tôi muốn đi đón cậu ấy. Thẩm nhị an nói rất thông thuận, không hề có chút ngắt quãng. Thẩm ký vứt bật lửa lên văn kiện trên bàn làm việc. Đứa con trai này của y ngày nào cũng muốn chạy về Tây Thành, nếu không phải y tạm giữ giấy tờ của đối phương, phải mấy người theo dõi sát sao, còn chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười cho nhà họ thẩm nữa. Anh chưa dứt sữa à? Thẩm ký chào phúng, thẩm nhị an không thấy tổn thương. Y chỉnh lại đồng phục học sinh hơi lộn xộn khi chạy nhanh, không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn truyền kỳ giới kinh doanh. Chú thích của anh đang thay tôi chăm nom cậu ta, mà không phải lo lắng cho anh. Thẩm ký hút thuốc, đường nét khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ở đây đâu có chuyện của anh. Thẩm nhị an rũ mắt xuống về trường gấp chuồn chuồn của anh đi. Thẩm ký với cái gạt tàn thuốc lá, đừng lắc lư trước mặt cha anh mãi thế. Ngón tay thẩm nhi an bị ngòi bút đâm ra mấy vết đỏ, hơi gập lại, ông không thấy, cậu ấy như một khán giả, nhìn chúng ta, nhìn thế giới này sao. Động tác gầy tàn thuốc của thẩm ký khựng lại, một giây sau cái gạt tàn bị y đập mạnh xuống bàn, cút ngay. Thẩm Nhi An bình tĩnh đối mặt với cơn phẫn nộ của y. Người này duy ngã độc tôn chẳng ai bì nổi không nhận ra điểm kia, nhưng vẫn không thể nghe thấy những lời như vậy. Thẩm ký nhìn thấy sự trào phúng từ đôi mắt giống hệt mình của con trai. Y giận tím mặt, ném cái gạt tàn ra ngoài. Thẩm nhi an né tránh cái gạt tàn, y không thể bị thương vào lúc này. Y muốn đi Tây Thành, không thể đợi thêm nữa. Thẩm ký thấy cô ném của mình bị tránh mất, tức giận đứng dậy rồi nhanh chân đi về phía con mình. Tư thế trông như thể muốn đánh người đến tàn phế chủ tịch bên ngoài phòng làm việc truyền đến thanh âm của trần nhất minh thẩm ký dừng bước đi vào trần nhất minh cầm một túi giấy tờ tiến vào văn phòng dường như gã vừa chịu một cú sốc nào đó thậm chí không quan tâm lo lắng về cuộc đối đầu giữa hai cha con thẩm ký mở miệng điếu thuốc bên môi rung rung đã tra xét xong trần nhất minh cúi đầu xuống thẩm ký đạp tới câm à thái dương trần nhất minh toát mồ hôi lạnh cũng không phải do một cú đá gây ra gã đưa túi tư liệu cầm trong tay lên trước thẩm ký quét mắt nhìn vết nắm và mồ hôi trên chiếc túi y mở túi với vẻ mặt không biểu cảm lấy ra một tập tư liệu từ bên trong giây phút này văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trái tim trần nhất minh như ngừng đập tài liệu kia là tất cả về vương sơ thu cũng chính là giao bạch thứ điều tra ra được quá hấp dẫn quá kịch tính tài liệu cho thấy trong hai năm giao bạch ở thấm tâm viên số tiền nhà họ thẩm gửi cho cậu đều bị cậu lục tục truyền cho một người em trai hàng xóm. Theo lý, Giao Bạch rời đi thấm tâm viên đã không còn tiền tiết kiệm gì, nhưng cậu lại có tiền, 20 triệu. Cậu dùng 20 triệu tiền quan hệ tiến vào trung học số 3, trước đây không lâu còn đưa Khương Yên 2 triệu, vô cùng tự tại. Nhưng khoản tiền kia, dính dáng đến con út nhà họ tề, dính đến một âm mưu tính kế nhà họ thẩm tính kế chủ tịch. Chủ tịch bị chơi sỏ lương trần nhất minh ướt đẫm gã bất chấp nguy hiểm tính mạng mà nháy mắt với thiếu gia không biết chuyện đang đắm chìm trong thế giới của mình thẩm nhi an thoáng đi ra đối diện với gã trần nhất minh dùng khẩu hình nói đi mau Ầm, uhm. tư liệu từ tay thẩm ký đập xuống đất vương vãi lộn xộn yết hai hơi thuốc đạp lên trang giấy đi về phía bàn làm việc thông báo cho tề tử trí bảo cậu ta dẫn em trai mình đến thẩm thị ngay bây giờ ngay lập tức Trần Nhất Minh vẫn thất thần. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị ném xuống đất. Ngay sau đó, chiếc bàn làm việc nặng nề bị đá văng tới trước cửa sổ sát đất, mép bàn ma sát trên nền đất phát ra tiếng vang sắc bén trói tai. Thẩm ký lấy ra một khẩu súng trong kết sắt, ném xuống bàn. Vết sẹo nhỏ trên xương lông mày lưu lại sau tai nạn xe giật giật, y gầm lên với vẻ dữ tợn, bảo họ lăn lại đây. Chương 40 Tề Tử Chí hủy tiệc xã giao tối rồi chạy về nhà, cha mẹ hoang mang lo sợ lôi kéo anh, nói: "Tử Chí, đã mấy giờ rồi, sẽ không phải là chủ tịch thẩm lại rời ngày đăng ký đó chứ? Nếu đẩy thêm nữa thì phải đến sang năm." Tuy nhà họ Tề chúng ta không sánh được họ Thẩm bọn họ, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt ở Nam Thành. Lần trước, nhà họ Thẩm chưa bàn bạc với chúng ta đã nói hoãn đăng ký, khiến chúng ta chờ ở cục dân chính rất lâu rồi bị chế diễu lần này dù thế nào thì cũng không thể lại bị động như vậy nữa hai người ông một câu bà một câu vừa sốt ruột vừa bực tức tử trí liệu chủ tịch thẩm có đích thân xuất hiện không có khi nào sẽ trực tiếp để trợ lý thay mặt mình làm không bà tề mặc một bộ sườn xám định chế riêng làm tóc và đeo một bộ trang sức yêu thích bà coi ngày hôm nay là đám cưới của con trai út mình nên ăn mặc rất long trọng tề tử trí nhận khăn từ người hầu rồi lau tay nhấp tách trà uống một hớp, sau đó anh mới đối diện với ánh mắt lo lắng của cha mẹ. Thời gian ấn định là 6 rưỡi, còn chưa tới. Về phần chủ tịch thẩm có tự mình xuất hiện hay không thì khó nói. Tề tử trí trầm giọng cha, mẹ, con tưởng khi tiểu sương muốn gả tiến vào nhà họ thẩm là đã chuẩn bị tâm lý rồi, hai người cũng vậy. Sắc mặt hai ông bà lúc đỏ lúc trắng, tất cả bọn họ đều không hé răng. Cuộc thông gia là do lão phu nhân quyết định, bà cần khí vận của con út nhà họ để vượng con trai mình, mà bọn họ thì sao, có thể thông qua thân phận thông gia nhằm đạt được ba phần mặt mũi khắp giới kinh doanh, nhờ vào đó trở thành sự tồn tại chỉ đứng sau nhà họ thầm ở Nam Thành. Và lại, từ đầu tới cuối, nhà bọn họ không có quyền từ chối. Hôn nhân chỉ là cuộc giao dịch, đôi bên không có nền tảng tình cảm thì làm sao có sự tôn trọng. Bà Tề than thở, cuộc sống riêng tư của chủ tịch thẩm quá loạn, không biết bên ngoài nuôi bao nhiêu người mỗi tháng cũng chưa chắc đã có thể về nhà một chuyến. Tiểu Sương gả đi, sợ là chỉ đành sống một mình. Bây giờ nói điều này có ích lợi gì? Ông Tề chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, nó máu nóng nhào vào trong, vậy cũng xem như đạt được mong muốn, cầu người được người. Ai, bà Tề rút khăn giấy ấn lên khóe mắt ửng đỏ, đều là mệnh. Bà Tề lại bắt đầu buồn bực, chủ tịch thẩm vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ, tại sao đột nhiên lại hoãn ngày bà nhìn chồng và con trường liệu có phải là đại sư tính ra cái gì không hẳn là không bằng không đó sẽ là hủy bỏ mà không phải trì hoãn ông tề phủ định tề tử chi uống hết một tách trà nóng bao mệt nhọc sau một ngày làm việc cũng tan biến bớt một chút tiểu xương đâu ạ à? từ sáng sớm đã tự nhốt mình trong phòng cơm cũng không ăn cha với mẹ con dỗ hồi lâu mới dụ được nó mở cửa rồi dỗ thêm một chốc bảo nó đi mua đồ ông tề bất đắc dĩ nói mua đồ, hạ hỏa. Tề tử trí ấn Thái Dương, 10 ngày trước ngày đăng ký được sửa lại, em trai đến cả trường học cũng không đi, chỉ ở nhà nổi nóng đập đồ đạc. Có ít đồ gia dụng trong nhà đã được thay đổi mấy lần. Tề tử trí lo lắng em trai tức thành bệnh bèn mời chuyên viên tới tư vấn tâm lý, cậu ta đẩy người xuống tầng ngã gãy xương. Em trai bị chiều hư, chủ tịch thầm cũng không phải người nương tay mềm lòng, thật không biết nó gả đi thì sẽ ra sao nữa. Tề tử trí nhìn đồng hồ, tiểu sương đi ra ngoài khi nào à? Ông tề đáp, ba, bốn giờ. Tề tử trí trò chuyện với cha mẹ chốc lát nhưng vẫn chưa thấy em trai mình quay về. Hai ông bà cũng hơi nôn nóng. Đã gần sáu giờ rồi, đứa út đi mua đồ đến quên thời gian à? Không gọi được cho đứa út, bà tề ngồi không yên, làm sao thế này, cũng không nhận điện thoại. Sao tôi lại bất an như vậy? Tề tử trí chân an hai người, đừng lo lắng, con đi hỏi xem sao. Anh bấm một dãy số và hỏi, các người bây giờ đang ở đâu? Đâu kia điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn, giống như cảm xúc vừa mất kiểm soát còn chưa kịp điều chỉnh. Tổng giám đốc tề, tôi không ở trong nước, không biết rõ tình huống của Sương Thiếu Gia. Tề tử trí không ngờ tới kết quả này. Sương Thiếu Gia không nói với ngài à? Người đầu dây bên kia dường như đã chuyển đến một nơi bí mật, giọng nói đè cực kỳ trầm thấp. Tối qua tôi bay sang anh xử lý việc riêng, ngày hôm nay mới tới, ngày mai sẽ về nước. Đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, khượng lại đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, tề tử trí ngắt điện thoại rồi hỏi cha mẹ, lúc tiểu sương đi, hai người có cho người đi theo không? Có mấy người, đều có năng lực xuất sắc và nhanh nhẹn. Bà tề còn chưa dứt lời, điện thoại của tề tử trí đã vang lên, màn hình hiển thị khiến anh hơi nhíu mày. Anh ấn nút trả lời, alo. Tổng giám đốc tề, chủ tịch muốn gặp ngài và em trai ngài. Trần Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề, không có chào hỏi dư thừa. Tề tử trí biết địa chỉ gặp mặt không phải là cuộc dân chính thẩm thị. Đúng vậy, Trần Nhất Minh nói, cũng xin các anh mau chóng, đừng để chủ tịch chờ quá lâu. Tề tử trí cô nén nghi ngờ trong lòng, được rồi, tôi sẽ dẫn em trai tới. Tử trí là trợ lý Trần à? Ông tề hỏi, dạ. Tề Tử Trí đi ra cửa thay giày, chủ tịch Thẩm muốn con và tiểu Sương đến thẩm thị. Đó chính là muốn cùng đi cục dân chính. Bà Tề một phát bắt được tay bạn già, đúng không? Ông Tề vỗ vỗ tay bà, ngoài việc này ra thì còn có thể là gì khác chứ? Tề Tử Trí không tiếp lời, tại sao Thẩm ký bảo trợ lý thông báo anh tới thẩm thị vào lúc này? Anh cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng nghĩ không ra manh mối. Tề Tử Trí phái người đi tìm em trai, không tìm được. Tề tử chi biết rất rõ em trai quan tâm đến ngày đăng ký nhường nào, muốn kết hôn với thẩm ký nhường nào, bây giờ còn chưa trở về thì chỉ có thể là bị vướng chuyện gì đó. Động cơ của chuyện đó, có thể là muốn cậu ta không thể tới được cục dân chính. Trần Nhất Minh lại gọi điện tới, ngữ khi kém hơn rất nhiều so với lần trước. Gã như thể đang chịu đựng một áp lực cực lớn, đã sắp tới giới hạn của mình. Tề tử trí nhận thấy không ổn, anh cho bọn thù hạ tiếp tục tìm, còn mình tới thẩm thị trước. Trên đường đi, tề tử trí vẫn luôn chờ đợi tin tức về em trai, anh cũng không đưa ra bất kỳ giả định nào về mục đích của thẩm ký. Dù thẩm ký có muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng sẽ không đích thân xử lý. Vậy là có chuyện gì đó, tề tử trí không nghĩ ra. Anh tắt xe rồi tiến vào thẩm thị, nghênh đón Trần Nhất Minh không biết đã chờ bao lâu ở đại sành tầng 1. Tổng giám đốc tề, sao chỉ có một mình ngài? trong thời tiết này mà Trần Nhất Minh đầu đầy mồ hôi, trên cổ áo sơ mi có một vết mồ hôi thấm đẫm. Tề tử trí giải thích hai câu, vẻ mặt Trần Nhất Minh cứng ngắc, vậy ngài đi lên trước đi, tôi sẽ chờ ở đây. Đoạn, gã bấm thang máy cho anh, mời. Tề tử trí không đi vào. Tổng giám đốc tề, bất luận ngài có nghi vấn gì thì tôi cũng không thể giải đáp cho ngài. Trần Nhất Minh cứng nhắc nói. Tề tử trí thu lại sự trầm tư nơi đáy mắt, nhấc chân bước vào thang máy trần nhất minh không theo sau không phải để đợi tề xương mà là gã muốn tránh một chút có thể tránh bao lâu thì tốt bấy lâu giờ chủ tịch có cơn giận ngập trời trần nhất minh đã làm việc dưới trướng y trong nhiều năm biết y có cả lòng giết người lễ tân liên tiếp quang tới ánh mắt ăn dưa trần nhất minh lau mồ hôi lạnh trên đầu dưa gì cũng dám ăn các cô gái này có lá gan thật lớn thấy thang máy sắp lên đến tầng cao nhất mí mắt trần nhất minh nhảy lên gã đi chỗ ngoặt bấm một dãy số, mất tự nhiên bật ra hai chữ anh Trương. Sương hô này khiến Trương Trầm bối rối, suýt chút nữa anh hất rơi một túi hạt bí. Trương Trầm liếc dao bạch đang nằm vì trên giường được nhân viên mát xa nắn bóp, sau đó bước ra khỏi phòng, Trần Nhất Minh, anh có ý gì? Trần Nhất Minh hỏi, bây giờ anh có thể đưa dao bạch đến thẩm thị không? Trương Trầm, anh đang do dự có nên cho dao bạch dùng di động không? Phiền lắm, làm sao trần nhất minh còn cho anh thêm phiền thế nghe này tôi không quản anh muốn làm gì anh ba của tôi đã ra lệnh cho tôi muốn tôi trông chừng cậu ta trương trầm nghiêm nghị vậy thì cậu ta không thể rời lan mặc phủ bất kể là chính cậu ta muốn chạy hoặc là được ai khác đưa đi hoặc là có ai tới đón gì cũng không được tiếng bíp của điện thoại vang lên trong tai trần nhất minh nghe như một hồi trống trận chiến trường nằm trên tầng cao nhất gã không tới gần cũng đã thấy hoảng sợ Trương Trầm nghĩ hay lắm, chuyện này quá nghiêm trọng, anh ta không hoàn thành được nhiệm vụ mà anh ba của anh ta bàn giao rồi. Phía Tây Thành, khi Trương Trầm trở về phòng, nhân viên massage đã xong việc rời đi. Giao bạch thoải mái nằm, Trương Trầm xoắn suýt rồi đưa điện thoại cho cậu cầm lấy. Không để ý tới ánh mắt mang cười của Giao Bạch, Trương Trầm nghiêm mặt, không cho phép cài đặt các loại phần mềm lung ta lung tung trong di động của tôi, cũng không được. Một bàn tay duỗi tôi nắm lấy điện thoại của anh, đồng thời đầu ngón tay chạm phải anh, có hơi ẩm ướt. Trương Trầm đột nhiên rụt tay về, tôi nhắc nhở cậu, thành thật một chút. Anh ba của anh đi rồi, anh thì thỉnh thoảng mới nói một lần. Giao bạch cầm di động của Trương Trầm, xúc cảm khá nóng, cũng chẳng biết anh bạn này đã xiết nó trần trừ trong bao lâu. Tôi là một người bệnh, chạy cũng không chạy nổi. Lan mặc phủ trong rừng sâu núi thẳm, xung quanh hẻo lánh như thế, còn có một đống người các anh canh chừng, tôi không rõ anh để phòng tôi như thế làm gì trương trầm yên lặng tôi muốn đăng nhập wechat anh đăng xuất tài khoản của anh đi giao bạch trả điện thoại lại cho anh được không trương trầm nhíu mày sao phiền phức thế giao bạch cười xin nhờ trương trầm mím môi cầm lại điện thoại di động thao tác xong nói tôi sẽ báo cho anh ba chuyện cho cậu dùng di động ngụ ý là bất luận cậu làm gì ở lan mặc phủ tôi cũng sẽ báo cáo lại với anh ba tôi là người của anh ba, chắc chắn sẽ không bị cậu mua chuộc. Tốt nhất cậu bỏ cái ý tưởng ngây thơ đó đi. Giao bạch xua tay, tôi muốn lên WeChat. Trương Trầm nghiêng đầu sang một bên, anh không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác. Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở, đừng dở trò trong WeChat. Trương Trầm ném một hạt bí vào trong miệng, vừa chuẩn xác vừa tùy ý, đó là hành vi rất ngu xuẩn. Những khối màu tươi sáng trên avatar dường như đã biến thành vô số chiếc loa đang ở kia kêu vang. Giao bạch một bên đăng nhập tài khoản một bên nói thầm, biết rồi, anh rông dài quá. Trương trầm, anh đen mặt, tôi chỉ cho cậu 2 phút. Đủ rồi, sau khi nhìn thấy lời nhắc xác minh bảo mật, Giao bạch không cần suy nghĩ đã lựa chọn bạn tốt xúc nghiệm chứng, phía thẩm nhi an nhanh chóng phối hợp cậu. Giao bạch truy cập WeChat, phát hiện trên avatar mấy người bạn đều có vòng tròn nhỏ màu đỏ, với số lượng cực nhiều tin nhắn được đánh dấu trong đó lương mốc thế mà còn nhiều hơn thẩm nhị an thời gian có hạn giao bạch không có tâm tư đi quản những người khác cậu chỉ ấn vào avatar trương trầm lướt lịch sử trò chuyện từ dưới lên giao bạch kéo xong nhắn một tin cho trương trầm rồi tiến vào phần cài đặt cột tài khoản và bảo mật xóa sạch dấu vết lưu lại sau đó cậu đăng xuất wechat bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm một tiếng sấm lớn đập tan vùng trời lan mặc phủ trở trời rồi thẩm thị thẩm nhi an bị đuổi ra khỏi văn phòng ngồi trong hành lang y ngơ ngác cầm điện thoại giao bạch chưa trả lời y thẩm nhi an ôm điện thoại vào lòng y lấy ra một miếng giấy màu gấp đôi từ túi áo đồng phục gấp vào trong dọc theo các góc ở cả hai bên một tờ giấy bị gấp nhăn nhúm gấp không ra hình thù gì ngón tay thẩm nhi an co lại dùng sức siết chặt tờ giấy màu y hít sâu kiếm một dãy số trong điện thoại rồi gửi một tin nhắn giúp tôi kiểm tra địa chỉ mà tài khoản này vừa đăng nhập. Thẩm Nhi An cúi xuống, áp chán lên vỏ điện thoại. Đi cắn khóe môi man mát vài lần trước khi nhắn tiếp. Tôi muốn biết tối nay Trần Nhất Minh phái người điều tra được những gì. Thẩm Nhi An xóa lịch sử chat rồi ngồi yên tĩnh. Một bên khác, tề tử trí ngồi trồm hổm trên mặt đất xem tư liệu. Anh đã ngồi xổm được mấy phút, lần lửa mãi chưa dậy. Tay chân cứng ngắc, sắc mặt căng thẳng bàn tay nắm tư liệu của tề tử trí trắng bệch chủ tịch thẩm liệu ở đây có hiểu lầm gì không thẩm ký ngồi trên ghế ra thản nhiên nghịch súng y đã qua giai đoạn tức giận nhất bây giờ đang nghĩ làm sao chút ra cơn giận này trong vụ tai nạn xe mấy tháng trước nếu tôi xui xẻo thì hiện tại đã nằm dưới nền đất rồi tề tử trí không nói nên lời câu mới vừa rồi kia chẳng qua là anh vô thức nói với tâm lý cầu may tính xác thực của phần tài liệu này không có điểm nào đáng ngờ lông mày của tề tử trí nhíu lại từng chút một, càng lúc càng nhíu chặt, như có một ngọn núi tuyết đột nhiên đè xuống đầu anh, lạnh lẽo nặng nề. Áp lực này không liên quan đến các dự án lớn như thế nào, nó đến từ việc cá nhân của anh, gia đình, em trai anh. Tề tử trí sắp bước sang tuổi 30, anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ rất sớm, được đánh giá là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp phát triển vô cùng khả quan. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với thất bại của mình, đột ngột không kịp chuẩn bị với tư cách là một người anh tề tử trí quá dung túng em trai ngoài việc khuyên cậu ta đừng một lòng đòi tiến vào nhà họ thẩm những thứ khác toàn là muốn cái gì cho cái đó dẫn đến sai lầm lớn mà cậu ta mắc phải ngày hôm nay nội dung của tài liệu khiến tề tử trí cảm thấy đây là một câu chuyện chẳng qua cái tên tương tự em trai mình thôi dù thế nào chăng nữa anh cũng sẽ không ngờ tới em trai lại hợp mưu với người trẻ tuổi từng ở thấm tâm viên tính kế nhà họ thẩm thuê tội phạm bỏ trốn nhiều năm lái xe va vào gia chủ thẩm thị bắt cóc vợ con đại sư uy hiếp ông làm giả vận thế lừa dối lão phu nhân từng việc từng việc đều làm thái dương tề tử trí nhức nhối tề tử trí chậm rãi đứng lên chủ tịch thẩm em trai của tôi vẫn chưa được tìm thấy khi nào nó đến tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng thế nhưng tề tử trí dốc sức làm việc trong giới kinh doanh nhiều năm nay tuy thủ đoạn và thành tựu không bằng thầm ký, nhưng cũng là người có thể một mình gánh vác một phương. Dẫu đáy lòng anh có loạn tung đến đâu thì vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, phải chăng chúng ta nên đề cập đến, chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Động tác nghịch súng của thầm ký hơi khựng lại, tôi biết rất rõ em trai mình có bao nhiêu năng lực. Tề tử chi nói, em trai tôi không thể nghĩ ra kế hoạch kín kẽ như vậy, xung quanh nó cũng không có người có khả năng đến thế. Mặt khác, để tôi nói thật với ngài, hai năm trước, em trai tôi đã muốn tôi đe dọa đại sư, bắt ông làm giả mệnh lý của Giao Bạch, để các người đuổi tổ ta ra khỏi thấm tâm viên. Cưỡng ép dụ dỗ gì cũng từng thử, ông không chịu phối hợp, chúng tôi buộc lòng phải từ bỏ. Khi đó em trai tôi cũng giấu tôi đi tìm nhược điểm của đại sư, tốn một quãng thời gian rất dài cũng không tìm ra. Tề tử trí nhìn thầm ký đã đặt súng xuống, lời nói mang ẩn ý, cho nên, địa chỉ vợ con đại sư không phải tự nó tra được thẩm ký đột nhiên chống bàn đứng dậy một cỗ khí tức kinh khủng ập tới tề tử trí thái dương thấm mồ hôi chủ tịch thẩm em trai của tôi chỉ là nhất thời hồ đồ nhưng giao bạch là thẩm ký giơ súng lên nhắm thẳng tề tử trí sát khí từ hỏng súng đen ngòm tràn ra ngoài hướng về tề tử trí anh đừng yên không nhúc nhích nói ra từng chữ ủ mưu đã lâu bằng viên đạn cắt ngang không khí sượt qua tai tề tử trí ghim vào bức tường phía sau anh. Khẩu súng bị thầm ký đập mạnh lên cửa sổ sát đất một cách bạo lực. Kính không vỡ, nhưng súng lại vỡ ra dưới lực va đập đáng sợ ấy. Thầm ký như bị người khác chọc vào xương sống, phẫn nộ đến cắn răng, cơ bắp run lên, viền mắt đỏ như máu sắp nứt ra. Trinh y trải vuốt ra đầu đuôi là một chuyện, nghe người khác nói thẳng mặt lại là một chuyện khác. Mất hết mặt mũi, chó con của y, tha tự mình mạo hiểm cũng phải lợi dụng tề xương sắp xếp vụ tai nạn xe kia. Không hề lo lắng chẳng may tài xế gây chuyện tay run chân dẫm ga, xe va chạm mạnh, bản thân ngồi trong xe sẽ thiếu hụt mấy linh kiện hoặc mất mạng tại chỗ. Thông minh, nhẫn tâm, đối với cả bản thân và người khác. Trước tiên chế tạo một vụ tai nạn có cả chính mình và kim chủ, cho lão phu nhân lưu lại ấn tượng rằng cậu là một linh vật chẳng hề xứng chức đồng thời còn muốn kim chủ bị thương nhẹ để cậu tránh né khả năng bị phạt. Sau đó sử dụng nước cờ đại sư kết hợp vụ tai nạn, khiến lão phu nhân tin chắc mệnh bàn của cậu đã thay đổi, từ phúc tinh trở thành tai tinh. Ghê gớm nhất là, chó con nắm bắt chuẩn xác việc chủ nhân nó chán ghét những thứ liên quan đến mệnh bàn, không buồn nhọc lòng với người và vật có liên quan. Lúc vụ việc xảy ra còn dùng ánh mắt thả một cái móc cho chủ nhân của mình. Lợi hại, mỗi bước đều được thiết lập rất tinh vi không biết đã mưu tính trong bao lâu. Cứ thế muốn rời khỏi thấm tâm viên, thoát khỏi nhà họ thẩm, bỏ qua xuất ứng cử viên trước thẩm phu nhân. Bước nhanh về phía trước, không chút do dự, trong cổ họng thẩm ký dâng lên vị tanh mặn, bị y cưỡng ép đè nén xuống. Tay y run run gọi điện thoại. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, lăn vào đây. Trần Nhất Minh ôm tim tiến vào văn phòng, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi gã gã trông thấy tai trái tể tử trí toàn là máu, không khỏi hít sâu một hơi. Bình thường chủ tịch cũng coi như luôn đánh giá cao tổng giám đốc Tề là một đàn em có năng lực vượt trội, nhưng lần này y thậm chí còn bắn anh. Tất cả những thứ này đều là do cây lau sậy giao bạch gây ra. Cậu lại có thể khuấy lên sóng gió lớn như vậy, bản thân còn đang ở Tây Thành, chưa đụng phải hỏng súng. Đi thăm dò cái tên đại sư cho má gì kia, tìm tới ông ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác thẩm ký châm một điếu thuốc nắp bật lửa bị y đè lại y hít một hơi khói lửa sáng rồi tắt ánh lên con ngươi sâu không lường được của y trong vòng một tiếng tôi muốn biết kết quả trần nhất minh nuốt nước miếng dạ gã đi ra ngoài bước chân có hơi bất ổn trời mới biết khi nhận được mệnh lệnh điều tra giao bạch từ chủ tịch gã đã nghĩ chẳng qua là gia đình cha mẹ nuôi của giao bạch ở quê lại đòi bao nhiêu tiền sắc mặt con đỉa thật sự là làm người ta phát tởm. 20 triệu trong thẻ của giao bạch kéo ra tề xương. Sau đó tề xương biến thành đối tượng điều tra trọng điểm. Bên cạnh cậu ta có tướng tài không tồi, thay cậu ta trồi đít, nhưng chẳng thể sánh được với tài nguyên của thẩm thị. Vì vậy tất cả những thứ được che đậy đều nổi lên mặt nước. Nếu chủ tịch sớm thừa nhận mình thương nhớ một con chó con, tình cảnh này sẽ sớm diễn ra hơn. Làm cách nào cũng không nhảy qua được. Trần Nhất Minh coi thường giao bạch, đây không phải là chó dữ, là sói ác mới đúng. Một học sinh cấp 3 chưa bước vào đời, cũng không biết lôi lòng giả và dũng khí từ đâu tới, dám dở trò ngay dưới mắt chủ tịch. Chủ tịch ngông cuồng tự đại quen rồi, lúc này bị đùa giỡn, chắc chắn đã nhận lấy chấn động trước nay chưa từng có, mất hết mặt mũi trong ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng, Trần Nhất Minh đã đi dặn dò chỉ thị của chủ tịch. Thực ra lúc cha đến việc đại sư xảy ra bất chắc, Trần Nhất Minh cũng cho người tiếp tục tra xét. Bởi vì người của Tề Sương không tìm thấy thi thể của Đại sư. Trần Nhất Minh cần xác nhận một chút, lần này Chủ tịch hạn định thời gian, Trần Nhất Minh phái thêm rất đông người, nhất định phải nghĩ cách báo cáo kết quả. Mùi máu tanh trong văn phòng nồng hơn một chút, cổ và vai Tề Tử Chi ướt đẫm máu, nhưng anh không đưa tay ra che vết thương. Nhà họ Tề của anh không thể thoát khỏi can hệ, cũng rất khó để có thể kéo em trai mình ra ngoài nhất định em trai có nhược điểm gì đó bị tên giao bạch kia nắm được, một chữ cũng không dám nói với anh cả là anh. Nếu không làm sao đến mức phát triển thành cục diện hiện tại chứ? Giao bạch, tề tử trí thầm đọc cái tên này trong lòng. Khi ở Phúc Duyên Lâu, anh đang trong phòng nghỉ thì nghe thấy cuộc đối thoại, cảm thấy tâm tính của đứa bé này rất tốt, còn nghĩ nếu tương lai đối phương gặp phải khó khăn gì thì anh sẽ giúp đỡ. Bây giờ nhớ lại, vô cùng nực cười, đứa bé kia đâu cần anh giúp sắc mặt tề tử trí dần dần trắng bệch vì mất máu khi anh biết giao bạch đã âm mưu từ lâu phản ứng của thẩm ký tiết lộ một điểm y sẽ không xuống tay áp độc với giao bạch vậy thì anh cần một con đường có thể làm mình lật ngược lại em trai chính là con đường đó thậm chí toàn bộ nhà họ tề đều phải bị phá hủy ít nhất một nửa căn cơ tề tử trí nhíu mày suy nghĩ rõ ràng nhà họ tề đi xuống thì có thể vực dậy được nhưng em trai thì không thể có chuyện gì anh hy vọng em trai sẽ không đến đây. Lửa giận cô thầm ký, để người anh cả này đối mặt là được rồi. Một giây sau khi tề tử trí nghĩ như vậy, điện thoại trong túi quần vang lên, anh không cần nghĩ ngợi đã nhận luôn. Tổng giám đốc tề, đã tìm được xương thiếu gia. Tề tử trí muốn giả vờ đó là cuộc gọi của bạn bè để lừa gạt thầm ký, nhưng lúc nhận ra giọng thuộc hạ đầu bên kia không đúng lắm, biểu cảm của anh mất khống chế, làm sao vậy? Đồng thời khi câu hỏi được đưa ra, nỗi bất an mạnh mẽ ập đến trong lòng tề tử trí, anh không hề phòng bị. Tổng giám đốc tề, xương thiếu ra cậu ấy, trong điện thoại sen lẫn giọng nói khác, kinh hoàng hô to, không còn thở. Tề tử trí lập tức mất chi giác, ai không còn thở. Trả lời anh là sự im lặng chết chóc, các người ở đâu, nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Hơi thở của tề tử trí trở nên hỗn loạn với tốc độ không thể kiểm soát được, nói đi nghe thấy điều gì đó tề tử trí khẽ buông tay toàn bộ điện thoại và tư liệu đều rơi xuống anh chạy ra ngoài máu trên tai văng tung tóe theo động tác chạy vương vãi trên đống tài liệu dưới đất trông thật lộn xộn và gây chấn động cửa phòng làm việc bỗng mở ra từ bên trong trần nhất minh sửng sốt tổng giám đốc tề sao mới vừa nói ra mấy chữ bóng dáng tề tử trí cũng đã khuất dạng hành lang dài lưu lại một chuỗi vết máu trần nhất minh dựa lên tường cậu út tề gặp chuyện rồi. Tuyệt đối đừng như thế, không thì còn ai khác có thể gả vào nhà họ thẩm, mang lại may mắn cho chủ tịch. Đúng rồi, còn có cây lau sậy trôi giạt đến Tây Thành. Đại sư nói mệnh lý của cậu đã thay đổi, đó là nói dối, cậu vẫn là ứng cử viên chức phu nhân chủ tịch. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.